Đô thị mạnh nhất Hoàn Khố, Diệp Thần Phong. Chương 161, đối tốt với người yêu cầu lý do sao? Ngoài cửa sổ, trăng lạnh như nước, những đen kịt trong phòng nhiều một ít sáng, phù phù tim đập thanh quanh quẩn ở trong không khí. Diệp Thần Phong không có ở trước tiên thu hồi đặt tại Hàn Sơ Tuyết trước ngực cao ngất thượng hai tay của, cảm thụ được thủ chính giữa mềm mại, ấm áp, trơn mịn đẳng một loạt xúc cảm, hắn tiểu phúc hạ từ từ có phản ứng. Hàn Sơ Tuyết thân thể nóng hổi không gì sánh được, lại nhiều lần chăn trước tên biến thái này lưu manh chiếm tiện nghi, nhưng trong lòng nàng dần dần có cái này loại tập quán, nếu là từ trước có người nào không biết sống chết nam nhân có dũng khí đụng tới thân thể của nàng lời nói, 100% không có tốt kết quả, nhẹ thì bị phế dơ trứng chim, từ nay về sau biến thành triệt đầu triệt đuôi thái giám, nặng thì trực tiếp cướp đoạt cái đó tính mệnh, đưa đi gặp Diêm Vương gia. Nhưng mà đối với Diệp Thần Phong một lần lại một lần chiếm tiện nghi hành vi, Hàn Sơ Tuyết trong lòng ngoại trừ có nổi giận bên ngoài, vậy mà sản sinh không được một tia oán hận, vì vậy nàng liền lại tìm cho mình nhất cái lý do, như thế nào đi nữa nói hắn coi như là ân nhân cứu mạng của ta, nhất định là như vậy ta mới có thể đối với hắn sản sinh không được oán hận. Thời gian dường như dừng lại hơn một phút đồng hồ, Diệp Thần Phong cùng Hàn Sơ Tuyết mặt đối mặt nằm, đây đó có thể cảm thụ được đối phương ấm áp hô hấp. Có như vậy nhất khắc, Diệp Thần Phong nhìn trước mặt tờ này khuôn mặt quen thuộc, hắn thiếu chút nữa đầu cùng nửa người dưới đồng thời sung huyết, nắm Hàn Sơ Tuyết trước ngực cao ngất hai tay của hơi nắm thật chặt, có thể dùng Hàn Sơ Tuyết cổ họng trong phát ra một tiếng động nhân kiều tiếng hừ, trong con ngươi xinh đẹp mang theo nhẹ nhẹ tình ý, trong miệng lại đúng lạnh giọng hỏi, ngươi còn phải giữ vững động tác này bao lâu? Diệp Thần Phong cái này mới hồi qua thần, tướng ở trong thân thể táo hỏa ngạnh sinh sinh áp chế xuống. Vội vã từ trên giường đi xuống. Bang Hàn Sơ Tuyết đáp chăn xong, có chút lúng túng nói, vừa rồi ta. Dù sao từ biên cảnh thị trường giao dịch gặp phải Hàn Sơ Tuyết sau, hắn ra vẻ tự một lần ăn đối phương đậu hủ, tuy rằng trong này rất nhiều đều đúng ngoài ý muốn, thế nhưng. Hàn Sơ Tuyết trực tiếp cắt đứt Diệp Thần Phong lời nói, tướng chăn mền trên người nắm thật chặt, cổ họng trong gắt giọng, đại biến thái. Đại lưu manh. Diệp Thần Phong vốn có muốn nói hai câu xin lỗi các loại lời nói ni. Nhưng mà hắn đột nhiên nghĩ đến, nơi này là hắn gian phòng của mình a. Đúng Hàn Sơ Tuyết người nữ nhân này không giải thích được chạy tới trên giường của hắn ngủ, còn nghĩ trên người quần áo và đồ dùng hàng ngày cởi được không còn một mảnh. Cái này đều không phải ý định mê hoặc người mà. Diệp Thần Phong tà tà cười nói, ta đại biến thái. Đại lưu manh, ta xem ngươi mới là cái nữ lưu manh đi. Nơi này chính là phòng của ta, ngươi không giải thích được cởi sạch y phục xuất hiện ở trên giường của ta, xem ra là đối cơ thể của ta thèm nhỏ dãi đã lâu ha. Ngươi gạt người, Hân Nhi rõ ràng nói nơi này là an bài cho ta gian phòng. Hàn Sơ Tuyết mới sẽ không tin tưởng Diệp Thần Phong chuyện ma quỷ ni. Nói tại Diệp Thần Phong đám người đi hướng tới Lý Gia Vân Hải xưởng chế thuốc không bao lâu sau, Đường Hân liền trở về biệt thự. Tiểu nha đầu tại biết Hàn Sơ Tuyết đúng bạn của Diệp Thần Phong sau, vô cùng nhiệt tình, một lớn một nhỏ hai nữ nhân rất nhanh thì quen thuộc lên. Đường Hân tự nhiên mà vậy bà Hàn Sơ Tuyết phân loại đến Thần Phong ca ca nữ nhân được loại chính giữa đi, tuy rằng trong lòng có chút ăn vặt vị, thế nhưng tâm tình được cũng không có bao nhiêu biến hóa, từ trước nàng tự cho mình định tốt vị, làm Thần Phong ca ca tiểu nữ nhân. Nàng nguyện ý cùng những nữ nhân khác cùng nơi chia sẻ nàng Thần Phong ca ca. Chỉ cần nàng Thần Phong ca ca trong lòng có một vị trí của nàng như vậy đủ rồi, dù cho chỉ là thật rất nhỏ một mảnh đất mới. Kết quả là Đường Hân liền đem Hàn Sơ Tuyết an bài vào Diệp Thần Phong trong phòng, về phần Hàn Sơ Tuyết tại sao phải không mặc quần áo ngủ. Đó là bởi vì lần này từ biên cảnh thị trường giao dịch rời đi vội vội vàng vàng, nàng chỉ có mặc trên người nhất bộ quần áo. Đang tắm thời gian thông minh lanh lợi Đường Hân tướng Hàn Sơ Tuyết y phục vứt xuống trong máy giặt quần áo đi. Lại mà Đường Hân y phục mặc tại Hàn Sơ Tuyết trên người thật sự là quá kình bạo, nhất là Hàn Sơ Tuyết trước ngực một đôi đặc biệt có nguyên liệu cao ngất, thiếu chút nữa đúng bả Đường Hân y phục đều cấp chống đỡ bạo, thấy vậy tình trạng Hàn Sơ Tuyết đơn giản người trần chuồng ngủ, dù sao đến ngày mai y phục của nàng cũng không sai biệt lắm can, ai biết đạo hội gây ra cái này việc sự tình tới. Diệp Thần Phong không cho là đúng nhún vai, mở ra gian phòng tủ quần áo, nói rằng, Hàn đại mỹ nữ, ngươi nhìn kỹ. Cái này tủ quần áo trong có thể đều là của ta y phục, hiện tại ngươi nói ở đây có phải là của ta hay không gian phòng. Nương từ ngoài cửa sổ thấu chiếu vào tới ánh trăng, Hàn Sơ Tuyết liếc liếc mắt tủ quần áo, phát hiện quả nhiên bên trong đều đúng y phục của nam nhân,
Đường Hân tại sao phải đem nàng an bài đến Diệp Thần Phong trong phòng tới ni. Trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thông Đường Hân làm như thế hàm nghĩa, ngoài miệng y nguyên không chịu thua nói rằng, có y phục của nam nhân là có thể chứng minh là phòng của ngươi sao. Đại biến thái, đại lưu manh. Diệp Thần Phong không sao cả vuốt thủ, nói rằng, ta hoàn đã quên nói cho ngươi biết, tại ngươi bây giờ ngủ được phía dưới gối đầu còn có ta nhất cái quần lót ni. Nghe vậy, Hàn Sơ Tuyết sắc mặt phiếm hồng, vội vã cuốn chăn ngồi dậy, xốc lên gối đầu, quả nhiên phát hiện gối đầu dưới có nhất điều nam sĩ nội khố, trên gương mặt đỏ có thể trích ra máu. Diệp Thần Phong cố ý trêu nói, ngươi còn là người thứ nhất gối ta nội khố ngủ nữ nhân ni. Hơn nữa còn là không có tẩy qua nội khố. Ngươi, Hàn Sơ Tuyết không nói gì đến cực điểm, không biết nên dùng cái gì từ ngữ tới cãi lại. Ùng ục giữa lúc Hàn Sơ Tuyết chán nản thời gian, bụng của nàng vậy mà lại không tranh khí gọi lên, một lần tại Diệp Thần Phong trước mặt mất mặt, lúc này nàng thật muốn tìm cái lỗ toản đi xuống. Đường Hân trên căn bản là mỗi ngày ăn xong cơm tối mới hồi biệt thự, tiểu nha đầu nhất thời lại quên hỏi Hàn Sơ Tuyết có chưa từng ăn qua cơm tối, cho nên từ biên cảnh trở lại Thiên Hải sau, Hàn Sơ Tuyết giống nhau đồ ăn cũng chưa từng ăn qua ni. Hàn Sơ Tuyết cúi đầu, cai đầu dài đều muốn mai đến ngực của nàng gian, đột nhiên có một bộ nam sĩ y phục vứt xuống trước mặt nàng, khẩn đón truyền đến, Diệp Thần Phong thanh âm, trước xuyên quần áo của ta thích hợp một chút đi. Ta dẫn ngươi đi ăn cái gì? Nhìn Hàn Sơ Tuyết vẫn là thờ ơ, Diệp Thần Phong nói tiếp, dù sao cũng không phải đệ nhất lần xuyên quần áo của ta, chẳng lẽ còn xấu hổ sao? Bằng không ta tới giúp ngươi xuyên. Hàn Sơ Tuyết ngẩng đầu chừng mắt một cái Diệp Thần Phong khẽ kêu đạo, ngươi không đi ra ta thế nào mặc quần áo? Diệp Thần Phong thật đúng là thiếu chút nữa bả chuyện này quên ni. Hắn tổng chưa chắc đứng ở trong phòng nhìn Hàn Sơ Tuyết thay quần áo đi. Diệp Thần Phong đi ra khỏi phòng, thuận tiện cài cửa lại. Trong phòng thỉnh thoảng truyền ra tất tất tốt tốt thanh âm, khoảng chừng 5 phút đồng hồ sau, ăn mặc Diệp Thần Phong quần áo Hàn Sơ Tuyết không được tự nhiên đi ra khỏi phòng. Thật đúng là đừng nói lành lạnh mỹ nữ Hàn Sơ Tuyết mặc vào y phục của nam nhân, trên người càng nhiều một loại to lớn sức dụ dỗ, những thông thường nam nhân đều không có cách gì chống lại. Hàn Sơ Tuyết gỡ gỡ cái trán trước sợi tóc, cho trước mặt có chút ngây người Diệp Thần Phong một cái liếc mắt, hỏi, không phải nói đi ăn cái gì sao? Không biết vì sao nhìn đến Diệp Thần Phong vì mình mê muội, trong lòng nàng sẽ có một loại cảm giác thành tựu, cùng một loại thỏa mãn vui sướng. Đều đại buổi tối, Diệp Thần Phong đương nhiên không chuẩn bị bản thân xuống bếp, huống hồ Đường Hân đã ngủ, hắn không muốn đem tiểu nha đầu này đánh thức, vì vậy liền quyết định cùng Hàn Sơ Tuyết đi ra ngoài ăn. Đại khái đi gần 10 phút, Diệp Thần Phong thấy được một cái coi như sạch sẽ đại bài đương, vì vậy liền hỏi, ngươi không để ý ăn quán ven đường đi. Hàn Sơ Tuyết đối mấy thứ này cũng đều không phải rất khảo cứu, chỉ cần là chỗ ăn cơm không nên quá bẩn thì tốt rồi, hơi gật đầu, xem như là đồng ý đề nghị của Diệp Thần Phong. Hai người tìm một cái bàn ngồi xuống, Diệp Thần Phong điểm một ít nấu nướng, lại điểm vài cái xào rau, thuận tiện gọi nhất chát bia. Nhà này đại bài đương sinh ý coi như đúng thông thường, Diệp Thần Phong cùng Hàn Sơ Tuyết xuất hiện rất nhanh hấp dẫn dùng cơm khách hàng ánh mắt, đương nhiên nam đúng bị Hàn Sơ Tuyết xinh đẹp hấp dẫn. Nữ đúng bị Diệp Thần Phong đẹp trai hấp dẫn. Diệp Thần Phong cùng Hàn Sơ Tuyết sau khi đến, vậy mà hấp dẫn nhìn rất nhiều khách hàng, trong lúc nhất thời đại bài đương sinh ý tiến dần từng bước nóng nảy. Hàn Sơ Tuyết không nhìn thẳng chu vi ánh mắt của nam nhân, nghĩ từ biên cảnh thị trường giao dịch đến bây giờ một chút chích chích, nàng không phải không thừa nhận Diệp Thần Phong thật đối với nàng rất tốt, nếu như Diệp Thần Phong chiến thắng trở về cùng thân thể của nàng lời nói, nàng tin tưởng dùng Diệp Thần Phong thực lực thì là nàng không đồng ý cũng không làm nên chuyện gì, nhưng mà Diệp Thần Phong lại đúng không có ra tay với nàng, tuy rằng trong đó bởi vì ngoài ý muốn hai người một lần lại một lần phát sinh tiếp xúc thân mật. Thế nhưng, Hàn Sơ Tuyết cổ họng trong không tự chủ bốc lên ra một vấn đề, đại biến thái, ngươi vì sao sẽ đối ta tốt như vậy? Diệp Thần Phong mở ra một lon bia, hướng tới trong miệng chợt ực một hớp, tự nhiên hồi đáp, đối tốt với người yêu cầu lý do sao? Chương 162, Đại bài đương sự kiện. Diệp Thần Phong nói ra câu nói này thời gian tịnh không có suy nghĩ nhiều, kỳ thực hắn đối Hàn Sơ Tuyết tốt như vậy nguyên nhân, có thể chỉ là Hàn Sơ Tuyết lớn lên rất giống hắn đời trước bạn gái Lạc Tuyết Kỳ đi. Nhưng mà Diệp Thần Phong trong lòng cũng không muốn như thế thừa nhận, bởi vì này dạng đối Hàn Sơ Tuyết rất không công bình. Người có thể không nên luôn luôn đại biến thái,
Đại lưu manh gọi ta phải không? Ta chỗ nào biến thái? Chỗ nào lưu manh? Nếu như người nguyện ý có thể gọi Thần Phong, hoặc trực tiếp gọi Diệp Thần Phong. Hàn Sơ Tuyết trong đáy lòng dâng lên nhất dòng nước ấm, lặng lẽ nhiều lần câu kia, đối tốt với người yêu cầu lý do sao, cổ họng trong cực kỳ ôn nhu hô một câu Thần Phong, nhượng Diệp Thần Phong nghe được có loại đầu khớp xương muốn mềm yếu rơi cảm giác. Giữa lúc Diệp Thần Phong hưởng thụ tại loại cảm giác này chính giữa thời gian, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một trận tiếng mắng chửi. Theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy cách Diệp Thần Phong 5-6 mễ xa trên một cái bàn, đang ngồi lục tên hung thần ác sát thanh niên, dẫn đầu thanh niên biệt hiệu là Long Ca, là ở phụ cận một đời lấn thiện sợ ác tiểu người sống tạm bợ, cả ngày dựa vào thu quán ven đường chủ sạp bảo hộ phí mà sống. Long Ca trong miệng ngậm nhất cây tăm, tay phải cầm lấy một gã 17-18 tuổi tay của thiếu nữ cổ tay, thiếu nữ đúng phụ cận một khu nhà cao trung học sinh, trong nhà rất nghèo, mẫu thân lại bị bệnh liệt giường. Cho nên mỗi ngày tan học sau đó sẽ ra tới làm công. Thiếu nữ dài nhất trương mặt trái xoan, ngũ quan hết sức tinh xảo, phảng phất là một cái chân nhân bản búp bê. Bất quá lúc này thiếu nữ đối mặt Long Ca thời gian, sắc mặt trắng bệch, thân thể không kiềm hãm được vi vi run rẩy. Người chậu trong thang toàn bộ rác vào trên người của ta bộ y phục này thế nhưng hàng hiệu hàng. Muốn hơn 3 vạn đồng tiền ni, người nói người muốn thường thế nào ta? Long Ca cầm lấy tay của thiếu nữ cổ tay không tha, 5 ngón tay nắn bóp thiếu nữ trên cánh tay trơn mềm ra. Thiếu nữ dường như chim sợ cành cong, nhưng vẫn là lấy hết dũng khí nói rằng, vừa rồi rõ ràng là ngươi cố ý vấp ta một cước, ngươi tại sao có thể vô lý như vậy? Ngươi phải cùng ta Long Ca phân rõ phải trái, đúng không? Long Ca từ trên ghế đứng lên, cách cách một tiếng. Trực tiếp lật ngược trước mặt bàn. Quát dẹp đường, ta gặp các ngươi nơi này là không cần làm ăn. Nghe được động tĩnh, lão bản vội vã chạy tới, khi nhìn đến đúng Long Ca sau. Khuôn mặt thượng đống khởi dáng tươi cười, hỏi, Long Ca, là ai chọc tới ngài sinh khí? Đúng điều không phải tiểu nha đầu này, ta để cho nàng hướng ngươi chịu nhận lỗi. Phi, Long Ca tướng điều tại trong miệng cây tăm trực tiếp nhổ tại đại bài đương mặt của lão bản thượng. Mắng, quang chịu nhận lỗi tự hữu dụng sao? Ta bộ y phục này thế nhưng hàng hiệu, hiện tại hoặc là bồi ta 3 vạn đồng tiền, hoặc là nhượng tiểu nha đầu này theo ta một buổi tối. Đại bài đương lão bản gương mặt cay đắng, 3 vạn đồng tiền hắn muốn dọn xong vài tháng. Phó Giai Giai thăng quan nhớ thủ phát. Than mới có thể kiếm được ni, huống hồ bị Long Ca để mắt tới người thiếu nữ này cùng hắn một chút quan hệ cũng không có, chỉ là tại hắn ở đây làm công, cho nên hắn trong lòng rất nhanh làm ra lấy hay bỏ. Long Ca, vậy hãy để cho tiểu nha đầu này bồi ngươi một buổi tối đi. Cái này là được rồi mà, ta Long Ca có thể luôn luôn là rất giảng đạo lý. Long Ca hai mắt tại thiếu nữ ngực cùng phần mông đi lên hồi tạo động, dùng Long Ca duyệt nữ vô số ánh mắt đến xem, trước mặt người thiếu nữ này còn là một non ni. Lúc này hắn thật là đúng kiếm quá, đã không kịp đợi muốn hưởng thụ một chút thanh xuân thiếu nữ thân thể tư vị. Các ngươi không thể làm như vậy, các ngươi không thể làm như vậy. Thiếu nữ về mùa đông như kinh, nàng đặc biệt rõ ràng Long Ca lời nói bên trong ý tứ, đưa mắt phóng đến chu vi ăn cơm khách hàng trên người, nhưng mà không ai nguyện ý đứng ra vì nàng lời nói. Thần Phong, ngươi chẳng lẽ muốn nhìn sự tình như vậy phát triển tiếp? Không cho phép ngươi có xuất thủ sao? Có đệ nhất lần thì có lần thứ hai. Hàn Sơ Tuyết lúc này hô lên Thần Phong 2 chữ thời gian, muốn so với vừa rồi tự nhiên nhiều. Nàng thân là nữ nhân đương nhiên là không ưa nhất tượng Long Ca như vậy khốn kiếp, nếu không nàng thực lực không có khôi phục, sợ rằng nàng cũng sớm đã xông lên đạp bộc Long Ca trứng chim. Diệp Thần Phong tướng một khối thịt bò nhét vào trong miệng sau, từ trên ghế đứng lên. Chậm rãi bước hướng phía Long Ca bọn họ phương hướng đi ra, ta nghĩ ngươi hay nhất còn là buông tay nàng ra, bằng không đợi ngươi khẳng định sẽ hối hận. Diệp Thần Phong trong tay phải cầm nhất lon không có mở ra bia. Khuôn mặt thượng là một bộ cả người lẫn vật nụ cười vô hại. Long Ca gặp vậy mà thật sự có không biết sống chết người dám đứng ra quấy rối chuyện tốt của hắn, hơn nữa còn là một cái coi trọng lần 10 phần tiểu bạch khuôn mặt ra hỏa, cổ họng trong cười to lên, ha ha ha, đầu năm nay lúc nào tiểu bạch khuôn mặt đều muốn xính anh hùng. Cấp lão tử ta cút sang một bên, bằng không cho ngươi nếm thử dao nhỏ thống tiến bàn tay tư vị. Thực khách chung quanh cũng không nghĩ tới Diệp Thần Phong hội đứng ra vì thiếu nữ xuất đầu. Dù sao Diệp Thần Phong thân thể nhìn qua thực sự không trách địa, nam thực khách bởi vì đố kỵ Diệp Thần Phong có Hàn Sơ Tuyết như thế bạn gái xinh đẹp sôi nổi chửi bới hắn.
tiểu tử này nhất định là cái lăng đầu thanh đi. Long ca tại thế hệ này thế nhưng rất nổi danh, hắn cái này không phải là mình hướng tới lưỡi dao thượng đụng sao. Ta xem là tiểu tử này thuần túy muốn tại nữ trước mặt bằng hữu, đợi có trò hay để nhìn, ta đã không kịp đợi nhìn hắn té trên mặt đất kêu rên. Trái lại nữ thực khách nhìn đến Diệp Thần Phong vị này đẹp trai thanh niên nhân đứng ra vì thiếu nữ xuất đầu, trong miệng sôi nổi tán dương lên. Nam nhân như vậy mới thật sự là nam nhân a. Không. Một khúc hận cùng ái đan vào đô thị tình ca, ta cũng rất nhớ hắn quân tử đường. Tượng có vài người dài thân thể của nam nhân, kỳ thực xóa phía dưới tên kia cùng nữ nhân không có lưỡng dạng. Cùng nam nhân như vậy cùng một chỗ mới có cảm giác an toàn, có chút nam nhân tại gặp phải thời điểm nguy hiểm, chỉ lo an toàn của mình, thậm chí hội bỏ lại bản thân nữ bằng hữu ni. Long ca, ta xem tiểu tử này là đầu xảy ra vấn đề, có muốn hay không chúng ta xuất thủ giáo huấn một chút hắn. Long ca nam danh thủ hạ ở một bên kêu gào lên, tại bọn họ cho rằng tượng Diệp Thần Phong như vậy mặt hàng đúng phân chung nội giải quyết. Diệp Thần Phong hình như không có nghe được bọn họ nói giống nhau, tùy ý nhún vai, nhưng mà khẩn đón trên mặt biểu tình thay đổi, dáng tươi cười tiêu thất, thay vào đó đúng lãnh đạm, ta nghĩ lời của ta mới vừa rồi phải nói đủ minh bạch chưa? Lẽ nào ngươi nghe được còn chưa đủ hiểu chưa? Buông tay nàng ra cổ tay. Mẹ nó, ta xem ngươi là thật chán sống. Long ca cổ họng trong chửi ầm lên, vừa định muốn động thủ thời gian, Diệp Thần Phong so với hắn đi đầu một bước, tay phải nắm Long ca tóc, trong tay phải bia lon trực tiếp nhét vào Long ca trong miệng, Long ca cảm giác cả há miệng đều phải bị xanh phá thông thường, bia lon bởi đè ép phá suốt lỗ hổng, lon chính giữa bia lưu đầy hắn nhất miệng, còn thỉnh thoảng từ miệng của hắn trong tràn ra tới. Long ca cầm thiếu nữ cổ tay bàn tay không tự chủ buông lỏng, hiện tại có thể điều không phải thời điểm do dự. Hắn biết trước mặt tên mặt trắng nhỏ này thế nhưng cái ngạnh cha, bàn tay phải nắm thành quả đấm hướng phía Diệp Thần Phong trên gương mặt oanh khứ. Diệp Thần Phong dễ dàng bắt được Long ca nắm tay, phanh một tiếng, tướng Long ca nắm tay biến thành bàn tay đập vào trên bàn, khẩn đón cầm lên một cây trên bàn một chiếc đũa, không chút do dự hướng phía Long ca bàn tay cắm đi xuống, nguyên bản yếu ớt đầu gỗ chiếc đũa giờ khắc này dường như biến thành sắc bén dao găm, trong nháy mắt tự xuyên thấu Long ca bàn tay. Long ca chán nổi gân xanh khởi, bởi trong miệng bị nhét bia lon, muốn hét to lại không kêu được, cuối cùng chỉ có thể hóa thành cổ họng trong trầm muộn ô nức nở nuốt thanh. Long ca năm tên nguyên vốn chuẩn bị động thủ hạ, bị Diệp Thần Phong cái này nhất hệ loại thủ đoạn cấp chấn nhiếp, trong lúc nhất thời mỗi một người đều quên mất xuất thủ, thẳng đến Long ca lao lực sức của chín châu hai hổ, tướng trong miệng bia lon phun ra, đau nhức hô các ngươi còn đứng ngốc ở đó làm gì. Cho hắn phế đi hắn. Năm tên Long ca chính là thủ hạ vội vã từ bên hông móc ra dao găm, mà ở hắn móc ra dao găm trong nháy mắt, Diệp Thần Phong lại từ trên bàn cầm lên 5 cây cấp tốc, nhanh chóng hướng phía bọn họ 5 người bàn tay bay bắn mà đi, 5 người chút nào không ngoại lệ bị chiếc đũa xuyên thấu bàn tay, loảng xoảng đương bàn tay dao găm sôi nổi rớt xuống đất, một đám ngồi chồm hổm dưới đất thống khổ hô lên lên. Bọn họ những người này nhiều nhất chỉ là bất nhập lưu người sống tạm bợ. Cùng chân chính lăn lộn xã hội người so với kém xa, khi dễ dân bình thường lời nói còn có thể, trên bàn tay đau đớn đã sớm để cho bọn họ tướng phế bỏ Diệp Thần Phong ý niệm trong đầu ném đến lên chín tầng mây đi. Chương 163, Phạm Hoa si các nữ nhân. Nói thật đi Diệp Thần Phong đối anh hùng cứu mỹ nhân cái này việc sự tình thật đúng là không có hứng thú, chỉ là sự tình tự phát sinh ở trước mặt của hắn, huống hồ đối Long ca loại người này hắn thật đúng là không quan tâm. Dù sao đối phó Long ca bọn họ cái này 6 người sống tạm bợ, chỉ là chuyện một cái nhấc tay mà thôi. Tay phải bàn tay bị chiếc đũa xuyên thấu, sống cởi cởi đinh tại trên bàn, đau đớn kịch liệt có thể dùng Long ca gương mặt bắp thịt của không ngừng co quắp, hắn không có dũng khí tướng chiếc đũa từ bàn tay chính giữa rút ra, cái loại này đau đớn là hắn không dám tưởng tượng. Long ca nhìn nằm trên mặt đất bàn tay đồng dạng bị chiếc đũa xuyên thấu 5 tên kêu rên chính là thủ hạ. Giá hạ tử hắn là nếu là còn không biết mình là đá phải thiết bản thượng, như vậy hắn thật đúng đầu tú đậu. Bằng vào duy nhất chiếc đũa là có thể xuyên thấu bàn tay. Cái này nguyên bản chính là chuyện bất khả tư nghị, càng bất khả tư nghị đúng trước mặt tên mặt trắng nhỏ này có thể dựa vào trống rỗng bắn ra chiếc đũa trực tiếp xuyên thấu hắn năm danh thủ hạ bàn tay. Nhượng Long ca cho là mình đúng trở lại võ hiệp thời đại, đây quả thực so với tiểu lý phi đao còn sắc bén a. Nhìn cầm một cây duy nhất chiếc đũa ở trong tay chuyển động Diệp Thần Phong, Long ca đồng dạng biết hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt đạo lý,
huống hồ bọn họ 6 người chỉ là từ lăn lộn mà thôi, Tịnh không có gia nhập cái gì có quy mô thế lực, bọn họ tự càng thêm không có tư bản cùng trước mặt cái này xuất thủ tàn nhẫn tiểu bạch khuôn mặt đối nghịch. Xin lỗi, xin lỗi, mới vừa rồi là chúng ta không tốt, là ta cố ý vấp nàng một tí, mới có thể dùng trong tay nàng nước nóng rác vào trên người của ta. Long ca khuôn mặt thượng miễn cưỡng lộ ra một vòng nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Hiện tại biết nói xin lỗi, có phải là quá muộn hay không nhất điểm, hơn nữa người thật giống như đều không phải nên hướng ta nói xin lỗi đi. Diệp Thần Phong nhìn liền đều lười liếc mắt nhìn Long ca. Long ca đương nhiên biết Diệp Thần Phong ý tứ trong lời nói, vội vàng hướng mới vừa rồi người thiếu nữ kia. Nói rằng, xin lỗi, mới vừa rồi là ta vu oan ngươi. Còn mong muốn ngươi có thể tha thứ ta một lần. Về mùa đông như kinh thiếu nữ nhìn đến mới vừa rồi còn hung hoành không gì sánh được Long ca, thoáng cái biến thành nhất điều chó nhật, như tinh thần như con ngươi nhìn về phía Diệp Thần Phong, sau đó trên gương mặt không khỏi nhuộm thượng đỏ ửng. Cúi đầu, bất kể là nữ nhân, thiếu nữ còn là nữ hài cũng sẽ có anh hùng tình kết hoặc là bạch mã vương tử tình kết, không thể nghi ngờ Diệp Thần Phong đột nhiên xuất thủ. Nhượng lớn lên giống búp bê thiếu nữ không khỏi hướng tới phương diện này liên tưởng. Người xem, ta xin lỗi cũng nói, sự tình hôm nay đúng điều không phải. Long ca thận trọng hỏi. Diệp Thần Phong trực tiếp rút ra xuyên thấu Long ca bàn tay chiếc đũa, liên đới chiếc đũa rút ra. Tức khắc một cây cột máu tiêu bắn đi ra, Long ca đau đến kêu trời trách đất, thiếu chút nữa không có bất tỉnh đi. Cút đi nếu như lần sau lại để cho ta nhìn thấy các ngươi làm ra chuyện như vậy. Ta sẽ không chút lưu tình tống các ngươi đi gặp Diêm Vương gia. Diệp Thần Phong lãnh đạm biểu tình rơi vào Long ca trong mắt trong nháy mắt, có thể dùng hắn cảm giác phía sau xương cột sống lưng khó chịu, bàng quang trong có loại muốn phun đi tiểu cảm giác, cổ họng trong liền vội vàng nói, không dám, chúng ta cũng không dám nữa. Nói chuyện đồng thời Long ca chào hỏi hắn năm danh thủ hạ cùng nơi nâng ly khai đại bài đương. Diệp Thần Phong cũng không phải giết người không chớp mắt ác ma. Huống hồ tại trước mặt mọi người sát nhân tóm lại đều không phải chuyện như vậy tình, hắn mong muốn Long ca bọn họ 6 từ lăn lộn. Kinh qua lần này giáo huấn sau, ở trong lòng hội thật nhiều nhớ lâu một chút. Thẳng đến Long ca đám người hình bóng tiêu thất tại trong tầm mắt, đại bài đương thực mới từng cái phản ứng lại, bất luận cả trai lẫn gái đều chút nào không ngoại lệ đưa ánh mắt tập trung đến Diệp Thần Phong trên người. Vừa rồi cười nhạo Diệp Thần Phong, muốn nhìn Diệp Thần Phong cười nhạo nam thực sôi nổi ngậm miệng lại. Ở trong lòng kinh hoàng nghĩ bọn họ lời nói mới rồi có không có bị đối phương nghe được. Dù sao Diệp Thần Phong thủ đoạn đối với bọn họ những người bình thường này mà nói quá tàn nhẫn, hình ảnh như vậy bọn họ bình thường chỉ có thể tại trong phim ảnh nhìn đến. Mà nữ thực nếu không có bị Diệp Thần Phong thủ đoạn dọa cho đến, trái lại một đám mắt bốc ánh sao nhìn Diệp Thần Phong, Diệp Thần Phong tại các nàng trong mắt quả thực chính là hoàn mỹ nam nhân đại biểu A. Biểu hiện ra có tiểu bạch khuôn mặt ngoại hình. Trong cơ thể lại đúng ẩn núp vô hạn thật nam nhân khí phách, nam nhân như vậy có nữ nhân nào đúng không thích. Nhất là ở đây vài tên vóc người rảo tốt thiếu phụ. Các nàng dường như đói bụng thật lâu dã thú, một đám dường như tướng Diệp Thần Phong coi như vì con mồi của mình, thậm chí còn hữu ý vô ý vươn cái lưỡi thơm tho liếm liếm đôi môi đỏ thắm. Lớn lên giống búp bê thiếu nữ hai tay xả góc áo, đi tới Diệp Thần Phong trước mặt, nhỏ giọng nói cảm ơn đại ca ca, ta là Lâm Tiêu Tiêu. Diệp Thần Phong gật đầu một cái nói, người sau đó hay nhất buổi tối còn là không muốn xảy ra tới làm việc, giống như người vậy nữ hải tử tương đối dễ dàng gặp phải nguy hiểm. Lâm Tiêu Tiêu nhìn đứng ở trước mặt Diệp Thần Phong, lại thấy được cách đó không xa chỗ ngồi Hàn Sơ Tuyết, xấu hổ hình quý lần thứ hai cúi đầu đạo, đã biết, đại ca ca, ta sau đó buổi tối không đi ra làm việc. Đại bài đương quầy hàng lão bản nhất nghe cấp, Diệp Thần Phong đêm nay chỉ là tạm thời đánh lùi Long ca bọn họ. Nếu là đằng mấy ngày nữa Long ca mấy người bọn hắn lại tới tìm phiền toái làm sao bây giờ? Nếu như Lâm Tiêu Tiêu còn ở nơi này làm công ngược lại cũng dễ làm, chỉ cần bà Lâm Tiêu Tiêu giao ra nhượng Long ca bọn họ giảm nhiệt tốt, nếu như Lâm Tiêu Tiêu không ở hắn ở đây làm việc, xui xẻo tuyệt đối là hắn, nói không chính xác hắn được phải thường rơi hết mấy vạn đồng tiền ni. Ngươi tại sao có thể nói đi là đi ni trước đây ta có thể dự chi ngươi 500 đồng tiền tiền lương? Ngươi phải ở chỗ này cấp ta xong rồi đầy một tháng mới được. Đại bài đương lão bản mệnh lệnh Lâm Tiêu Tiêu. Lâm Tiêu Tiêu đỏ mặt, khinh cắn môi, nàng 500 tiền sớm đã là phụ gia dụng, lúc này kia vẫn có thể cầm ra được. Vừa định muốn đáp ứng, chỉ thấy Diệp Thần Phong từ trong túi móc ra 5 trương vé mời tử,
đạo, đóng lại cái miệng thúi của ngươi đi, đừng cho là ta không biết ngươi động cái gì đầu óc. Cái này 500 đồng tiền là ta giúp nàng còn tiền lương của ngươi. Đại bài đương lão bản còn muốn nói điều gì, nhưng mà nhìn thấy Diệp Thần Phong ánh mắt lạnh như băng sau, ngạnh sinh sinh tướng lời nói nuốt xuống bụng bên trong, nhận lấy Diệp Thần Phong trong tay 500 đồng tiền. Chung quanh nữ thực nhìn đến Diệp Thần Phong như thế dũng cảm, lại như thế có ái tâm, các nàng một đám cũng không nhịn được nữa, giờ khắc này các nàng mới mặc kệ cùng Diệp Thần Phong cùng đi Hàn Sơ Tuyết có xinh đẹp giường nào ni. Một người mặc hắc sắc túc thiếu phụ mỉm cười đi tới Diệp Thần Phong bên cạnh, hỏi, soái ca, điện thoại di động của ngươi dãy số nhiều ít. Có thể nói cho ta biết không? Có người thứ nhất tự nhiên có người thứ hai, đại bài đương quầy hàng thượng nữ thực toàn bộ vây ở Diệp Thần Phong chu vi, thậm chí là cùng nam bằng hữu cùng đi, chỉ cần Diệp Thần Phong lời nói, sợ rằng các nàng hội lập tức bỏ rơi các nàng nam bằng hữu cùng với Diệp Thần Phong. Chen chính giữa một đám nữ nhân không ngừng ăn Diệp Thần Phong đậu hủ, tướng trước ngực mình cao ngất không ngừng hướng tới Diệp Thần Phong trên người cọ, hình như là một đám ăn nào đó dược vật động dục nữ nhân mà. Đối mặt những nữ nhân này, Diệp Thần Phong thật là có một ít đau đầu, bất quá nói thật ra từng ngọn ngọn núi chen ở trên người cảm giác thật đúng là rất thoải mái, liếc liếc mắt chỗ ngồi Hàn Sơ Tuyết, phát hiện người nữ nhân này sớm tự mất tung ảnh. Nguyễn Nguyễn cường cường bài trừ nữ nhân đống. Ném 200 đồng tiền trả tiền, cũng không quay đầu lại ly khai, hắn thật sợ tại nữ nhân trong đống một cái không có cầm giữ ở, tại chỗ đem các nàng cấp dù thế nào. Lâm Tiêu Tiêu nhìn Diệp Thần Phong rời đi hình bóng, lấy hết dũng khí lớn tiếng hô lên, đại ca ca, người 500 đồng tiền ta sẽ trả lại ngươi. Diệp Thần Phong tựa hồ là nghe được Lâm Hiểu Hiểu lời nói, chỉ là chiêu sau khoát tay áo, cũng không quay đầu. Một đám như lang như hổ các nữ nhân. Nhìn đến Diệp Thần Phong lại có thể nhìn mê hoặc ly khai, một đám lại phát ra cảm thán, thật là một nam nhân tốt à, nếu như ta có thể có như vậy nam bằng hữu thì là nhượng ta thiếu sống 10 năm ta đều nguyện ý à. Diệp Thần Phong một đường bôn tẩu, qua 2 phút sau, cuối cùng là thấy được Hàn Sơ Tuyết hình bóng, vội vã đi lên trước hỏi, người thế nào không cùng ta lên tiếng kêu gọi liền đi. Người ở đây nữ nhân trong đống hưởng thụ ni còn muốn ta hướng ngươi chào hỏi. Hàn Sơ Tuyết ở trong lòng căm giận thầm nghĩ, lập tức mắng, đại biến thái, đại lưu manh. Bước nhanh hơn hướng phía biệt thự phương hướng đi. Hàn Sơ Tuyết vừa mới gọi hắn là Thần Phong, không nghĩ tới thoáng cái lại khôi phục được đại biến thái, đại lưu manh, điều này làm cho Diệp Thần Phong trong lòng buồn bực không thôi, càng thêm tin một câu nói, nữ nhân dở mặt so với lật sách còn nhanh. Chương 164, Hổ ca phiền muộn. Ngày thứ hai, sáng sớm. Mặc một bộ áo ngủ Đường Hân, rón rén đi vào Diệp Thần Phong trong phòng, bởi đời trước nguyên nhân, Diệp Thần Phong tại lúc ngủ cũng trên căn bản là bảo trì ít cảm thấy, đời trước tại lúc thi hành nhiệm vụ, địch nhân cũng sẽ không quản ngươi là điều không phải đang ngủ. 24 tiếng đồng hồ cũng có thể đã bị tập kích. Hân nhi, sớm như vậy tới phòng của ta làm gì? Diệp Thần Phong mở mắt ra, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười ôn nhu, đối Đường Hân nha đầu kia hắn vẫn tương đối trìu mến. Đường Hân quyệt cái miệng nhỏ nhắn, nghi vấn hỏi, thế nào Sơ Tuyết tỷ tỷ không có cùng Thần Phong ca ca ngươi cùng nơi ngủ? Diệp Thần Phong chỉ biết chuyện ngày hôm qua đúng Đường Hân tiểu nha đầu này đang làm trò quỷ, lập tức cố ý bản gương mặt, đạo, Hân nhi, ngươi cũng quá hổ nháo, ta và Hàn Sơ Tuyết đều không phải bạn bè trai gái quan hệ, ngươi ngày hôm qua tại sao có thể để cho nàng ngủ thẳng trong phòng của ta ni? A, Đường Hân cổ họng trong kinh nghi hét lên một tiếng. Một đôi thủy uông uông mắt to nhìn sụ mặt Diệp Thần Phong, vội vã đi tới bên giường kéo Diệp Thần Phong cánh tay, làm nũng nói, Thần Phong ca ca, ta biết sai rồi, sau đó không bao giờ. Nữ hội tự chủ trương. Nhìn tiểu nha đầu nhận sai dáng dấp, Diệp Thần Phong là muốn tức giận cũng sinh không đứng dậy, vươn tay sờ sờ Đường Hân đầu, đạo, Hân nhi, ngươi là điều không phải có người thích. Cho nên mới phải muốn ta mau sớm cùng nữ nhân khác cùng một chỗ. Yên tâm. Chỉ cần Hân nhi thật có người thích, ta sẽ thay ngươi vui vẻ. Nghe vậy, Đường Hân thủy uông uông trong đôi mắt to hiện lên thượng sương mù, tướng Diệp Thần Phong cánh tay ôm chặt hơn, dùng sức hướng tới nàng sơ cổ quy mô ngọn núi nhỏ thượng đè ép. Kiên định nói rằng, ta Đường Hân đời này chỉ biết ái Thần Phong ca ca một người, nam nhân khác thì là như thế nào đi nữ ưu tú, tại Hân nhi trong mắt đều thua Thần Phong ca ca một phần vạn. Diệp Thần Phong cảm thụ được Đường Hân nồng đậm ý nghĩ yêu thương. Trong lòng cũng ấm áp, hắn tuy rằng mong muốn Đường Hân có thể tìm được thuộc về hạnh phúc của mình,
thế nhưng nếu có một ngày Đường Hân thật cùng nam nhân khác đi, sợ rằng Diệp Thần Phong trong lòng cũng nhất định sẽ không dễ chịu đi. Hân Nhi, đã như vậy, vậy sao ngươi còn bả Hàn Sơ Tuyết an bài đến trong phòng của ta tới? Diệp Thần Phong cảm thụ được trên cánh tay mềm mại, tuy rằng Hân Nhi ngọn núi nhỏ xa xa thua Hàn Sơ Tuyết. Bất quá Hân Nhi tuổi tác so với Hàn Sơ Tuyết nhỏ hơn tuổi Nhi. Vẫn có rất lớn trưởng thành không gian. Đường Hân nhìn Diệp Thần Phong trong con ngươi tiết lộ ra ngoài nhu tình, đẹp đẽ cười nói, Hân Nhi ta đã nói rồi, ta muốn làm Thần Phong ca ca ngươi tiểu nữ nhân. Ta biết Thần Phong ca ca nam nhân ưu tú như vậy, sau đó bên người khẳng định không chỉ một nữ nhân, Hân Nhi có thể làm chính là đi tiếp thu Thần Phong ca ca sở hữu nữ nhân, Hân Nhi chỉ hy vọng Thần Phong ca ca trong lòng có thể có ta một vị trí thì tốt rồi. Nhìn Đường Hân hồn nhiên dáng dấp, nghe nàng ra vẻ rất ngu ngốc, lại kiên định như vậy trả lời, Diệp Thần Phong trong lòng không khỏi cảm thấy thật có lỗi cái tiểu nha đầu này, thầm nghĩ, xem ra sau này phải nhiều rút ra một chút thời gian bồi bồi Hân Nhi, nàng phần ân tình này không thể đủ cô phụ a. Hân Nhi, đằng hai ngày nữa ta lại hảo hảo cùng ngươi đi ra ngoài chơi một chút đi. Ngày hôm nay ta còn có chút việc muốn đi xử lý. Diệp Thần Phong ngày hôm nay muốn đi vùng ngoại ô Thắng Thiên Hội sân huấn luyện nhìn Phương Nam Tường trong khoảng thời gian này huấn luyện thành quả thế nào. Thuận tiện đem Thiết Ngưu cùng Hổ Ca cũng mang đi. Đường Hân dịu ngoan gật đầu, tại nàng bởi vì nàng Thần Phong ca ca là người làm đại sự, nàng đương nhiên không thể đủ làm trễ nãi. Diệp Thần Phong ly khai biệt thự thời gian Hàn Sơ Tuyết còn chưa thức dậy ni. Muốn khởi chuyện xảy ra tối hôm qua, Diệp Thần Phong không khỏi cười khổ lắc đầu, nói thật đi hắn thật có chút không nghĩ ra Hàn Sơ Tuyết nữ nhân này trong lòng rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Gọi điện thoại cho Hổ Ca cùng Thiết Ngưu thời gian, vừa vặn Lý Bàn Tử cùng Hầu Tử đã ở. Lý Bàn Tử còn không biết Diệp Thần Phong thuộc hạ có một chi thế lực dưới đất ni. Tại trưng cầu Diệp Thần Phong sau khi đồng ý, hắn vì vậy cũng quyết định đi vùng ngoại ô sân huấn luyện nhìn. Lý Bàn Tử lái xe nhận được Diệp Thần Phong sau đó, xe liền hướng vùng ngoại ô Thắng Thiên Hội sân huấn luyện chạy tới. Hiện nay Diệp Thần Phong thực lực đạt tới lục cấp linh hồn lực, sau đó lại muốn đi lên đề thăng, dựa vào dược vật trên căn bản là không quá khả năng, yêu cầu tại một lần giết chóc chính giữa mới có thể được đột phá cảm ngộ. Cho nên muốn tại trong khoảng thời gian ngắn lại muốn tăng lên linh hồn lực tìm cách đúng tạm thời gặp trở ngại. Lại mà phát triển thế lực của mình cùng sáng tạo thuộc về mình thương nghiệp đế quốc cũng là rất trọng yếu, hai chuyện này cũng là muốn từng bước một tới, ai bảo hắn là Diệp gia cháu đích tôn ni. Diệp Thần Phong không muốn nhìn thấy gia gia của mình cả ngày như vậy thao lao, hắn muốn giúp Diệp lão gia tử chia sẻ rơi một ít trên vai trọng trách, chỉ có trong tay hắn nắm có đầy đủ cường hãn thế lực cùng tiền tài, như vậy có thể mới có thể đến giúp Diệp lão gia tử nhất điểm bang đi. Xe chạy chừng 3 giờ sau, trước mặt thình lình xuất hiện một tòa sân huấn luyện, cùng Diệp Thần Phong ly khai thiên hải so sánh với, cái này tòa sân huấn luyện xảy ra rất biến hóa lớn, cửa có chuyên môn nhân sĩ gác, loáng thoáng có thể nhìn đến sân huấn luyện trong nhiều hơn rất nhiều đến lúc dựng dừng chân lâu, xem ra Thắng Thiên Hội những thành viên này, cái này tiết mục ngắn một bước cũng không có rời đi ở đây. Xe vững vàng đình tại sân huấn luyện cửa, Lý Bàn Tử, Hổ Ca cùng Thiết Ngưu đúng lần đầu tiên tới bên này, trong ba người nhất là Hổ Ca cùng Lý Bàn Tử hiếu kỳ không gì sánh được, trực tiếp muốn phải đi tiến sân huấn luyện. Nhưng mà bị cửa hai cái gác nam nhân ngăn lại, quát dẹp đường, nơi này là Thắng Thiên Hội sân huấn luyện địa, những người không có nhiệm vụ mau cút. Cái này hai gã gác nam nhân là nguyên bản Long Nha Hội thành viên, đương nhiên hiện tại đã biến thành đúng Thắng Thiên Hội thành viên, bọn họ hai cái trên người tản ra quân nhân khí thế, nhưng đứng tại cách đó không xa Diệp Thần Phong nhìn liên tục gật đầu. Diệp Thần Phong tại Hầu Tử bên tai nhỏ giọng nói mấy câu sau, Hầu Tử vội vã chạy tới Hổ Ca bên cạnh, nói rằng, lão đại muốn ta nói cho ngươi biết, nếu như ngươi muốn động thủ tự động thủ đi. Không cần lo lắng cái gì. Hổ Ca vốn là muốn thu tay lại, vừa nghe đến Hầu Tử nói như vậy, trên mặt của hắn lập tức lộ ra hưng phấn dáng tươi cười, đối hai gã gác nam nhân quát dẹp đường, hai người các ngươi chẳng qua là giữ cửa mà thôi, ở trước mặt ta mù kêu to gì. Tin hay không lão tử ta đem ngươi môn đánh cho ngay cả cha mẹ cũng không nhận ra. Diệp Thần Phong là muốn mượn Hổ Ca thủ thử một lần, hắn không có ở đây cái này tiết mục ngắn, Phương Nam Tường huấn luyện thành quả rốt cuộc thế nào. Thuận tiện cũng để cho Hổ Ca thật dài nhớ ích, đến thiên hải tới có thể không bằng tại biên cảnh thị trường giao dịch, hắn từ hai cái gác trên thân nam nhân tán phát khí thế, đó có thể thấy được Hổ Ca nên không phải là đối thủ của bọn họ.
ngày hôm nay thật đúng là tới cái không tiếc mạng nữa. Ta vừa vặn nhàn buồn chán, ta tới chơi với ngươi chơi. Một gã ăn mặc hắc xẻ quần áo nam nhân nói. Một gã khác ăn mặc hôi xẻ quần áo nam nhân trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, hình như nhất điểm cũng không lo lắng, một bộ xem kịch vui thái độ. Hổ ca cũng muốn tại Diệp Thần Phong trước mặt biểu hiện, tướng trên người áo khoác bỏ đi, nói rằng, bằng không hai người các ngươi giữ cửa cùng tiến lên. Tiết kiệm đợi nói ta khi dễ các ngươi. Mặc đồ đen nam nhân khinh thường cười hai tiếng, đạo, nếu như đối phó ngươi còn muốn hai chúng ta cộng đồng liên thủ, chúng ta còn không bằng ngay đâm chết quên đi. Bị người như vậy khinh bỉ, huống chi hổ ca bây giờ lão đại Diệp Thần Phong còn đang trường ni. Cổ họng trong vội vã quát to một tiếng. Huy quyền hướng phía hắc y phục nam nhân ngực đánh tới. Hắc y phục nam nhân cười lạnh nói, mềm nhũn nắm tay, lẽ nào ngươi ngày hôm nay không có ăn cơm không? Chỉ thấy mặc đồ đen nam nhân, dễ dàng tránh ra hổ ca nắm tay, sau đó cấp tốc một cước đạp hướng hổ ca tiểu phúc, hổ ca căn bản liền tránh thoát cơ hội cũng không có, thân thể tức khắc bị gạt ngã ở trên mặt đất, trên gương mặt đúng như thiêu như đốt. Vừa rồi hổ ca còn coi thường hai cái này giữ cửa ni. Kết quả một cái hiệp đã bị đối phương đá gục xuống. Trong lòng buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết. Còn muốn từ dưới đất bò dậy lần nữa đánh lại qua thời gian, phía sau cách đó không xa Diệp Thần Phong nói chuyện, tiểu hổ, thu tay lại đi. Ngươi hiện tại không phải là đối thủ của bọn họ. Diệp Thần Phong đối phương nam tường huấn luyện thành quả còn đúng vô cùng hài lòng, nếu như trong khoảng thời gian này sở hữu thắng thiên hội thành viên thực lực đều tăng lên tới cái dạng này. Nói như vậy Phương Nam Tường đích thật là một cái huấn luyện phương diện nhân tài ni. Hai cái gác nam nhân tìm thanh âm thấy được Diệp Thần Phong, sửng sốt một lát sau, không hẹn mà cùng cung kính hô đạo, Diệp Thiếu, ngài thế nào tới? Hiện tại thắng thiên hội thành viên toàn bộ là từ nguyên bổn Long Nha hội thành viên tạo thành, thiên Diệp Thần Phong một người tựu can nằm úp sấp sở hữu Long Nha hội thành viên, thậm chí còn cho thấy thần kỳ thủ đoạn. Một đêm kia Diệp Thần Phong biểu hiện ra các loại hết thảy đều bị hôm nay thắng thiên hội thành viên khác ở trong đầu, theo bọn họ Diệp Thiếu đúng vô địch tồn tại. Chương 165, một chiêu, thuấn dây. Hai cái gác nam nhân tại phát hiện Diệp Thần Phong thân ảnh sau, không lại đi để ý tới té trên mặt đất hổ ca, tiểu chạy tới Diệp Thần Phong trước mặt, một mực cung kính đứng thẳng người, khuôn mặt thượng nổi lên dáng tươi cười, đạo, Diệp Thiếu, chúng ta không biết là ngài đã tới, vừa rồi. Cái này hai gã gác nam nhân tại Diệp Thần Phong trước mặt đâu còn có vừa rồi đối đãi hổ ca bừa bãi a. Nếu như nói mới vừa rồi bọn họ là hai chỉ con cọp, như vậy hiện tại nhiều lắm là hai chỉ dịu ngoan mèo con. Diệp Thần Phong hài lòng vỗ vỗ bọn họ hai cái vai, cắt đứt lời của bọn họ, đạo, không tệ, xem ra các ngươi mấy ngày nay tiến bộ rất lớn a. Mang ta vào xem cái khác thắng thiên hội thành viên đi. Nguyên bản cái này hai gã gác nam nhân còn tưởng rằng cũng bị Diệp Thần Phong chất vấn hai câu, nhưng mà bọn họ hai cái còn thật không có nghĩ đến Diệp Thần Phong nếu không có trách hỏi bọn hắn, trái lại đối với bọn họ hai cái nhiều khích lệ, trong khoảng thời gian ngắn hưng phấn sắc mặt ửng hồng, liền liền nói, Diệp Thiếu, ngài thỉnh. Hai gã gác nam nhân làm ra một cái thỉnh tư thế. Diệp Thần Phong tuy rằng cùng thắng thiên hội thành viên tiếp xúc thời gian không nhiều lắm, mấy ngày này toàn bộ là do Phương Nam Tường tại huấn luyện bọn họ, thế nhưng tại sở hữu thắng thiên hội thành viên trong lòng, Diệp Thần Phong là bọn hắn kính úy nhân vật, chỉ bằng vào một đêm kia Diệp Thần Phong bằng vào lực một người đánh bại bọn họ mọi người, tự cũng đủ để cho bọn họ đối Diệp Thần Phong tôn kính. Diệp Thần Phong gật đầu, dẫn đầu đi vào, Hầu Tử, Thiết Ngưu, Lý Bàn Tử vội vàng đuổi theo, Hổ Ca từ dưới đất bò dậy, buồn bực cúi đầu đi tại cuối cùng. Đi vào sân huấn luyện sau. Diệp Thần Phong nhìn đến Phương Nam Tường đang huấn luyện thắng thiên hội 300 nhiều tên thành viên, tại đi tới trên đường. Diệp Thần Phong từ hai gã gác nam nhân trong miệng biết được, Phương Nam Tường mỗi ngày đều hội điều ra hai gã thành viên thay phiên trong coi sân huấn luyện cửa. Phương Nam Tường thân là từ trước bộ đội đặc chủng chính giữa tinh anh, hắn đương nhiên không hy vọng hắn tại an bài lúc huấn luyện, có cái gì a miêu a cẩu tự ý xông vào. Dưới sự chỉ huy của Phương Nam Tường 300 nhiều tên thắng thiên hội thành viên đang thao luyện một bộ công kích tính quyền pháp, huy đi ra mỗi một quyền đều sinh mãnh liệt không gì sánh được, cái này nguyên bản Long Nha hội 300 nhiều tên người sống tạm bợ trên người đâu còn có bí khí a. Một đám dường như chính là nghiêm chỉnh huấn luyện quân nhân, nhất cử nhất động gian tản ra khí thế bén nhọn. Lý Bàn Tử, Thiết Ngưu, Hổ Ca cùng Hầu Tử. Trong bốn người ngoại trừ Hầu Tử bên ngoài, sôi nổi nín thở. 300 nhiều người động tác đồng bộ,
hình như là một người đang diễn luyện nhất bộ quyền pháp, cái này loại rộng rãi khí thế thật sâu trấn nhiếp ba người bọn họ tâm linh. Hầu tử bình thường có thời gian cũng sẽ tới nơi này tiếp thu huấn luyện, cho nên đối với Thắng Thiên Hội thành viên lần này biểu hiện đúng thấy nhưng không thể trách. Hổ ca đôi má đúng càng ngày càng lửa nóng, hắn chưa từng có gặp qua như thế nghiêm chỉnh huấn luyện thế lực dưới đất, muốn khởi vừa rồi tại cửa đối hai gã gác nam nhân một phen dõng dạc, hắn thật con mẹ nó muốn hung hăng rút bản thân mấy cái tát vào mồm. Diệp Thần Phong xoay người vỗ vỗ hổ ca vai, đạo tiểu hổ, ngươi không cần nản lòng, ngươi cơ sở so với bọn hắn tốt, nếu như tiếp nhận rồi nơi này huấn luyện, nên rất nhanh hội vượt qua bọn họ. Nghe vậy, hổ ca tức khắc tinh thần tỉnh táo, nam nhân đều đúng khát vọng nhận được thực lực. Nghĩ sau này thực lực hội càng ngày càng mạnh hãn, hắn trong lòng thật hưng phấn không gì sánh được, liền vội vàng nói, lão đại, ta nhất định hội hảo hảo huấn luyện, không để cho ngài mất mặt. Sau đó ngươi và Thiết Ngưu hai người tự an tâm tại ở đây huấn luyện đi. Diệp Thần Phong gật đầu một cái nói. Một bên Lý Bàn Tử nhìn đến lần này tràng cảnh sau cũng là nóng lòng muốn thử. Hỏi dò, lão đại, người xem ta có thể tới hay không ở đây huấn luyện a? Có thể, dù sao bình thường hầu tử có thời gian cũng tới ở đây huấn luyện vài thiên. Bất quá, ta chủ yếu là muốn đem hai người các ngươi đặt ở về buôn bán, tại không ảnh hưởng ta an bài cho các ngươi sự tình thường. Các ngươi tùy thời đều có thể tới ở đây huấn luyện, dù sao có khỏe mạnh khí lực, mới có thể tốt hơn đối mặt công tác. Hầu tử cùng Lý Bàn Tử không thích hợp chân chính gia nhập vào Thắng Thiên Hội, dù sao Thắng Thiên Hội tương lai nhất định sẽ cùng cái khác bang sẽ phát sinh đại quy mô sống mái với nhau, hầu tử cùng Lý Bàn Tử nghiễm nhiên đúng toi mạng nguyên liệu. Lại mà Diệp Thần Phong phát triển thương nghiệp đế quốc kế hoạch, nhất định phải có vài người đáng giá tín nhiệm, hầu tử tự không cần phải nói, đã sớm nhận được công nhận của hắn, hiện tại Lý Bàn Tử cũng là bước đầu nhận được hắn nhận đồng. Hai gã gác nam nhân chạy đến Phương Nam Tường bên cạnh nói mấy câu, sau đó Phương Nam Tường nhìn về phía Diệp Thần Phong bên này, làm một cái thủ thế, ý bảo nhượng trước mặt 300 nhiều tên Thắng Thiên Hội thành viên tạm thời nghỉ ngơi tại chỗ, hắn còn lại là đi tới Diệp Thần Phong trước mặt, nói rằng, Diệp Thiếu, ngài đối với sự huấn luyện của ta phương thức còn hài lòng không? Diệp Thần Phong hài lòng gật đầu, đạo, Phương ca, có ngươi ở đây, ta thế nhưng tỉnh tâm không thiếu a. Mấy ngày này khổ cực ngươi. Diệp Thiếu, ngài nghìn vạn không nên nói như vậy, cuộc sống như thế mới là ta muốn qua, mà thực lực của ta cũng trong khoảng thời gian này, khôi phục được từ trước tại bộ đội đặc chủng trạng thái tột cùng. Phương Nam Tường có chút kích động nói. Đang cùng Phương Nam Tường nói chuyện với nhau chính giữa, Diệp Thần Phong cũng cơ bản biết Thắng Thiên Hội mấy ngày này tình huống căn bản. Thắng Thiên Hội 300 nhiều tên thành viên, mấy ngày nay một bước cũng không có ly khai sân huấn luyện. Tuy nói thực lực nhận được đại phúc độ đề thăng, thế nhưng trước kia Long Nha hội danh hạ sản nghiệp cũng toàn bộ bị Thiên Hải cái khác bang hội cấp nuốt lấy, điều này làm cho đại bộ phận Thắng Thiên Hội thành viên một đám trong lòng phẫn nộ lắm. Diệp Thần Phong đi tới 300 nhiều tên Thắng Thiên Hội thành viên trước mặt, nói rằng, các ngươi trong khoảng thời gian này biểu hiện ta rất hài lòng, xem ra các ngươi vẫn bả ta Thiên nói cho các ngươi biết nhớ ở trong lòng a. Tượng người sống, tượng cầu sống. Đứng ở hàng trước một gã Thắng Thiên Hội thành viên, lấy can đảm nói rằng, Diệp Thiếu, ngài khó có được tới một chuyến sân huấn luyện, ngài có thể hay không đủ cho chúng ta bộc lộ tài năng a? Nhượng chúng ta học cái mấy chiêu. Đúng vậy, Diệp Thiếu, ngài không bằng cùng Phương huấn luyện viên tỉ thí một chút đi. Ngài đêm hôm đó dáng người còn khác ở đầu óc của ta trong ni. Gặp có người thứ nhất mở miệng, cái khác người cũng sôi nổi bàn lại. Mấy ngày này bọn họ mỗi ngày ngoại trừ huấn luyện tự còn là huấn luyện, ngày quả thực chính là khô khan chứng đau. Phương Nam Tường cũng tránh hảo ngứa tay, huống chi hắn thực lực bây giờ đã khôi phục được từ trước đỉnh núi, hắn cũng muốn cùng Diệp Thần Phong qua thượng mấy chiêu, Diệp Thiếu, bằng không chúng ta luận bàn một chút. Ta cũng tránh hảo muốn hoạt động một chút gân cốt. Gặp Phương Nam Tường đều nói như vậy, Diệp Thần Phong cũng không tiện từ chối tốt, ngày hôm nay ta tự y theo ý của các ngươi. Cùng Phương ca luận bàn một chút. Nghe được Diệp Thần Phong đồng ý, 300 nhiều tên Thắng Thiên Hội thành viên lần thứ hai sôi nổi tiểu thanh nghị luận, mấy ngày này bọn họ mỗi ngày cùng Phương Nam Tường ở chung cùng một chỗ đi, đối Phương Nam Tường thực lực cũng đại khái rõ ràng, Phương Nam Tường ở trong mắt bọn họ cũng tuyệt đối là một cao thủ tồn tại. Người nói Phương huấn luyện viên có thể tại Diệp Thiếu thuộc hạ chống nổi nhiều ít chiêu. Tối thiểu 10 chiêu đi, Phương huấn luyện viên thực lực cũng không yếu a. Ta xem tối thiểu có thể chống nổi 20 chiêu,
mấy ngày này các ngươi lại không phải là không có kiến thức qua phương huấn luyện viên lợi hại. Tốt, các ngươi không nên nhiều lời, toàn bộ nhìn tỉ thí đi. Ta tin tưởng đây tuyệt đối sẽ là một hồi đặc sắc quyết đấu. Diệp Thần Phong cùng Phương Nam Tường đối lập mà đứng, Phương Nam Tường nói thật, Diệp Thiếu, ngài có thể nghìn vạn không nên để lại thủ, ta mong muốn nhìn khôi phục thực lực đến trạng thái tột cùng sau, rốt cuộc có thể trong tay ngài chống nổi nhiều ít chiêu. Diệp Thần Phong nguyên bản thật đúng là dự định muốn cho Phương Nam Tường đi. Nhưng nhìn đến Phương Nam Tường như vậy vẻ mặt nghiêm túc, nếu như hắn còn muốn lưu tay, như vậy thì đúng khinh thường Phương Nam Tường, thậm chí là vũ nhục Phương Nam Tường. Tốt, ta tuyệt đối không hội lưu thủ. Diệp Thần Phong hai con ngươi nhất ngưng, trong cơ thể lục cấp linh hồn lực tức khắc nhất thăng lên. Cái này mới sảng khoái, cái này mới. Phương Nam Tường vừa nói chuyện, mặt bên đã triển khai thế tiến công đối Diệp Thần Phong công kích. Nhưng mà Phương Nam Tường nửa câu sau lời nói còn không có nói ra, hắn chỉ cảm thấy trước mặt lóe lên một đạo hắc ảnh, khẩn đón trong cổ mát lạnh, đợi cho tỉnh hồn lại thời gian, hắn phát hiện Diệp Thần Phong tay phải bàn tay đã chế trụ cổ họng của hắn, chỉ cần đối phương nhẹ nhàng lắc một cái, hắn tuyệt đối không có sống khả năng. Phương Nam Tường hai mắt trừng dường như đèn lồng, mồ hôi trên trán bá 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 chảy xuống, thân thể vậy mà không tự chủ run rẩy, trong đáy lòng bốc lên ra một luồng sờn tóc gáy. Chuẩn bị thưởng thức một hồi đặc sắc tuyệt luân tỷ thí thắng thiên hội thành viên, một đám ngây ra như phỗng, đây là cái gì tình huống? Phương huấn luyện viên bị Diệp Thiếu cấp nhất chiêu thuấn dây. Bọn họ vừa rồi coi như là suy nghĩ nát óc cũng sẽ không nghĩ tới đúng kết quả như vậy a. Theo bọn họ Phương huấn luyện viên dù thế nào, tối thiểu cũng có thể tại Diệp Thiếu thuộc hạ chống nổi 10 chiêu đi. Chương 166, Diệp Thiếu muôn năm. Bốn phía vô cùng an tĩnh. Chỉ có thể nghe được sùng sục nuốt nước miếng thanh, một đôi ánh mắt đồng loạt nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong cùng Phương Nam Tường, miệng sôi nổi trương có thể nhét hạ nhất khỏa trứng gà, tiếng thở hào hển liên tiếp, tất cả mọi người tại chỗ đều bị Diệp Thần Phong cùng Phương Nam Tường tỉ thí cấp khiếp sợ đến, trong đó thậm chí bao quát Phương Nam Tường bản thân, cảm thụ được trong cổ lạnh giá, hắn phảng phất là tại huyền nhai biên thượng đi một vòng, hiện lên bạch môi hơi mở. Hồi lâu cũng không ra một chữ tới. Diệp Thần Phong cùng Phương Nam Tường cuộc tỉ thí này, tại thắng thiên hội thành viên trong mắt kỳ thực căn bản không tính là tỉ thí, đối mặt Diệp Thần Phong, Phương Nam Tường liền chút nào sức đánh trả cũng không có. Thử nghĩ một tí nhất người trưởng thành cùng một cái 3 tuổi nhi đồng đánh nhau, cái này là đánh nhau sao? Chỉ do đúng đơn phương ngược người mà. Diệp Thần Phong khấu tại Phương Nam Tường trên cổ tay phải bàn tay, từ từ bỏ vào đối phương trên vai, nhẹ nhàng vỗ vỗ, cười nói, Phương ca, đa tạ. Diệp Thần Phong bàn tay rời Phương Nam Tường cái cổ sát na, trên cổ lạnh giá cảm giác mới xem như là tiêu thất, cổ họng trong thật sâu hộc ra một chút sức lực, hai mắt trịnh trọng nhìn trước mặt Diệp Thần Phong. Nhớ kỹ lần trước tại Triệu gia cùng Diệp Thần Phong lúc tỉ thí, Phương Nam Tường thượng có thể tại tay của đối phương dưới chu toàn một. Hai, không nghĩ tới mới một đoạn như vậy thời gian, hắn ngay cả đối phương nhất chiêu cũng không tránh khỏi. Huống hồ thực lực của hắn cũng khôi phục được đã từng trạng thái tột cùng. Không nghĩ tới. Vậy làm sao có thể đủ không cho hắn kinh hãi ni? Trước đây Diệp Thần Phong cùng Phương Nam Tường lúc tỉ thí, Diệp Thần Phong linh hồn lực mới đạt tới 3 cấp, khi đó Phương Nam Tường tự không phải là đối thủ của hắn, huống chi là hôm nay Diệp Thần Phong linh hồn lực đạt được cấp 6. Không thuấn dây Phương Nam Tường, mới là một cái chuyện kỳ quái ni. Hổ ca tại biên cảnh thị trường giao dịch đúng tận mắt đã đến, Diệp Thần Phong một cước tướng cổ võ cao thủ tam ra đá bay. Nhưng mà lần thứ hai nhìn đến Diệp Thần Phong cho thấy thực lực thời gian, hắn vẫn không tự chủ ngây ngẩn cả người. Vừa rồi Diệp Thần Phong tốc độ thật sự là quá nhanh, mau những người ở chỗ này đều chỉ có thể nhìn đến một đạo hắc ảnh, hổ ca nắm tay hơi rất nhanh. Thầm nghĩ, may là trước đây ta lựa chọn cùng lão đại cùng nơi ly khai thị trường giao dịch, ta tin tưởng theo lão đại nhất định có thể xông ra một phen sự nghiệp tới. Đối với điểm ấy, hổ ca trong lòng hết sức khẳng định. Hầu tử. Lão đại thân thủ quá, quá nghiêu bê nhất điểm đi. Lý Bàn Tử lay động trên mặt thịt mỡ, ngay cả nói chuyện cũng có chút run rẩy. Lý Bàn Tử, nhìn ngươi chút tiền đồ này. Nếu là lão đại không nghiêu bê, có thể làm lão đại của chúng ta sao? Hiện tại ngươi nên biết ly khai Lý gia, theo chúng ta lão đại là hơn một sao lựa chọn sáng suốt đi. Hầu tử kiêu ngạo huyền diệu đạo, dường như so với chính mình làm náo động còn cao hứng hơn ni. Đúng, đúng. Còn có, hầu tử, ngày hôm qua ta vẫn không dám hỏi,
lão đại rốt cuộc là thân phận gì a? Lý Bàn Tử nhẹ giọng hỏi. Lý Bàn Tử, có một số việc đến thời gian, lão thiên nhiên sẽ nói cho ngươi biết, ngươi chỉ muốn nhớ kỹ một điểm. Sau đó tuyệt đối không thể đủ phản bội lão đại thì tốt rồi. Bằng không biệt nói ngươi là ta phát tiểu, coi như là thiên vương lão tử tới, ta hầu tử làm theo bả hắn chặt thành thịt nát. Hầu tử thập phần nói thật, Diệp Thần Phong vị lão đại này tại hầu tử trong lòng chiếm thập phần đại địa vị, đương nhiên hắn thuần túy chỉ là coi Diệp Thần Phong là làm đúng huynh đệ của mình. Bản thân kính trọng nhất lão đại. Lý Bàn Tử gật đầu, đạo, hầu tử, ngươi lời này ta có thể tựu không thích nghe. Ta Lý Bàn Tử tuy rằng chỉ có toàn thân thịt mỡ, thế nhưng, nghĩa khí, hai chữ là thế nào viết, vẫn là biết, ngươi yên tâm đi. Sau đó cho dù có người bả đao gác ở ta Lý Bàn Tử trên cổ của, ta cũng sẽ không phản bội lão đại. Đại khái 8 phút sau, ở đây Thắng Thiên Hội thành viên từng cái phản ứng lại, nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt biến thành càng thêm nóng cháy, càng thêm sùng bái, nếu như bọn họ là nữ nhân lời nói, nhất định sẽ điên cuồng truy cầu Diệp Thần Phong. Nhìn một đôi ánh mắt, Diệp Thần Phong hắng giọng, nói rằng, ta biết các ngươi mấy ngày nay bận về việc huấn luyện. Trước đây Long Nha Hội danh hạ sản nghiệp, đương nhiên hiện tại phải nói là Thắng Thiên Hội danh hạ sản nghiệp, đều bị Thiên Hải cái khác thế lực dưới đất cấp nuốt lấy. Nhưng là các ngươi yên tâm, bọn họ là thế nào nuốt chọn, ta tuyệt đối sẽ làm cho bọn họ thế nào nhổ ra, ta muốn đem bọn ngươi 300 nhiều người chế tạo thành một chi sở hướng bế nghệ đại đội ngũ. Đương nhiên Diệp Thần Phong lời nói này cũng không phải không có lửa thì sao có khói, rời đi biên cảnh thị trường giao dịch thời gian. Diệp Thần Phong nhượng Mao Khang Bình nghĩ biện pháp bả hoàng sắc cự mãng thịt cùng vân đằng cô vận đến Thiên Hải tới. Hoàng sắc cự mãng thịt trên căn bản là không rơi nhiều ít, tướng hoàng sắc cự mãng thịt băm, mỗi ngày phan tại cơm trong ăn, cũng đủ nhượng 300 nhiều người ăn một đoạn cuộc sống. Hoàng sắc cự mãng thịt có nhượng người thân thể cùng cốt cách thay đổi cường hãn công hiệu, Diệp Thần Phong tin tưởng chỉ cần nhượng Thắng Thiên Hội thành viên ăn hơn nửa tháng hoàng sắc cự mãng thịt, thể chất khẳng định so với hiện tại trở mình một phen, tương ứng thực lực khẳng định cũng hội đại phúc độ đề thăng. Đương nhiên Diệp Thần Phong sẽ không đem tất cả hoàng sắc cự mãng thịt dùng tại Thắng Thiên Hội thành viên trên người, dù sao hoàng sắc cự mãng thịt ngon so với thuốc đại bổ, hắn cũng phải vì gia gia của hắn, tiểu thúc và vân vân lưu nhất điểm. Cho nên các ngươi nhẫn nại một thời gian ngắn nữa, kế tiếp ta sẽ đích thân cho các ngươi kế hoạch ra một bộ huấn luyện phương án tới. Chờ chúng ta Thắng Thiên Hội lần nữa xuất hiện ở Thiên Hải các thế lực lớn trước mặt thời gian, chúng ta tuyệt đối có thể cho bọn hắn một cái thật to kinh hỉ. Huống hồ mục tiêu của ta không ngừng Thiên Hải cái này nhất tòa thành thị, mà các ngươi nơi này 300 nhiều người đúng Thắng Thiên Hội sau này thành viên trung tâm, sau đó trong các ngươi mỗi người cũng có thể trở thành một tòa thành thị chính giữa lão đại, cho nên các ngươi muốn liều mạng đi nỗ lực, bằng không tại các ngươi không có đợi được phong cảnh ngày nào đó, tự sẽ chết tại địch nhân khảm đao chi hạ. Diệp Thần Phong len keng hữu lực nói rằng, sau này Thắng Thiên Hội phát triển, Diệp Thần Phong khẳng định không có quá nhiều tinh lực đi quan tâm, mà thôi sau Thắng Thiên Hội thống nhất những thành thị khác thế lực dưới đất, như vậy nhất định sẽ tại những thành thị khác chính giữa lưu hạ Thắng Thiên Hội phân hội, như vậy đến lúc đó nhất định phải có người ở nơi nào chủ trì đại cục, chúng ta Diệp Thần Phong đồng chí không thể có thể có nhiều như vậy phân thân, đối mỗi tòa thành thị chính giữa Thắng Thiên Hội thế lực đều thân lực thân vi. Hắn nhất định phải có rất nhiều thực lực cường hãn chính là thủ hạ đi giúp hắn xử lý. Nghe xong Diệp Thần Phong lời nói này, trước mặt 300 nhiều tên Thắng Thiên Hội thành viên, mỗi một người đều hưng phấn kích động sắc mặt đỏ lên, bọn họ chưa từng có nghĩ tới bản thân sẽ có làm lão đại như vậy một ngày. Diệp Thần Phong lời nói hoàn toàn gợi lên trong lòng bọn họ mặt nhiệt huyết, giờ khắc này thân thể bọn họ trong huyết sôi trào, đốt đốt. Cũng không biết là ai đi đầu hô một câu Diệp thiếu muôn năm. Khẩn đón Diệp thiếu muôn năm, những lời này vang dội sân huấn luyện bầu trời. Bị tức phân bị nhiễm hầu tử, Lý Bàn Tử, Thiết Ngưu cùng Hổ Ca cũng sôi nổi đỏ mặt tía tai hô lớn đạo, lão đại muôn năm. Phương Nam Tường nhìn đến trước mặt lửa nóng phấn khởi tràng diện, tâm tình trong lòng đồng dạng ba động lợi hại, hắn nhìn Diệp Thần Phong không tính là dày rộng hình bóng, hắn dám khẳng định cái này mới nhìn qua không tính là cường tráng thanh niên, tại tương lai 100% hội tại lịch sử sông dài chính giữa. Lưu hắn lại một vòng dấu vết. Diệp Thần Phong nhượng Phương Nam Tường dẫn đường, đi vào sân huấn luyện trong phòng nghỉ ngơi, nhượng Phương Nam Tường chuẩn bị xong giấy cùng bút, tại trên tờ giấy trắng viết xuống một bộ huấn luyện phương án. Điều này làm cho một bên Phương Nam Tường nhìn nhập thần không gì sánh được, loại huấn luyện này phương án có thể nói hắn từ trước chưa từng có thấy qua, thế nhưng tế tế suy xét,
nếu như căn cứ trên tờ giấy trắng phương án huấn luyện, Thắng Thiên hội thành viên thực lực đề thăng sẽ phải càng thêm tấn mãnh. Kỳ thực Phương Nam Tường không biết Diệp Thần Phong cái này dễ dàng viết ra huấn luyện phương án, nếu như cầm đến Hoa Hạ khu chính giữa đi lời nói, không thể nghi ngờ sẽ khiến một hồi sóng to gió lớn, coi như là hôm nay quân khu chính giữa tốt nhất huấn luyện phương án đều thua cái này trên tờ giấy trắng phương án 1/10, có thể nghĩ nếu như bộ này phương án xuất hiện ở quân khu sẽ là hậu quả gì. Phương ca, từ ngày mai trở đi cứ dựa theo ta phương án huấn luyện đi. Ta tin tưởng không ra một cái tuần lễ, ngươi là có thể nhìn đến bộ này huấn luyện phương án hiệu quả. Nói đùa, Diệp Thần Phong linh hồn có thể là đến từ 500 năm sau, hắn viết ra huấn luyện phương án sẽ là hàng thông thường sao. Bộ này huấn luyện phương án còn là kinh qua hắn thay đổi đi. Đối với bây giờ Thắng Thiên hội thành viên đúng lại thích hợp cực kỳ. Trong đầu hắn còn có càng nhiều tốt hơn huấn luyện phương án đi. Thế nhưng cầm này tốt hơn huấn luyện phương án đi ra, đối với bây giờ Thắng Thiên hội thành viên nhất định là không chịu nổi, cho nên Diệp Thần Phong chỉ có thể tiến hành theo chất lượng, đợi được Thắng Thiên hội thành viên trước thích ứng bộ này huấn luyện phương án hơn nữa. Chương 167, Bạo lực nữ cảnh sát khốn cảnh. Tại tướng huấn luyện phương án viết ra giao cho Phương Nam Tường sau, Diệp Thần Phong tự cùng Lý Bàn Tử, Hầu Tử hai người cùng nơi ly khai sân huấn luyện, về phần Hổ Ca cùng Thiết Ngưu còn lại là giữ lại, tiếp thu Phương Nam Tường huấn luyện. Lý Bàn Tử lái xe bình ổn chạy tại đường cái thượng, mắt thỉnh thoảng đi qua kính chiếu hậu ngắm hai mắt ngồi ở chỗ ngồi phía sau Diệp Thần Phong, hiện tại hắn đối thân phận của Diệp Thần Phong đúng càng ngày càng hiếu kỳ, không chỉ có cục trưởng đối với hắn cung kính không gì sánh được, với lại trong tay của hắn còn có một chi như vậy nghiêm chỉnh huấn luyện thế lực dưới đất. Nếu để cho Lý Bàn Tử biết Diệp Thần Phong đúng kinh thành Diệp gia cháu đích tôn, chỉ sợ hắn muốn sợ đến đi tiểu đều phun đi ra rồi hả? Dù sao Diệp gia tại nước Hoa đại bộ phận trong mắt người thế nhưng một cái quái vật lớn tồn tại. Dùng Diệp Thần Phong trực giác bén nhạy, đương nhiên sớm liền phát hiện Lý Bàn Tử mờ ám, vì vậy liền mở miệng hỏi, Hầu Tử, Lý Bàn Tử, tìm xưởng chế thuốc lần nữa đầu nhập sản xuất khoái tốc Mỹ sự tình tự giao cho các ngươi hai cái, trong khoảng thời gian này hai người các ngươi tự hơi chiếu cố nhất điểm đi. Lý Bàn Tử vừa lái xe tử, mặt bên liền vội vàng nói, lão đại, ngài chuyện phân phó, chúng ta nhất định sẽ giúp ngài làm được thỏa đáng, cho nên ngài hãy yên tâm. Đối, lão đại, ta và Lý Bàn Tử hội mau chóng thu mua một nhà xưởng chế thuốc, tin tưởng không bao lâu khoái tốc Mỹ là có thể kế tục sản xuất. Hầu Tử lập tức phụ họa nói. Diệp Thần Phong lặng lẽ gật đầu, nói thật đi nếu như việc này đều muốn hắn thân lực thân vi lời nói, như vậy thật là muốn nhượng đầu hắn đau nhức vô cùng, hắn vẫn ưa đương vung tay trưởng quỹ cảm giác. Vừa định muốn nhắm mắt dưỡng thần, nghỉ ngơi một hồi, vạn ác chuông điện thoại di động tự vang lên, Diệp Thần Phong vừa chuyển được, bên đầu điện thoại kia tự truyền đến một giọng già nua, ngươi là Diệp lão đệ sao? Ngươi là ai? Diệp Thần Phong cơ hồ là thốt ra. Bởi vì hắn cảm giác thanh âm trong điện thoại có chút giống như đã từng quen biết, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra là ai. Diệp lão đệ, ta là Châu Trạch Đồng A, ngươi lẽ nào đã quên sao? Thiên tại giả tiệc từ thiện thượng, ngươi còn ghim kim đã cứu ta nhất điều mạng già ni. Châu Trạch Đồng giọng nói thủy chung là hết sức hiền lành. Nghe được trong điện thoại tự giới thiệu, Diệp Thần Phong cuối cùng cũng muốn khởi đối phương là người phương nào. Muốn khởi đêm đó giả tiệc từ thiện. Diệp Thần Phong trong đầu không khỏi nổi lên Triệu Uyển Đình thân ảnh, trong lòng nổi lên một vòng cay đắng, Uyển Đình, không biết ngươi bây giờ có không có nghĩ thông suốt. Lẽ nào ngươi thật không cần ta phụ trách sao? Châu lão gia tử, ngươi tại sao có thể có số điện thoại di động của ta? Diệp Thần Phong nhớ kỹ thiên hắn tịnh không có tướng điện thoại di động của mình dãy số nói cho đối phương biết. Diệp lão đệ, ngươi còn nói sao? Ta đều không phải cho ngươi có thời gian tới nhà của ta làm khách sao? Ta chờ thời gian dài như vậy, ngươi cũng không có gọi điện thoại qua đây, cho nên ta chỉ có thể hỏi Triệu Khải Hoa muốn điện thoại di động của ngươi dãy số. Ngươi ngày hôm nay có thể hay không? Ta nghĩ mời ngươi tới ta ra ăn bữa cơm, thuận tiện cảm tạ một tí lão đệ ân cứu mạng của ngươi a. Ngươi nếu là không tới, ta tự đi tìm ngươi, ta tin tưởng dùng ta tại Thiên Hải mạng giao thiệp, phải tìm được Diệp lão đệ nhà của ngươi là rất dễ dàng. Nghe trong điện thoại Châu Trạch Đống lão nhân này lại đùa giỡn khởi đanh đá tới, kia có một chút Thiên Hải Bệnh viện Nhân dân viện trưởng diễn xuất ha. Diệp Thần Phong thật đúng là tin tưởng, nếu như hôm nay không đáp ứng, có thể đợi lão nhân này tựu thật hội đã tìm tới cửa, vì vậy liền nói rằng, Châu lão gia tử, ta trước tiên là nói về Minh,
ngày hôm nay ngươi mời ta ăn bữa cơm này sau, coi như là ngươi đã cảm ơn ta ân cứu mạng, sau đó có thể đừng tới tìm ta. Nói đi, ngươi đang ở đâu, ta hiện tại đã qua. Châu Trạch Đống trực tiếp bỏ quên Diệp Thần Phong nửa câu đầu, nói rằng ta bây giờ còn đang Thiên Hải Bệnh viện Nhân dân Nhi. Bằng không ta trước bả nhà ta địa chỉ nói cho Diệp lão đệ ngươi. Ngươi đi trước ta ra ngồi một chút. Ta còn là tới trước y viện đến đây đi. Đợi cùng Châu lão gia tử ngươi cùng nơi trở lại. Nói xong, Diệp Thần Phong tự cúp điện thoại, nói thật đi hắn thật đúng là không muốn đi. Hắn biết Châu Trạch Đống lão nhân này nhất định là đối thần kỳ của hắn y thuật nhớ mãi không quên đi. Mà giờ khắc này, Thiên Hải Bệnh viện Nhân dân trong phòng viện trưởng làm việc, ngồi ở trên ghế ra Châu Trạch Đống cười đến khuôn mặt nếp may đều mặt nhăn đến cùng nơi, lẩm bẩm, Diệp Thần Phong, ta nhất định phải để cho ngươi cam tâm tình nguyện tới ta trong bệnh viện làm bác sĩ, lúc này ta ngay cả cháu gái của ta đều bất cứ giá nào, cũng không tin không bẫy được ngươi đầu này lang. 3 giờ sau, Lý Bàn Tử xe đình tại Thiên Hải Nhân dân cửa bệnh viện. Diệp Thần Phong xuống xe, nói rằng, Hầu Tử, Lý Bàn Tử, hai người các ngươi trước đi thôi. Ta hôm nay hẹn người, ta sẽ tự mình trở về. Lão đại, nếu không, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi. Dù sao chúng ta cũng không có chuyện gì, Lý Bàn Tử lấy lòng hỏi. Diệp Thần Phong khoát tay áo, đạo, không cần, ngươi và Hầu Tử trước bà ta chuyện phân phó làm tốt đi. Gặp Diệp Thần Phong lần nữa cự tuyệt, Lý Bàn Tử cũng không nói thêm gì nữa, phát động động cơ, lái xe ly khai. Diệp Thần Phong lười biếng duỗi người, vừa định phải đi tiến Thiên Hải Bệnh viện Nhân dân, liền thấy tại cửa chính bệnh viện cách đó không xa có một đạo thân ảnh quen thuộc. Lồi lõm có hứng thú vóc người, mặc trên người một bộ quần áo thường, trắng nõn trên khuôn mặt hiện lên vẻ lo âu, hai điều mày liễu hơi nhăn lại, cái này không phải là bạo lực nữ cảnh sát Diêu Tô Mạn sao? Nàng tại sao sẽ ở cửa bệnh viện Nhi? Diệp Thần Phong có thể không riêng gì nhìn đến một cái người quen. Tại Diêu Tô Mạn trước mặt còn đứng 3 nam nhân, một người trong đó ăn mặc bạch đại quái bác sĩ, rõ ràng là trước đây Diệp Thần Phong đi chợ đêm mua vân đằng cô thời gian, gặp phải Thiên Hải Bệnh viện Nhân dân nội khoa chủ nhiệm Khang Vĩ Trung, lúc đó vị này nội khoa chủ nhiệm thế nhưng đối một vị cơ tim tắc nghẽn phát tác thiếu nữ thấy chết mà không cứu được, còn ý đồ ngăn cản Diệp Thần Phong ghim kim cứu người, quả thực đúng bác sĩ chính giữa bại hoại. Một tên thanh niên khác cùng một người trung niên nam nhân theo thứ tự là Diêu Tô Mạn cao trung cùng học cùng phụ thân. Thanh niên tên là Hạ Kiệt, phụ thân của hắn Hạ Nhất Sơn đúng Thiên Hải Cục Vệ sinh cục trưởng, hắn là một cái tiêu chuẩn quan nhị đại, bình thường ỷ vào bản thân có cái cục trưởng cha, không có ở bên ngoài thiếu gặp rắc rối. Trung niên nam nhân, phụ thân của Diêu Tô Mạn tên là Sử Kha, nhiều năm trước bởi vì nát vụn đổ thành tính, đồng thời thiếu nhất phần mông trái. Vì vậy mẫu thân của Diêu Tô Mạn liền cùng hắn ly hôn. Diêu Tô Mạn đối cái này không chịu trách nhiệm phụ thân cũng không quan tâm, sau lại nàng bả tên của mình bỏ, đơn giản theo mẫu thân của hắn họ. Trước đó không lâu mẫu thân của Diêu Tô Mạn Diêu Liên Dung, bị cha trở thành màn cuối bệnh ung thư, Diêu Tô Mạn liền xin nghỉ tại trong bệnh viện cùng mẫu thân của hắn trị liệu, nhưng mà Diêu Tô Mạn chỉ là một tiểu, một tháng tiền lương cũng cứ như vậy nhất điểm, mấy năm nay tuy nói có điểm tích xúc, thế nhưng rất nhanh tự dùng hết rồi, phải biết rằng bệnh ung thư tiền chữa bệnh thế nhưng tương đương đắt giá. Vừa lúc đó Diêu Tô Mạn gặp cao trung thời gian cùng học Hạ Kiệt, Hạ Kiệt tại nghe được Diêu Tô Mạn tình huống sau, tức khắc đối Diêu Tô Mạn hứng thú, dù sao vô luận Diêu Tô Mạn vóc người, còn là khuôn mặt đều đúng nhất đẳng nhất, huống chi Diêu Tô Mạn còn là một cái nữ ni. Nếu như có thể bả một cái nữ lừa gạt trên giường, chẳng phải là đặc biệt sảng khoái. Cho nên Hạ Kiệt bắt đầu rồi đối Diêu Tô Mạn điên cuồng truy cầu, thế nhưng Diêu Tô Mạn thủy chung là nhuyễn ngạnh không ăn, tướng Hạ Kiệt kiên trì tiêu ma không còn một mảnh, ngày hôm nay hắn cuối cùng là lộ ra chân thật diện mục. Diêu tiểu thư, ngươi nếu không tiền trả mẹ ngươi tiền chữa bệnh dùng lời nói, chúng ta chỉ có thể bả mẹ ngươi mời ra bệnh viện. Nội khoa chủ nhiệm Khang Vĩ Trung lạnh mặt nói. Tô Mạn, ngươi tự đáp ứng làm bạn gái của ta đi. Chỉ cần ngươi đáp ứng. Ta lập tức bang mẹ ngươi tiền trả tiền chữa bệnh, ta Hạ Kiệt sau đó nhất định hội hảo hảo đau tích ngươi. Hạ Kiệt khuôn mặt thượng từ đầu đến cuối vẫn duy trì thân sĩ dáng tươi cười, kỳ thực trong lòng xấu xa không gì sánh được, thậm chí trên đường cái tên côn đồ nếu so với hắn thuần khiết nhiều, chí ít tên côn đồ tất cả hình thức đều đúng biểu hiện ở trên mặt. Tô Mạn, ngươi tự đáp ứng đi, lẽ nào ngươi muốn trơ mắt nhìn mẹ ngươi chết sao? Huống chi chỉ cần ngươi đáp ứng. Hạ Kiệt vẫn có thể giúp ta còn rơi còn dư lại nợ nần,
cái này đều không phải nhất cử lưỡng tiện sự tình sao? Hạ Kiệt hài tử này tuyệt đối xứng đôi ngươi a. Sử Kha tại Diêu Tô Mạn bên cạnh cực lực khuyên giải nói, căn bản là tại bà con gái của mình hướng tới hố lửa trong thôi mà. Kia có một chút làm cha hình dạng. Chương 168, bọ hung. Bởi đúng buổi trưa, cửa bệnh viện lượng người đi muốn so với buổi sáng ít hơn nhiều, huống chi Diêu Tô Mạn bọn họ chỗ đứng cách bệnh viện cửa chính còn cách một đoạn ni. Cho nên trên cơ bản không ai chú ý tới bọn họ ở đây chuyện đã xảy ra. Trên bầu trời ấm áp ánh nắng làm nổi bật Diêu Tô Mạn trắng nõn đôi má, nàng nhìn đứng ở bên cạnh mình, mặt mang nụ cười cha ruột Sử Kha, trong lòng đành phải một trận chán ghét, quát dẹp đường, người chớ ở trước mặt ta nhắc tới mụ, người căn bản không xứng nhắc tới nàng, ta và chết sống mấy năm nay ngươi có hỏi qua sao? Ngươi không phải là muốn có người giúp ngươi trả hết nợ đổ trái sao? Không nên đem chính ngươi nói có bao nhiêu cao thượng, ta xem tự buồn nôn. Sử Kha nụ cười trên mặt đọng lại, mấy ngày này đạo người trên đã đi tìm hắn tốt nhiều lần, nếu là hắn trả lại không ra tiền, sợ rằng hai cái tay đều phải bị người cấp chém đứt, cho nên bất kể như thế nào hắn cũng nhất định phải để cho Diêu Tô Mạn đáp ứng Hạ Kiệt yêu cầu, hắn thấy chỉ cần con gái của mình cùng với Hạ Kiệt, hắn cái này làm cha như thế nào đi nữa nói cũng có thể mò được nhất điểm chỗ tốt đi. Lại mà nợ nần sự tình hắn cũng không cần phải lo lắng. Ngươi hài tử này nói thế nào ni, ta đúng phụ thân của ngươi. Ta có quyền cho ngươi làm chủ, ta cho ngươi cùng ai cùng một chỗ, ngươi phải muốn cùng ai cùng một chỗ. Sử Kha mặt lạnh đặt ra nghiêm phụ tư thái. Nhưng mà theo Diêu Tô Mạn quả thực buồn cười không gì sánh được, ôn hòa nói rằng ta có thừa nhận qua ngươi người phụ thân này sao? Ta ngày hôm nay cuối cùng nói cho ngươi biết một lần, ta Diêu Tô Mạn chỉ có mẫu thân, phụ thân tại trong lòng ta đã sớm chết rồi. Các ngươi xảo đủ chưa? Diêu tiểu thư, mẫu thân của ngươi thế nhưng đã ngừng một ngày thuốc. Ta khuyên ngươi còn là nắm chặt thời gian kiếm tiền đi. Nội khoa chủ nhiệm Khang Vĩ Trung không mặn không lạt nói rằng, vừa nhìn liền biết hắn là đứng tại Hạ Kiệt bên này, đúng Hạ Kiệt nhượng hắn hướng Diêu Tô Mạn thảo muốn tiền chữa bệnh dùng. Ngươi không tiếp thu ta người phụ thân này có thể, thế nhưng nếu như ngươi làm trễ nãi mẹ ngươi bệnh tình, lẽ nào trong lòng ngươi qua ý đi không? Ngươi sẽ hối hận cả đời. Sử Kha biết mình ở Diêu Tô Mạn trong lòng không có địa vị gì, cho nên lập tức cải biến sách lược. Quả nhiên Diêu Tô Mạn nghe xong Sử Kha lời nói này, chân mày nhíu càng gia tăng, khuôn mặt thượng tràn đầy do dự thần sắc, hai phiến mê người môi đỏ mọng mím thật chặt. Hạ Kiệt nhìn đến cơ hội tới, liền vội vàng nói, Tô Mạn, ngươi còn do dự cái gì? Bá mẫu bệnh có thể làm lỡ không khởi a? Lẽ nào làm ta Hạ Kiệt nữ nhân rất mất mặt sao? Ta có thể cho ngươi 6 tháng cuối năm bối tử đều cẩm y ngọc thực. Đương nhiên Hạ Kiệt cái này nhân mô cẩu dạng quan nhị đại. Từ trước không biết đối bao nhiêu nữ nhân nói qua dạng như vậy, đợi được bà đối phương lừa gạt lên giường, ngoạn nị, hắn hội không chút do dự một cước đá văng ra. Diêu Tô Mạn trong lòng kịch liệt dùng rằng, nàng đặc biệt rõ ràng Hạ Kiệt là một hạng người gì. Thế nhưng mẫu thân bệnh làm sao bây giờ? Nàng tuyệt đối không sẽ chọn buông tha bang mẫu thân mình trị liệu, tuy rằng màn cuối bệnh ung thư chữa xong có khả năng cực kỳ bé nhỏ, thế nhưng... Một đôi trắng noãn bàn tay, nắm chặt. Buông ra, lại nắm chặt. Cuối cùng Diêu Tô Mạn thỏa hiệp, mần lòng môi đỏ mọng hơi mở, khuôn mặt thượng kèm theo một chút không biết làm sao, nhưng càng nhiều hơn chính là kiên định, vừa định phải đáp ứng Hạ Kiệt yêu cầu, một đạo sang sảng hí ngược thanh âm truyền tới, ban ngày ban mặt, lại còn có người ở cửa bệnh viện bức bách lương vì sướng. Diệp Thần Phong hai tay sáp tại trong túi quần, sân vắng như bước đã đi tới, dùng hắn bén nhạy thính giác. Đúng tướng vừa rồi Diêu Tô Mạn đối thoại của bọn họ nghe được nhất thanh nhị sở, hắn từ đối thoại trong cũng hiểu được chuyện từ đầu đến cuối. Theo Diệp Thần Phong Diêu Tô Mạn cái này bạo lực nữ cảnh sát, từ trước tuy rằng lại nhiều lần cùng hắn đối nghịch, thế nhưng không thể không nói Diêu Tô Mạn đúng một cái tốt, nhưng hắn không tự chủ được muốn giúp đối phương nắm. Diệp Thần Phong, thế nào lại là ngươi? Diêu Tô Mạn liếc nhìn đi tới nàng bên cạnh Diệp Thần Phong nghi vấn hỏi. Đồng thời nội khoa chủ nhiệm Khang Vĩ Trung cũng chú ý tới Diệp Thần Phong, sửng sốt nhất 2 giây sau, thốt ra, là ngươi. Ban đầu ở chợ đêm dược liệu chợ, Diệp Thần Phong nhường hắn cái này nội khoa chủ nhiệm đúng hôi lưu lưu trốn, khẩu khí này đến ngày hôm nay hắn cũng không có nuốt xuống ni. Mỗi khi nghĩ đến thiên chuyện phát sinh, hắn đều táo bạo muốn xuất đồ đạc. Diệp Thần Phong tướng ánh mắt nhìn về phía Khang Vĩ Trung. Thuận miệng nói rằng, nguyên lai là ngươi cái ra vẻ đạo mạo chó má bác sĩ a. Muốn là ai làm ngươi bệnh nhân,
nhất định là đảo tám đời huyết môi. Diệp Thần Phong mới vừa lên tới câu nói đầu tiên, bả Khang Vĩ Trung sặc một chút sức lực xuyễn không được, ngược lại nhìn Diêu Tô Mạn hỏi, Diêu tiểu thư, hắn là bằng hữu ngươi sao? Ngươi hay nhất lập tức nhường hắn từ trước mặt của ta tiêu thất, bằng không ngươi có tiền phó tiền chữa bệnh, ta còn muốn suy nghĩ một chút có muốn hay không an bài người bang mẹ ngươi trị liệu ni. Ngươi khẩu khí thật là lớn, cứu sống vốn là thiên chức của thầy thuốc, ngươi khen ngược, cầm chữa bệnh tới uy hiếp người. Hơn nữa còn là uy hiếp một gã nữ. Diệp Thần Phong bất trí khả phủ cười một cái nói. Gia thuộc xem bệnh lẽ nào cũng không cần trả tiền sao? Y viện có thể điều không phải thiện đường, bệnh viện chúng ta sự tình không phải do ngươi ở nơi này thuyết tam đạo tứ. Khang Vĩ Trung hừ lạnh nói. Nguyên bản mắt thấy Diêu Tô Mạn phải đáp ứng yêu cầu của mình, lại có thể nửa đường tuôn ra cái trình rảo kim tới, điều này làm cho Hạ Kiệt tâm tình hết sức khó chịu. Hắn đã không kịp đợi muốn hưởng thụ Diêu Tô Mạn thân thể, hay nhất cùng Diêu Tô Mạn ở trên giường làm vận động thời gian, nhưng Diêu Tô Mạn vẫn là ăn mặc cảnh phục, làm như vậy lên mới hăng hái mà. Tiểu tử, ở đây đối với ngươi chuyện gì, từ đâu tới, cút cho ta chạy đi đâu. Hạ Kiệt hướng về phía Diệp Thần Phong quát dẹp đường. Diệp Thần Phong bất trí khả phủ vuốt thủ, đạo cái này không thể được, bạn gái của ta đều phải bị người bán đi, làm nam bằng hữu ta tại sao có thể thờ ơ ni. Nói, Diệp Thần Phong vươn tay cánh tay ôm Diêu Tô Mạn vòng eo, trên bàn tay tức khắc truyền đến mềm mại trơn mềm xúc cảm. Bất ngờ không kịp đề phòng Diêu Tô Mạn, giật mình, lập tức hỏi, Diệp Thần Phong, ngươi làm gì chứ? Ngày hôm nay ta không rảnh chơi với ngươi, còn xin ngươi lập tức rời đi. Nhìn đến Diệp Thần Phong tướng Diêu Tô Mạn lâu vào trong ngực vô cùng thân thiết động tác, nguyên bản Hạ Kiệt còn tưởng rằng Diêu Tô Mạn thật cùng Diệp Thần Phong có nhất chân ni. Thế nhưng nghe được Diêu Tô Mạn lời nói sau, hắn biết trước mặt Diệp Thần Phong căn bản là tại tự mình đa tình, tiểu tử, thông minh lập tức buông ra nữ nhân của ta, bằng không ta có ngươi đẹp mắt. Diêu Tô Mạn tránh thoát Diệp Thần Phong cánh tay, nàng hiện tại đầy đầu đều muốn bang mẫu thân mình trị liệu sự tình, căn bản không dỗi đi để ý tới Diệp Thần Phong. Thanh niên nhân, lẽ nào ngươi không nghe được nữ nhi của ta lời nói sao? Ngươi nhanh ở trước mặt ta tiêu thất. Ta xử kha tại trên đường còn đúng có chút danh tiếng, đắc tội người của ta thông thường cũng không có tốt kết cục. Xử kha làm bộ quát lạnh. Chỉ ngươi cũng xứng làm một gã phụ thân. Ta xem ngươi liền làm một đống cứt chó tư cách cũng không có, con gái ngươi có như ngươi vậy phụ thân thật là đủ, may mắn. Diệp Thần Phong vì Diêu Tô Mạn có xử kha như vậy cha ruột mà cảm thấy thật đáng buồn. Kỳ thực xử kha tên này không thích hợp ngươi, tên của ngươi đằng sau nên còn phải thêm một cái, lãng tự. Tên này mới tương đối thích hợp ngươi. Diệp Thần Phong đột nhiên nhô ra những lời này, nhượng Sử Kha có chút không giải thích được, trong miệng không tự chủ thì thầm, Sử Kha Lãng. Sử Kha Lãng, Sử Kha Lãng. Diêu Tô Mạn không có công phu nhượng Diệp Thần Phong tại ở đây hồ nháo, nhưng mà trong miệng nàng còn là tiểu thanh niệm mấy lần, Sử Kha Lãng. Sử Kha Lãng, bọ hung, bọ hung, bọ hung. Xì một tiếng, từ mẫu thân cha ra màn cuối bệnh ung thư. Chưa từng có cười nữa qua Diêu Tô Mạn, vậy mà không kiềm hãm được cười lên. Nhìn đến Diêu Tô Mạn cười lên, Hạ Kiệt cùng Khang Vĩ Trung cũng nhắc nhở ba bốn biến, khi biết bọn họ hai người đọc lên bỏ hung ba chữ này thời gian, muốn nhẫn cũng không nhịn được cười lên. Duy chỉ có Sử Kha còn gương mặt mờ mịt, hắn còn chưa rõ qua đây huyền cơ trong đó ni. Kiên nhẫn một lần nhớ kỹ Sử Kha Lãng, Sử Kha Lãng, Sử Kha Lãng. Diệp Thần Phong đúng nhìn đến Diêu Tô Mạn vô tình đả thải dáng dấp, có thể nghĩ đối phương mấy ngày nay nhất định là mỗi ngày đều rầu rĩ không vui, lập tức muốn đến biện pháp này muốn trêu chọc một chút Diêu Tô Mạn, coi như là một cái người tốt chuyện tốt đi. Chương 169, cút cho ta đàn. Tại Hạ Kiệt nói cho Sử Kha, bọ hung, đúng một loại côn trùng sau vẫn không hiểu ý tứ trong đó, không phải là một loại côn trùng mà. Có gì đáng cười? Gặp Sử Kha y nguyên đầu óc mơ hồ dáng dấp, Hạ Kiệt chỉ có thể lần thứ hai nói bổ sung, bá phụ, bọ hung đúng một loại thích ăn phân và nước tiểu côn trùng, cả ngày đều cùng phân và nước tiểu sống chung một chỗ. Mẹ nó, tiểu tử ngươi cũng dám nói ta thích ăn đại tiện. Xem ra ta ngày hôm nay không để cho ngươi điểm nhan sắc nhìn đúng không được. Không học thức người thật đúng là đáng sợ, Sử Kha hậu chi hậu giác vén khởi tay áo, nhìn trước mặt Diệp Thần Phong xấu không kéo vài thân thể. Hắn một cách tự tin một quyền tự gạt ngã đối phương. Khang chủ nhiệm, 307 săn sóc đặc biệt phòng bệnh bệnh nhân tiến nhập chiều sâu cơn sốc trạng thái,
thật sự nếu không đúng lúc cứu, sợ rằng không quá ngày hôm nay. Một gã 23-24 tuổi nữ y tá vội vã từ trong bệnh viện chạy ra, thở không ra hơi nói rằng. Siêu Tô Mạn đang nghe nữ y tá lời nói sau, khóe miệng vừa hiện ra dáng tươi cười tiêu thất, một câu nói cũng chưa nói, bay thẳng đến bên trong bệnh viện chạy đi, bởi vì 307 săn sóc đặc biệt phòng bệnh chính giữa bệnh nhân tựu đúng mẫu thân của hắn Diêu Liên Dung. Gặp Siêu Tô Mạn lo lắng ly khai, Hạ Kiệt, Khang Vĩ Trung cũng gấp bận đi vào trong bệnh viện, Sử Kha lại đi tiến y viện trước, còn không quên đối Diệp Thần Phong dơ dơ lên quả đấm của hắn đạo, tiểu tử, lần này coi như ngươi vận may, hiện tại ta không có công phu cùng ngươi làm lỡ, lần sau đừng làm cho ta lại nhìn thấy ngươi. Diệp Thần Phong không cho là đúng nhún vai, nếu là Sử Kha thật có dũng khí động thủ với hắn lời nói, hắn không để ý bang Sử Kha làm gãy mấy cái xương. Đi vào Thiên Hải Thị Bệnh viện Nhân dân sau, Diệp Thần Phong đang suy nghĩ đúng trực tiếp đi phòng làm việc của viện trưởng Ni. Hay là đi 307 giúp một cái Diêu Tô Mạn. Nếu như hắn không đi giúp một cái Diêu Tô Mạn lời nói. Sợ rằng cái này chính trực nữ cảnh sát 100% hội cấp bách cho không biết làm sao bị Hạ Kiệt cái này loại mặt người giả thú xúc sinh cấp tao đạp. Ai, Diệp Thần Phong a, Diệp Thần Phong, ngươi chính là thích xen vào việc của người khác. Cực kỳ, ai bảo sự tình phát sinh ở trước mặt ta Ni. Trong lòng làm ra quyết định sau, Diệp Thần Phong ngồi trên đi lầu 3 thang máy. Lầu 3, 307 cửa phòng bệnh. Siêu tiểu thư, ngươi rốt cuộc có suy nghĩ hay không tốt? Nếu như ngươi chống đỡ hết nổi phó tiền chữa bệnh lời nói. Chúng ta thì không thể đủ vì mẹ ngươi tiến hành cứu giúp. Khang Vĩ Trung nói là đường hoàng, một bộ ta lý trực khí tráng dáng dấp. Trước lúc này Hạ Kiệt hứa cho Khang Vĩ Trung rất nhiều chỗ tốt. Nhưng Khang Vĩ Trung nhất định muốn ép Siêu Tô Mạn đi vào khuôn khổ. Siêu Tô Mạn nhìn phòng bệnh chính giữa mẫu thân, hàm răng cắn chặt môi, bởi cố sức, trên môi tràn ra nhẹ nhẹ máu tươi. Vì từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau mẫu thân, nàng chuyện gì đều nguyện ý đi làm, bao quát hy sinh hạnh phúc của mình. Tô Mạn, người cần phải nắm chặt thời gian lo lắng, bá mẫu bệnh tình đã làm lỡ vô cùng, nhất định phải lập tức tiến hành cứu giúp. Hạ Kiệt thúc giục. Trong lòng cười lạnh nói, lúc này ta xem ngươi thế nào chạy ra bàn tay của ta tâm. Ngươi sẽ chờ tối hôm nay tiếp thu ta Hạ Kiệt Lâm Hạnh đi. Tô Mạn, ngươi còn do dự cái gì? Hạ Kiệt là một hảo hài tử a, ngươi cùng với hắn sẽ không lỗ lả, ngươi nếu không làm ra quyết định, sợ rằng sau đó ngươi sẽ không còn được gặp lại mẹ ngươi. Sử Kha ở một bên trợ giúp. Nếu như ngươi tin tưởng lời của ta, liền do ta tới giúp ngươi mụ xem một chút đi. Có thể ta có thể chữa cho tốt mẹ của người bệnh cũng nói không nhất định. Tại Diêu Tô Mạn muốn mở miệng đáp ứng thời gian, Diệp Thần Phong không nhanh không chậm thanh âm lần thứ hai quanh quẩn tại bên tai, trong đầu đột nhiên nghĩ đến một việc, trước đây nàng đi Triệu ra thời gian, chính tai nghe được hôn mê 3 tháng Triệu Khải Hoa. Đúng bị Diệp Thần Phong cấp cứu tỉnh, không khỏi nghĩ đạo, có thể hắn thật có thể đủ chữa trị xong mẫu thân cũng nói không nhất định. A Khang Vĩ Trung cười lạnh một tiếng. Đạo, màn cuối bệnh ung thư ngươi cho là đúng cảm mạo nóng sốt sao? Lần trước tại chợ đêm bị ngươi chó ngáp phải ruồi mới cứu tỉnh cơ tim tắc nghẽn phát tác thiếu nữ, màn cuối bệnh ung thư giống chúng ta cái này loại bệnh viện lớn đều chỉ có thể tướng bệnh tình trì hoãn, ngươi vậy mà dõng dạc nói có thể chữa trị xong màn cuối bệnh ung thư. Lẽ nào ngươi là thần tiên chuyển thế phải không? Khang Vĩ Trung lời nói như một chậu lương nước rơi ở Diêu Tô Mạn trên đầu. Thứ nhất nàng không có đã từng đến Diệp Thần Phong cứu tỉnh Triệu Khải Hoa kinh qua, thứ hai chính như Khang Vĩ Trung theo như lời nói. Màn cuối bệnh ung thư căn bản là bệnh bất trị, mắc bệnh ung thư bệnh nhân, trên cơ bản coi như là bị tuyên án tử hình. Xem ra ta không giáo huấn ngươi một chút, ngươi thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Gặp con gái của mình nguyên bản phải đáp ứng Hạ Kiệt yêu cầu, mà bị Diệp Thần Phong một lần nữa trộn lẫn, hắn thật muốn cầm nắm tay tại đối phương khuôn mặt đi lên nó hai cái. Bá phụ, cùng người như thế hà tất động khí ni. Hạ Kiệt khinh thường nói, ngược lại nhìn Diệp Thần Phong đạo, tiểu tử, sấn ta không có thay đổi chủ ý trước, lập tức ở trước mặt ta tiêu thất, người biết ba ta là người nào không? Ba ta là Thiên Hải Cục Vệ Sinh Cục trưởng, nếu như ta muốn đối phó người cái này loại bình dân đúng chuyện dễ dàng. Không nghe được Hạ Thiếu nói sao? Chẳng lẽ còn muốn cho chúng ta gọi bảo an đi lên đem người đánh ra đi? Có thể hung hăng nhục nhã Diệp Thần Phong. Nhượng Khang Vĩ Trung trong lòng đặc biệt thống khoái. Nhưng mà Diệp Thần Phong trên mặt biểu tình từ đầu đến cuối như nhất, điện thoại di động trong túi tiếng chuông rất không thích hợp vang lên, chuyển được sau,
Bên đầu điện thoại kia truyền đến Châu Trạch đống thanh âm, Diệp lão đệ, ngươi nên điều không phải gạt ta ni đi. Ngươi thế nào còn chưa tới y viện, ta có thể đã tại cửa chờ ngươi. Bởi vì Khang Vĩ Trung cái này vô lương bác sĩ, Diệp Thần Phong đối Thiên Hải Bệnh viện Nhân dân ấn tượng thẳng tắp giảm xuống, ôn hòa nói rằng, Châu lão gia tử, bệnh viện các ngươi thật là đủ có, thiện tâm, bệnh nhân tạm thời không có tiền giao tiền chữa bệnh dùng, các ngươi tự không phụ trách chữa bệnh. Cái này đúng bác sĩ việc sao? Ta xem người viện trưởng này đương đắc rất không xứng chức. Diệp Thần Phong tướng cả chuyện đơn giản tại trong điện thoại nói với Châu Trạch Đống một lần, đương Châu Trạch Đống sau khi nghe xong, tức giận trong lòng tức khắc dâng lên, nói rằng, Diệp lão đệ, chuyện này ta có thể nhất điểm đều không biết chuyện a. Ngươi ở đây lầu ba chờ ta, ta lập tức liền tới đây. Nhìn đến Diệp Thần Phong nhận một chiếc điện thoại, với lại nghe được Diệp Thần Phong xưng hô trong điện thoại bởi vì Châu lão gia tử, Khang Vĩ Trung cùng Hạ Kiệt không khỏi suy tư lên, một lát sau hai người đồng thời hoảng sợ nhìn đối phương, bởi vì bọn họ đều mơ hồ đoán được, chẳng lẽ là Thiên Hải Bệnh viện Nhân dân viện trưởng Châu Trạch Đống. Có thể Châu Trạch Đống còn không cách nào để cho bọn họ như thế khủng hoảng, thế nhưng con trai của Châu Trạch Đống thế nhưng thị ủy thư ký, Thiên Hải một tay, đắc tội Châu Trạch Đống so với trực tiếp đắc tội thị ủy thư ký còn muốn nghiêm trọng, bởi vì có người nói thị ủy thư ký đúng một vị đại hiếu tử. Bất cứ chuyện gì đều theo Châu lão gia tử. Sẽ không, hắn làm sao sẽ nhận thức viện trưởng ni. Khẳng định chỉ là đúng dịp mà thôi. Khang Vĩ Trung tự an ủi mình. Tiểu tử, người vừa rồi nhận là ai gọi điện thoại tới? Hạ Kiệt hỏi dò. Hạ Kiệt vừa dứt lời, cách đó không xa cửa thang máy mở ra, chỉ thấy mặc một bộ kiểu áo tôn trung sơn, hơn 70 tuổi Châu Trạch Đống khí thế hung hăng hướng phía 307 phòng bệnh bên này đi tới. Lúc này Khang Vĩ Trung cùng Hạ Kiệt trong lòng nhất điểm may mắn toàn bộ hỏng mất, tại bọn họ hai cái nghĩ phải làm thế nào giải thích thời gian, Châu Trạch Đống chạy tới 307 cửa phòng bệnh. Châu viện trưởng, chuyện nơi đây. Khang Vĩ Trung vừa định muốn giải thích, đã bị Diệp Thần Phong cắt đứt, Châu viện trưởng, hiện tại nhất định phải lập tức cứu giúp bệnh nhân, những chuyện khác trước tạm thời chậm một chút đi. Diệp Thần Phong tướng nguyên bản, Châu lão gia tử, xưng hô. Trực tiếp đổi thành, Châu viện trưởng, có thể thấy được hắn đối Thiên Hải Bệnh viện Nhân dân không vừa lòng lắm. Sử Kha Nguyên vốn còn muốn mở miệng dạy dỗ một trận Diệp Thần Phong, nhưng nhìn đến Hạ Kiệt cùng Khang Vĩ Trung tại Châu Trạch Đống trước mặt liền không dám thở mạnh một cái, hắn thì là như thế nào đi nữa bổn, khẳng định cũng có thể đoán ra thân phận của Châu Trạch Đống không đơn giản. Diệp lão đệ, ngươi nói đúng vậy, hiện đang cứu người quan trọng hơn, Diệp lão đệ ngươi cần gì công cụ cứ mở miệng. Châu Trạch Đống cũng biết lúc này đều không phải chất vấn Khang Vĩ Trung thời gian. Không cần chuẩn bị bất luận cái gì công cụ, Diệp Thần Phong lạnh giá trả lời một tiếng, hướng phía 307 phòng bệnh chính giữa đi. Mà lúc này Hạ Kiệt rất không thích hợp ngăn ở Diệp Thần Phong trước mặt, mang trên mặt như mộc xuân phong dáng tươi cười, đạo, vị huynh đệ này, mới vừa rồi là ta có nhiều mạo phạm, còn xin ngươi. Ba một cái vang dội lỗ tai trực tiếp tướng Hạ Kiệt phiến ngã xuống đất. Diệp Thần Phong cổ họng trong mắng, cút cho ta đàn, đều lúc nào. Còn ở trước mặt ta chít chít hoa hoa. Chương 170, không khoa học. Hạ Kiệt bận thua thất từ dưới đất đứng lên, bàn tay bụng cao sưng hai gò má, muốn bão nổi. Thế nhưng khi hắn nhìn đến bất cẩu môn tiếu Châu Trạch Đống thời gian, một hơi vẫn cứ thế đúng chỉ có thể hướng tới đỗ bên ngoài nghẹn. Vô luận hắn bao lớn can đảm cũng không dám tại Châu lão gia tử trước mặt dương oai a. Tuy nói hắn lão tử của Hạ Nhất Sơn đúng Thiên Hải Cục Vệ Sinh Cục trưởng, thế nhưng Châu lão gia tử nhi tử là ai? Đúng Thiên Hải một tay, chỉ cần Châu lão gia tử nhi tử một câu nói, quản ngươi là cái gì Cục Vệ Sinh Cục trưởng ni? Làm theo được muốn vén đi tới. Huống chi hôm nay quan viên có người nào là không tham ô đút lót? Giả thiết cấp trên thật muốn đối phó ngươi lời nói, sợ rằng không cần phải tìm đủ loại lý do, chỉ cần dựa theo trình tự bình thường điều tra, cũng có thể cho ngươi ngồi tù. Những người không có nhiệm vụ đi ra ngoài cho ta, không nên ở chỗ này quấy rầy ta cứu giúp. Diệp Thần Phong nhìn theo vào phòng bệnh Hạ Kiệt, Khang Vĩ Trung cùng với Sử Kha nói rằng. Ba người còn đang do dự là lúc, Châu Trạch Đống nói chuyện, lẽ nào các ngươi không có nghe được Diệp lão đệ nói sao? Còn muốn ta tự mình cản các ngươi đi ra ngoài? Nghe vậy, ba người cũng không dám. Nữa tại trong phòng bệnh ở lâu, trong phòng bệnh ngoại trừ Diệp Thần Phong bên ngoài, cũng chỉ còn lại có Châu Trạch Đống. Diêu Tô Mạn cùng một gã 25-26 tuổi nữ y tá. Tên này nữ y tá tướng mạo đặc biệt không tầm thường,
trong con ngươi xinh đẹp ánh mắt luôn luôn có ý định cố ý tại Diệp Thần Phong trên người chuyển động. Diệp Thần Phong hôm nay có thể không có thưởng thức mỹ nữ tâm tình, cũng không có đi lưu ý tên này nữ y tá nhất cử nhất động, tại hắn cho rằng tên này hộ sĩ chắc là lưu lại đi giúp hắn trợ thủ. Diệp Thần Phong đi tới trước giường bệnh, vươn tay cầm ở vào chiều sâu cơn sốc chính giữa Diêu Liên Dung cánh tay. Diêu Liên Dung dầu gì cũng là một nữ nhân, Diệp Thần Phong đương nhiên không lại thích hợp đem đặt ở đối phương ngực, huống hồ đối phương còn là một cái phụ nữ trung niên ni. Giả thiết đúng một cái chưa kết hôn lời của mỹ nữ, hắn đến không để ý thừa dịp trị liệu lúc ha ha đậu hủ, coi như làm đúng tiền chữa bệnh. Kinh qua Diêu Liên Dung cánh tay, Diệp Thần Phong tướng một đạo nhu hòa linh hồn lực rót vào đến đối phương trong cơ thể, rất nhanh hắn đã đem Diêu Liên Dung thân thể tình trạng dọ thám biết nhất thanh nhị sở. Diêu Liên Dung mắc đúng lúc đầu ung thư gan, tế bào ung thư đã từng ở vào phân tán hình dáng, dùng hôm nay bệnh viện chữa bệnh trình độ, coi như là trị liệu cũng tối đa chỉ có thể cho Diêu Liên Dung sống lâu thượng 1-2 tháng công phu. Tại Diệp Thần Phong tra xét Diêu Liên Dung thân thể tình trạng lúc, Châu Trạch Đống cầm lên một phần giường bệnh bên cạnh tỉnh lại báo cáo, phía dưới ghi lại đúng cái này đoạn công phu nội Diêu Liên Dung trong cơ thể tế bào ung thư phân tán tình trạng. Diệp lão đệ, ta xem vị bệnh nhân này tình trạng không cho bi quan a. Thứ cho ta nói thẳng, giả thiết vị bệnh nhân này tích cực thừa thụ bệnh viện chúng ta trị liệu, cũng tối đa chỉ có thể sống vừa đến 2 tháng, thân thể nàng nội tế bào ung thư đã từng toàn bộ phân tán ra tới. Châu Trạch Đống tiếc hận nói, tại hắn cho rằng Diệp Thần Phong y thuật như thế nào đi nữa thần kỳ cũng không thể đủ tướng lúc đầu bệnh ung thư bệnh nhân cứu trở về. Đứng ở một bên Diêu Tô Mạn nghe được Châu Trạch Đống lời nói, cả khuôn mặt trong nháy mắt thay đổi được trắng bệch không gì sánh được, thân thể bên ngoài một trận chột dạ, may mà Diệp Thần Phong kịp thời đứng lên đỡ đối phương, nói rằng, mẹ của ngươi bệnh điều không phải nhất điểm cũng không có cứu, đối với hôm nay ta mà nói chỉ là có điểm khó khăn mà thôi. Diệp Thần Phong tay phải bàn tay vừa vặn nâng tại Diêu Tô Mạn tràn ngập co giãn trên cái mông to, trên bàn tay chuyển tới ôn độ. Nhưng hắn có loại muốn chà đạp một phen xung động. Ngươi có thể chỉ tốt mẫu thân ta. Ngươi thật có thể chỉ tốt mẫu thân ta. Chỉ cần có thể chỉ tốt mẫu thân ta, ta yêu cầu gì đều đáp ứng ngươi. Diêu Tô Mạn tượng đúng bắt được cuối cùng nhất cái phao cứu mạng, trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy cầu xin, căn bản là dỗi dãnh để ý tới nâng tại nàng thượng bàn tay. Diệp lão đệ, chuyện cứu người có thể điều không phải trò đùa. Ta mặc dù biết y thuật của ngươi rất cao minh, nhưng đúng muốn chữa khỏi màn cuối bệnh ung thư, với lại tế bào ung thư đã triệt để khoách tán bệnh nhân, căn bản là chuyện không thể nào, ngươi cũng không nên vì mặt mũi xính nhất thời cực nhanh, còn là lập tức nhượng bệnh viện chúng ta bác sĩ tiến đến cứu giúp đi như vậy vẫn có thể nhượng bệnh nhân sống lâu 1-2 tháng. Châu Trạch Đống thân là thiên hải y thuật giới quyền uy. Hắn là nhận định Diêu Liên Dung bệnh đúng không chữa khỏi. Vừa tràn ngập hy vọng Diêu Tô Mạn lần thứ hai thất vọng cúi đầu, nàng cũng biết mình là tại lừa mình dối người, mẫu thân của mình đã là tế bào ung thư khuếch tán, thế nào vẫn có thể trị liệu tốt ni. Châu viện trưởng, ta nói có thể chữa cho tốt, là có thể chữa cho tốt. Hơn nữa ta Diệp Thần Phong chưa bao giờ đúng một cái thích mặt mũi người, trái lại châu viện trưởng ngươi, thân là một viện chi trường, ngươi có không có để ý tốt thuộc hạ của ngươi. Y viện đều không phải lò sát sinh, bệnh nhân không có tiền chữa bệnh, lẽ nào y viện tự trơ mắt nhìn bất kể sao? Lúc nào trong bệnh viện có như vậy quy củ? Diệp Thần Phong tại của trách một bữa Châu Trạch Đống sau, liền lần thứ hai đi tới giường bệnh bên cạnh, từ trên người lấy ra mang theo người châm cứu bao, tướng ngân châm dùng cái bật lửa lần lượt đun nóng. Nói đến Châu Trạch Đống cũng là hảo tâm nhắc nhở Diệp Thần Phong, chỉ là hiện tại Diệp Thần Phong đang nổi nóng, không khỏi bả lời nói khó nghe một ít. Châu Trạch Đống dầu gì cũng là một viện chi trường, trong lòng đối Diệp Thần Phong bốc lên ra hỏa khí, cực kỳ không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là thầm nghĩ, hừ, ta là hảo tâm nhắc nhở ngươi, ta đảo muốn nhìn ngươi làm sao chữa tốt màn cuối bệnh ung thư. Nguyên vốn còn muốn cho ngươi làm cháu gái của ta tế ni xem ra dùng ngươi cái này loại xung động tính cách căn bản cũng không thích hợp. Vẫn đứng ở một bên nữ y tá đôi mắt đẹp từ đầu đến cuối không có ly khai Diệp Thần Phong trên người. Kỳ thực tên này nữ y tá tên là Châu Lâm Lâm, đúng Châu Trạch Đống tôn nữ, hiện nay tại Thiên Hải Đại học Y khoa làm lão sư. Bình thường Châu Lâm Lâm lúc rảnh rỗi cũng tới Thiên Hải Bệnh viện Nhân dân bang hộ sĩ tốt nhất khóa, Châu lão gia tử đã không chỉ một lần tại cháu gái của mình trước mặt nhắc tới Diệp Thần Phong, nguyên bản Châu Lâm Lâm cũng muốn nhìn một chút ra ra thường xuyên đọng ở bên miệng cái kia tiểu thần y là bộ dáng gì. Ai biết đạo vừa vặn gặp cái này việc sự tình.
vì vậy Châu Lâm Lâm liền làm bộ thành hộ sĩ. Nói đến cái này, Châu Lâm Lâm khả năng từ nhỏ bị Châu Trạch Đống ảnh hưởng, đối y thuật cũng là phi thường cảm thấy hứng thú, bất quá bây giờ nàng cảm thấy Diệp Thần Phong người này tịnh không được tốt lắm. Nên thuần túy chỉ là một thích nói mạnh miệng thanh niên nhân mà thôi, thật không biết gia gia của nàng từ trước tại sao phải vẫn nhắc tới thanh niên nhân này. Tuy rằng Diệp Thần Phong lớn lên là có điểm đẹp trai, thế nhưng theo Châu Lâm Lâm, nam vóc người xuất vô ích, chủ yếu nhất là nhìn có không có chân tài thật học. Bằng không còn là người ngu ngốc một cái. Tại Châu Trạch Đống cùng Châu Lâm Lâm miên man suy nghĩ chi tế, bá 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 bá, Diệp Thần Phong trong tay thất cây ngân châm nhanh chóng đâm vào Diêu Liên Dung trên thân thể, Diệp Thần Phong linh hồn lực cũng đi qua ngân châm đạo nhập Diêu Liên Dung trong cơ thể. Đây chỉ là Diệp Thần Phong làm bước đầu tiên, tạm thời tướng Diêu Liên Dung mệnh bảo trụ, có thể dùng thân thể đối phương nội tế bảo ung thư không lại khuếch tán. Bằng vào mấy cây ngân châm là có thể chữa trị xong màn cuối bệnh ung thư. Xem ra cái này gọi Diệp Thần Phong, thật đúng là điều không phải thông thường người ngu ngốc. Châu Lâm Lâm trong lòng khinh thường thầm nghĩ, nếu không ngại vì gia gia mình cũng ở tại chỗ, nàng đã sớm đúng xoay người đi, dù sao Diệp Thần Phong cái này loại trị liệu, theo nàng quá mức trò đùa. Đương nhiên cảm thấy trò đùa không ngừng Châu Lâm Lâm một người, Diêu Tô Mạn không thể đủ nhượng Diệp Thần Phong như thế hổ nháo tiếp. Chỉ ít tiếp thu bệnh viện cứu giúp, mẫu thân của mình vẫn có thể sống lâu 1-2 tháng ni. Diệp Thần Phong, người không nên hồ nháo, người nghĩ hại chết ta mẫu thân sao? Diêu Tô Mạn liều lĩnh muốn đi tới ngăn lại Diệp Thần Phong. Diệp lão đệ, còn là nhanh một ít nhượng bệnh viện chúng ta bác sĩ tiến đến cứu giúp đi. Châu Trạch Đống nói lần nữa, dù sao cái này đúng mạng người quan thiên sự tình a, nói đùa không được. Hết thảy câm miệng cho ta. Bàng bạc linh hồn lực từ Diệp Thần Phong trong cơ thể thấu bắn mà ra, tướng ở đây Châu Trạch Đống, Châu Lâm Lâm cùng Diêu Tô Mạn hoàn toàn chấn nhiếp, trong lúc nhất thời toàn bộ sững sờ ở tại chỗ cũng không nhúc nhích, phảng phất là ngắn tính mất đi năng lực hành động. Diệp Thần Phong bàn tay đặt tại Diêu Liên Dung bụng dưới thượng, cuồn cuộn không ngừng linh hồn lực rót vào đến đối phương trong cơ thể, hôm nay Diêu Liên Dung tế bào ung thư đã là hoàn toàn khuếch tán, Diệp Thần Phong phải dùng linh hồn của chính mình lực đi tinh lọc thân thể đối phương. Đây đối với Diệp Thần Phong mà nói đúng một loại cực kỳ nghiêm trọng tiêu hao. Theo linh hồn lực rót vào, nằm ở trên giường bệnh Diêu Liên Dung, nguyên bản tái nhợt không có chút máu khuôn mặt lại đang chậm rãi khôi phục lại hồng nhuận, đây quả thực là hóa mục nát thành thần kỳ thần thông a. Phản ứng đầu tiên Châu Lâm Lâm vừa định muốn chửi ầm lên, song khi nàng nhìn thấy trên giường bệnh Diêu Liên Dung mặt đỏ thắm sắc thời gian, nhất trái tim nhắc tới tiếng nói miệng. Diêu Liên Dung rõ ràng cho thấy ở vào một loại khôi phục trong trạng thái, trong lòng lẩm bẩm, không khoa học, cái này không khoa học a, hắn chỉ dùng mấy cây ngân châm làm sao có thể có như vậy hiệu quả. Chương 171, kỳ tích a, kỳ tích. Ấm áp dương quang xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, tướng một chút vết lốm đốm rác vào trên giường bệnh. Theo công phu từng giây từng phút chuyển rời, Diệp Thần Phong trên trán hiện đầy mồ hôi hột, gương mặt đẹp trai thượng nhiều một chút trắng bệch. Trong cơ thể linh hồn lực tại vô cùng tiêu hao. Diệp Thần Phong cũng không phải thần, chỉ là của hắn linh hồn đến từ 500 năm sau thế giới, tại 500 năm tổ tiên loại đối với bệnh ung thư đã từng không cảm thấy sợ hãi, bởi dùng thời đại kia chữa bệnh trình độ, có thể đem bệnh ung thư bệnh hoạn 100% trị hết. Mà đổi thành 500 năm trước tương lai, hôm nay chữa bệnh cơ cấu đối với bệnh ung thư còn là đau đầu không gì sánh được, bởi không có tiên tiến chữa bệnh thiết bị. Diệp Thần Phong chỉ có thể dùng linh hồn lực tới quét sạch Diêu Liên Dung trong cơ thể tế bào ung thư. Huống hồ chuyện này vừa lúc bị hắn gặp, thấy chết không cứu sự tình, chúng ta Diệp Thần Phong đồng chí còn là không làm được, Diệp Thần Phong nhân từ nương tay chỉ là đối với địch nhân của hắn mà nói. Châu Lâm Lâm phản ứng đầu tiên sau khi đi qua, lập tức Diêu Tô Mạn cùng Châu Trạch Đống cũng phản ứng đã qua, hai người trên mặt khiếp sợ chút nào không thua gì Châu Lâm Lâm. Điều này dạng có thể, chẳng lẽ hắn thật đúng là đúng thần tiên chuyển thế phải không? Châu Trạch Đống trong lòng bên ngoài một lần hỏi ngược lại, vừa rồi Diệp Thần Phong đối với hắn không khách khí sớm đã bị hắn cấp ném đến vô tung vô ảnh đi. Phải biết rằng Châu Trạch Đống đối y học đúng mưu cầu danh lợi không gì sánh được, tận mắt đến như vậy thần kỳ việc phát sinh ở trước mặt của hắn, hắn hai chỉ con người bỗng nhiên chặt lại, hai con người chính giữa bính phát ra một loại kịch liệt hy vọng. Không nháy một cái nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong gò má. Nếu là lúc này có người nhìn đến Châu Trạch Đống cái này phó thâm tình chân thành dung mạo, tâm bên ngoài nhất định hội sản sinh một loại ác hàn. Lão nhân này ánh mắt quá bị ổi.
Mà Diêu Tô Mạn cho nguội tâm lần thứ hai lại cháy lên, Diêu Liên Dung thần sắc khôi phục tái nhợt, nhưng nàng nhìn thấy mong muốn, đôi mắt đẹp không nháy một cái nhìn Diệp Thần Phong, thân thể mềm mại lại có thể không tự chủ được run rẩy, tâm bên ngoài lo nghĩ, xung động vân. Vân các phương diện tâm tình hỗn hợp tại đang. Một giờ sau, tại Diệp Thần Phong linh hồn lực cuồn cuộn không ngừng rót vào sau, ở vào chiều sâu cơn sốc hình dạng chính giữa Diêu Liên Dung. Ngón tay lặng lẽ rung rung một tí, khẩn đón mí mắt cũng run run một tí. Phòng bệnh chính giữa ba người nín thở, nhất là học y Châu Trạch Đống cùng Châu Lâm Lâm. Trước mắt đối với hai người bọn họ xem ra quả thực chính là kỳ quan A. Tại bọn họ cho rằng giả thiết không chọn dùng chữa bệnh thiết bị khẩn cấp cứu giúp. Diêu Liên Dung mười có muốn đi gặp Diêm Vương gia. Thế nhưng Diệp Thần Phong nhưng chỉ là dùng mấy cây ngân châm. Tùy trên nước trưởng chỉ là đặt tại Diêu Liên Dung bụng dưới thượng. Đón Diêu Liên Dung bệnh tình lại có thể tự vô cùng chuyển biến xấu. Đây quả thực so với tháng 6 thiên hạ tuyết còn không thể tưởng tượng nổi mà. Lại qua một phút đồng hồ sau. Diêu Liên Dung mí mắt run run tần suất thả chậm. Tại Diệp Thần Phong phát sinh bàn tay sát na, Diêu Liên Dung hai mắt đồng thời dần dần mở ra. Vốn có thân thể hư nhược nội khôi phục khí lực, ít nhất là xuống giường hành tẩu không có thành tích. Diệp Thần Phong bởi trong cơ thể linh hồn lực tiêu hao hung mãnh, không có nói hơn một câu, đi nhanh lên đến dựa vào tường trên một cái ghế ngồi lên, hôm nay hắn nhu cầu khôi phục tiêu hao linh hồn lực. Mụ, ngài tỉnh đã qua a, ngài cuối cùng là tỉnh đã qua a. Diêu Tô Mạn chăm chú ôm trên giường bệnh Diêu Liên Dung, trong hốc mắt mông thượng một tầng sương mù. Diêu Liên Dung trong đầu còn mơ hồ ni, đang thức tỉnh trước nàng rõ ràng cảm giác được bản thân nhanh muốn chết, lập tức mở miệng hỏi, Tô Mạn, cái này đúng thế nào hồi sự? Vừa rồi ta dường như thân ở cho một mảnh bóng tối vô tận chi chính giữa, thế nào cũng tìm không được lối ra. Tại ta tuyệt vọng lúc, trong bóng tối đột nhiên nhiều hơn một đạo sáng, ta không ngừng theo đạo kia sáng bôn tẩu. Đón ta tự tỉnh đã qua. Người đang thức tỉnh có thể nhanh phải chết trước luôn luôn hội sản sinh một ít ảo giác, có vài người sẽ trực tiếp tại loại ảo giác này chính giữa tử vong. Mà có vài người hội kinh qua cứu giúp thoát ly loại ảo giác này, do đó đạt được từ ngất chính giữa thanh tỉnh đi qua hiệu quả, mà Diêu Liên Dung trong miệng nói đạo kia sáng, không thể nghi ngờ là Diệp Thần Phong linh hồn lực đưa đến. Ăn mặc đồng phục y tá Châu Lâm Lâm, trong con ngươi xinh đẹp hiện lên tia sáng kỳ dị. Hàm răng khẽ cắn môi đỏ mọng. Lần thứ hai nhìn về phía Diệp Thần Phong lúc, nàng là vượt qua nhìn đối phương càng là thuận mắt, tâm bên ngoài không khỏi thầm nghĩ, chỉ muốn nam nhân như vậy mới có thể làm ta Châu Lâm Lâm một nửa kia, người Diệp Thần Phong kiếp này mơ tưởng muốn chạy trốn ra ta Châu Lâm Lâm bàn tay. Kinh qua chuyện này sau, Châu Trạch Đống trong lòng càng thêm xác định một việc, Diệp Thần Phong cái này tôn nữ tế ta là muốn định rồi, chẳng qua trước hết để cho Lâm Lâm tới một cái mê hoặc gì. Trước để cho bọn họ gạo nấu thành cơm hơn nữa. Ở vào nhắm mắt dưỡng thần chính giữa Diệp Thần Phong, đột nhiên cảm giác được lưng lạnh như băng, trong óc bên ngoài có một loại cực kỳ không tốt dự kiến, nếu là hắn đã biết Châu Trạch Đống cùng Châu Lâm Lâm tìm cách, nhất định hội hét to đạo có dạng gì ra ra sẽ có cái đó dạng tôn nữ. Diêu Tô Mạn tướng cả chuyện nói với Diêu Liên Dung một lần, đón Diêu Liên Dung ánh mắt nhìn về phía ngồi ở dựa vào tường trên ghế Diệp Thần Phong. Nói rằng, không nghĩ tới thanh niên nhân này còn là một vị thần y ni a. Đợi nhất định muốn thay mụ ta, thật tốt cảm tạ hắn a. Nếu không phải là hắn lời nói, sợ rằng mụ tựu sẽ không còn được gặp lại ngươi. Ân, Diêu Tô Mạn gật đầu đáp, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại 3 năm trước đây bị Diệp Thần Phong nhìn quang thân thể hình ảnh, cùng với trước đó không lâu tại cục phòng thẩm vấn chính giữa, bị Diệp Thần Phong đánh đòn tràng cảnh, trên má không tự chủ nhuộm thượng một tầng đỏ ửng. Vốn có Diêu Tô Mạn không ngừng muốn tìm thời cơ thật tốt kinh nghiệm Diệp Thần Phong, thế nhưng kinh qua chuyện của ngày mai sau, Diệp Thần Phong thành mẫu thân nàng ân nhân cứu mạng, nàng vô luận như thế nào đối Diệp Thần Phong cũng nữa sinh không khởi oán khí tới. Vừa rồi Diêu Tô Mạn còn thân hơn miệng đã đáp ứng đối phương, chỉ cần Diệp Thần Phong có thể chỉ tốt mẫu thân của hắn, như vậy nàng yêu cầu gì cũng sẽ đáp ứng, trước đây chẳng qua là bị thấy hết thân thể cùng bị đánh phần mông, cái này lại coi là cái gì ni. Tô Mạn, mặt của ngươi thế nào đỏ như vậy? Đúng điều không phải nóng dần lên. Mấy ngày này vì chiếu cố ta, thật đúng vất vả cực nhọc ngươi a. Diêu Liên Dung thương tiếc vuốt ve Diêu Tô Mạn hai gò má. Mụ, ta không sao. Diêu Tô Mạn vội vàng trang hoàng đạo. Vị nữ sĩ này, nhượng bệnh viện chúng ta hôm nay giúp ngươi an bài một cái thân thể tỉnh lại đi. Giả thiết có thể,
hay là muốn mau chóng giúp ngươi an bài giải phẫu? Châu Trạch Đống nói rằng, tuy rằng Diêu Liên Dung khí sắc không tệ tỉnh đã qua, thế nhưng hắn không hội cho rằng Diêu Liên Dung bệnh ung thư đã từng hoàn toàn tốt, dù sao Diệp Thần Phong có thể dựa vào mấy cây ngân châm đã đem Diêu Liên Dung thoát ly phiêu lưu kỳ, đã từng là đặc biệt nghịch thiên. Nhìn đến Diêu Liên Dung mẹ con vẻ mặt khổ sở dung mạo, Châu Trạch Đống rất nhanh thì đoán được mánh khóe, tiền chữa bệnh sự tình các ngươi tự không cần phải lo lắng, ta sẽ giúp các ngươi xử lý tốt. Hắn nhìn ra được Diêu Tô Mạn chắc là cùng Diệp Thần Phong nhận định, cái này coi như là làm là cho Diệp Thần Phong một cái mặt mũi đi. Diệp Thần Phong bởi đang nhắm mắt dưỡng thần, không ai đi quấy rối hắn, nhất là nhìn đến thần sắc hắn trắng bệch dung mạo, đại khái là bởi mới vừa trị liệu mệt muốn chết rồi. Đường Châu Trạch Đống, Diêu Tô Mạn đám người đi ra phòng bệnh lúc, ngoại khoa chủ nhiệm Khang Vĩ Trung nhìn đến Diêu Liên Dung lại có thể khí sắc tái nhợt đi ra khỏi phòng. Hơn nữa còn là bản thân hành tẩu. Hắn có thể đặc biệt rõ ràng Diêu Liên Dung bệnh tình, nhất công phu ngược lại cũng đúng ngây ngẩn cả người, không khỏi tướng đây hết thảy liên lạc đến Diệp Thần Phong trên người. Viện trưởng tự mình cùng đi tỉnh lại, y viện các bộ môn hiệu suất rõ ràng là thả chậm, đương một phần phần tỉnh lại báo cáo giao cho Châu Trạch Đống thủ thượng thời gian, Châu Trạch Đống lần lượt lật xem lên, thế nhưng khi hắn nhìn đến trong báo cáo kết quả, hai tay đều cuối cùng run rẩy, Diêu Liên Dung trong cơ thể tế bào ung thư lại có thể toàn bộ tan mất. Đây là cái gì tình trạng? Châu Trạch Đống trong đầu không khỏi hồi tưởng lại, Diệp Thần Phong nói qua câu nói kia, ta nói ta có thể trị hết, cũng có thể trị hết. Ta Diệp Thần Phong cũng không phải một cái thích mặt mũi người. Lúc đó Diệp Thần Phong nói là bao nhiêu nhất định a? Dường như hết thảy đều tại hắn nắm chặt chi chính giữa, chỉ đổ thừa bệnh ung thư tại hôm nay bác sĩ trong lòng đã từng là thâm căn cố đế, nhất là đã từng phân tán lúc đầu bệnh ung thư. Bệnh như vậy người thì là làm giải phẫu cũng không có bao nhiêu ngày có thể sống a. Đúng vậy, hắn nói là có thể trị hết, tỉnh không chỉ là cứu tỉnh bệnh nhân mà thôi. Châu Trạch Đống lẩm bẩm, từ vừa rồi cuối cùng hắn không ngừng đều sơ sót Diệp Thần Phong lời nói. Giả thiết Diệp Thần Phong ghim kim trị hết thật sớm kỳ bệnh ung thư, hơn nữa còn là tế bào ung thư phân tán bệnh nhân, chuyện này nếu là truyền đi, 100% hội kinh động toàn thế giới y học giới. Cái này thật có thể xưng là kỳ quan. Chương 172, xong đời. Châu Lâm Lâm nhìn đến gia gia mình thần sắc đại biến, vội vã tiến tới kiểm tra báo cáo, khi thấy báo cáo kết quả thời gian, kinh ngạc môi đỏ mỏng khẽ nhếch, trong lỗ mũi khí tức bắt đầu thay đổi được dồn dập. Bằng vào mấy cây ngân châm là có thể trị hết màn cuối bệnh ung thư. Đây là khái niệm gì? Nếu như loại y thuật này có thể phát dương quang đại lời nói, như vậy sau đó toàn thế giới nhân loại đều không cần bởi vì bệnh ung thư mà cảm thấy sợ hãi. Gia Gia, buổi tối nhất định muốn thỉnh Diệp Thần Phong tới nhà của chúng ta ăn. Châu Lâm Lâm Tiểu Thanh đối Châu Trạch Đống nói rằng, nàng đã bị Diệp Thần Phong y thuật hoàn toàn thuyết phục. Lâm Lâm, ngươi bây giờ tin tưởng Gia Gia nói. Ngươi nhất định muốn vững vàng nắm chặt Diệp Thần Phong a. Tự tưởng ta đã nói với ngươi, chẳng qua các ngươi trước bả gạo nấu thành cơm. Đến lúc đó Diệp Thần Phong nghĩ sổ sách đều không được. Châu Trạch Đống hắc hắc cười nói. Nhìn đến nói nhỏ Châu Trạch Đống cùng Châu Lâm Lâm, Diêu Tô Mạn nhìn không được đi lên trước, hỏi của mẹ ta thân thể tình huống thế nào. Mẹ ngươi trong cơ thể tế bào ung thư đã toàn bộ thanh trừ, cho nên không cần phải lấy ra thuật. Châu Trạch Đống hồi đáp. Cái gì, của mẹ ta bệnh ung thư tốt, cái này, điều này sao có thể. Diêu Tô Mạn không thể tin được lỗ tai của mình. Châu Trạch Đống bà kiểm tra báo cáo đưa cho Diêu Tô Mạn, đạo, ngay cả ta cũng không nghĩ ra hội đúng kết quả như vậy, cái này chỉ có thể nói rõ Diệp Thần Phong y thuật thật sự là quá thần kỳ, nếu để cho bệnh viện chúng ta trị liệu mẹ ngươi bệnh ung thư, thì là làm xong giải phẫu, phòng trường tình huống cũng sẽ không quá lý tưởng, tối đa có thể nhượng mẹ ngươi nhiều sống một đoạn thời gian mà thôi. Diêu Tô Mạn vội vàng lật xem kiểm tra báo cáo, một lát sau, nàng biết Châu Trạch Đống nói toàn bộ là thật. Kích động cầm lên Diêu Liên Dung cánh tay, đạo mụ, lúc này người bệnh triệt triệt để tốt, ta không cần cho người bệnh lại lo lắng. Diêu Liên Dung cũng có loại sống sót sau tai nạn mừng rỡ, cái này trên thế giới có người nào thì nguyện ý đi tìm chết ni. Có câu không phải như vậy nói mà, chết tử tế không bằng lại sống. Tô Mạn, chúng ta nhất định phải cảm ơn vừa rồi vị kia tiểu thần y a. Có thể đúng chúng ta bây giờ cũng không có cái gì có thể cầm được xuất thủ đồ đặc a. Diêu Liên Dung gương mặt sầu khổ, mấy ngày này vì trị liệu nàng bệnh ung thư, trong nhà tích xúc đã là toàn bộ xài hết. Mụ, người yên tâm đi, ta sẽ nghĩ biện pháp,
Diêu Tô Mạn nhấp mân môi đỏ mọng nói rằng. Tại hồi 307 phòng bệnh trên đường, Châu Lâm Lâm tại Châu Trạch Đống bên tai nhỏ giọng nói một câu, ra ra, ta về nhà trước chuẩn bị một chút. Nhượng mẹ ta nhiều nấu mấy món ăn. Nói xong Châu Lâm Lâm trước hết ly khai. 307 cửa Khang Vĩ Trung, Hạ Kiệt cùng Sử Kha còn đang đợi ni. Ba người bọn hắn cũng không dám theo viện trưởng, chỉ có thể ở chỗ này chờ. Châu Trạch Đống nhìn liền đều không có liếc mắt nhìn Khang Vĩ Trung đám người, trực tiếp đi vào phòng bệnh chính giữa, Diêu Liên Dung mẹ con theo sát phía sau, khẩn đón cửa phòng bệnh tự vô tình đóng lại. Hạ Kiệt, lão nhân kia không phải là cái bệnh viện viện trưởng sao? Ba người thế nhưng Thiên Hải Cục Vệ Sinh Cục trưởng ni. Chúng ta hình như không cần phải sợ hắn đi. Sử Kha thận trọng hỏi, tượng hắn tầng thứ này người, đương nhiên không biết Châu Trạch Đống phía sau còn có một tôn đại Phật ni. Chỉ là nhìn đến Hạ Kiệt cùng nội khoa chủ nhiệm Khang Vĩ Trung tại Châu Trạch Đống trước mặt liền không dám thở mạnh một cái, liền đới hắn cũng biến thành cẩn thận lên. Cục vệ sinh cục trưởng, nhiều hơn nữa cục vệ sinh cục trưởng cũng không hữu dụng. Người biết Châu Viện trưởng Nhi Tử là ai chăng? Thiên Hải Thị ủy Thư Ký, ba ta tại Thị ủy Thư Ký trước mặt tối đa cũng coi là một cái nhỏ tôm khô mà thôi. Hạ Kiệt chịu đựng muốn rút Sử Kha cái tát xung động đạo. Thị ủy Thư Ký. Sử Kha hai chân bắt đầu run rẩy. Đối với hắn mà nói cục vệ sinh cục trưởng, cảnh sát cục trưởng đã là cao không thể leo tới tồn tại, Thị ủy Thư Ký là ai? Đây chính là thiết thiết thật thật Thiên Hải một tay a. Hiện tại hắn mới cuối cùng là đã biết Hạ Kiệt cùng Khang Vĩ Trung vì sao tại Châu Trạch Đống trước mặt không dám thở mạnh. Sử Kha đầu óc nhanh chóng vận chuyển, hắn nhìn ra được Châu Viện trưởng cùng Diệp Thần Phong quan hệ không giống bình thường, mà Diệp Thần Phong lại nhận thức nữ nhi của hắn. Nếu như có thể lợi dụng nữ nhi của hắn Diêu Tô Mạn liên lụy cái này cây tuyến. Như vậy sau này hắn chẳng phải là có Thị ủy Thư Ký cái này cường đại hậu trường, sau đó tại Thiên Hải coi như là đi ngang đều có thể. Nói thật đi, cái này Sử Kha y năng lực thật đúng là những người không lời nói, trước không nói Diệp Thần Phong cùng Diêu Tô Mạn thuần túy chỉ có thể cũng coi là nhận thức, lại mà Diêu Tô Mạn đã sớm không đem hắn người phụ thân này cho rằng đúng phụ thân rồi, hắn lại y có cái dám dùng. 8 phần 10 đúng bị đại tiện chất đầy đầu. 307 phòng bệnh chính giữa. Diệp Thần Phong trải qua ngắn ngủi điều tức sau, trong cơ thể linh hồn lực khôi phục không ít, trên mặt tái nhợt chi sắc cũng đã biến mất. Mở hai con người đúng dịp thấy đi vào phòng bệnh chính giữa Châu Trạch Đống, Diêu Tô Mạn cùng Diêu Liên Dung ba người này. Diêu Liên Dung nhìn đến Diệp Thần Phong kết thúc nhắm mắt dưỡng thần, vội vã ba hai bước đi tới Diệp Thần Phong trước mặt, hướng phía Diệp Thần Phong quỳ xuống. Đạo tiểu thần y, là ngươi đã cứu ta mệnh a. Ta thật không biết phải làm sao cảm tạ ngươi. Diệp Thần Phong liền vội vàng đem Diêu Liên Dung từ dưới đất đỡ lên, nói rằng, bá mẫu, ngươi liền trực tiếp gọi Thần Phong đi. Tiểu thần y tiếng xưng hô này ta nghe không quen, huống hồ ta và Tô Mạn cũng nhận thức, ta nghĩ nàng hội báo đáp ta. Nói Diệp Thần Phong hướng phía Diêu Tô Mạn nháy mắt một cái. Diêu Tô Mạn hai bên đôi má lập tức lần thứ hai thay đổi đến đỏ bừng. Khẽ cắn môi đỏ mọng nói rằng, ta Diêu Tô Mạn từ trước đến nay đúng một cái thủ tín dụng người. Diêu Liên Dung nhìn con gái của mình, lại nhìn một chút trước mặt Diệp Thần Phong, nàng tổng cảm giác trước mắt vị này tiểu thần y cùng con gái của nàng, quả thực chính là trời sinh một đôi a. Bá mẫu, người bệnh tuy rằng đã tốt, thế nhưng mấy ngày này, người còn là trước tiên ở trong bệnh viện điều dưỡng đi. Đằng hạ cái tuần lễ, ta sẽ giúp người trị liệu một tí, người nên có thể xuất viện. Người khác kính ta một thước, ta mời người khác một trượng, cái này từ trước đến nay đều đúng Diệp Thần Phong xử sự làm người nguyên tắc, nhìn đến Diêu Liên Dung một cái kình nói lời cảm tạ, Diệp Thần Phong tự người tốt làm được để đi. Bởi vì Diêu Liên Dung bệnh ung thư đã không phải là chuyện một ngày hai ngày, thân thể nàng nội tế bào ung thư tuy rằng đã toàn bộ thanh trừ, thế nhưng rất nhiều khí quan đều bị bất đồng trình độ tổn hại. Nếu như không chữa trị lời nói, ít nhất, được muốn ít sống 5-6 năm. Ngày hôm nay Diêu Tô Mạn thân thể trải qua một lần linh hồn lực tẩy trừ, nếu như lại dùng linh hồn lực giúp nàng chữa trị lời nói, nếu không Diệp Thần Phong linh hồn lực hội tiêu hao, khả năng Diêu Liên Dung thân thể cũng vô pháp thừa thụ. Cái này, vậy làm sao không biết xấu hổ ni, ngươi đã cứu ta mệnh a, chúng ta trăm triệu không thể đủ lại làm phiền ngươi, Diêu Liên Dung từ chối. Diêu Liên Dung thuần phát nhượng Diệp Thần Phong có càng nhiều hơn hảo cảm, khoát tay áo. Nói với Châu Trạch Đống, Châu Viện trưởng, ta nghĩ sau đó không hội phát sinh nữa bệnh nhân không có tiền, y viện không chữa bệnh chuyện đi.
Ngươi xem, ngươi nói gì vậy? Châu Trạch Đống có chút xấu hổ, đón đối Diêu Liên Dung nói rằng, ngươi ở nơi này trong an tâm điều dưỡng đi. Không cần lo lắng tiền chữa bệnh dùng sự tình. Diêu Liên Dung gặp thôi không thoát được, cũng chỉ có thể đủ trước đáp ứng, nàng xem Diệp Thần Phong thật là có loại cha mẹ vợ nhìn con rể, càng xem càng hài lòng cảm giác nhi. Đối Diêu Tô Mạn nói rằng, Tô Mạn, ngày hôm nay ngươi thỉnh tiểu thần y đi ăn bữa cơm tối đi. Mụ ở đây không cần ngươi thường. Diêu Tô Mạn vừa định muốn mở miệng, đã bị Diệp Thần Phong cự tuyệt, bởi vì hắn thấy được Châu Trạch Đống lão nhân này vẻ mặt sầu khổ dáng dấp, nếu hôm nay là đáp ứng đi Châu gia làm khách, như vậy Diệp Thần Phong điểm ấy tín dụng vẫn phải có. Ngày hôm nay ta đã đáp ứng đi Châu viện trưởng gia làm khách, không bằng hôm nào rồi hãy nói. Châu Trạch Đống cũng liền bận đi lên hòa giải, đúng vậy. Ngày hôm nay ta đã hẹn Diệp lão đệ, trong nhà nên đều đã chuẩn bị xong cơm tối. Nhìn đến Châu Trạch Đống không dằn nổi dáng dấp, Diệp Thần Phong cảm thấy có chút buồn cười, nói rằng, Châu viện trưởng, như vậy chúng ta đi thôi. Diệp Thần Phong cùng Châu Trạch Đống mới vừa đi ra phòng bệnh, Khang Vĩ Trung cùng Hạ Kiệt hai người tự cướp lời nói. Viện trưởng, sự tình hôm nay chỉ do đúng hiểu lầm a. Khang Vĩ Trung vội vàng giải thích. Châu viện trưởng, ta ngày hôm nay chỉ là đến thăm vấn an bằng hữu, cũng không phải giống như người nghĩ giống như vậy. Hạ Kiệt cũng lập tức nói rằng. Diệp Thần Phong nhún vai, đạo, như vậy hai người các ngươi lại ý nói ta đang nói láo. Ngược lại Diệp Thần Phong nhìn Châu Trạch Đống nói rằng, Châu viện trưởng, ta xem vị này Khang chủ nhiệm rất không hợp cách a. Hắn căn bản không có tư cách làm bác sĩ. Còn có vị này tự xưng vì cục vệ sinh cục trưởng nhi tử, nhìn đến hắn, ta là có thể liên tưởng đến hắn lão tử là phó cái gì bộ dáng. Châu Trạch Đống hừ lạnh một tiếng, nói rằng, Khang Vĩ Trung, từ hôm nay trở đi, ngươi không ở đúng Thiên Hải Bệnh viện Nhân dân thầy thuốc. Còn ngươi nữa, Hạ Kiệt, ta sẽ nhường con ta thật tốt cha một chút ngươi lão tử, nếu như ngươi lão tử làm cái gì ăn hối lộ trái pháp luật sự tình, sẽ trở vào ngục giam đi hưởng thụ sinh hoạt đi. Châu Trạch Đống lời nói như sấm sét giữa trời quang, Hạ Kiệt cùng Khang Vĩ Trung hai người dường như bị trong nháy mắt tát cạn huyết, cả khuôn mặt thay đổi được tái nhợt không gì sánh được, trong thân thể nhất điểm lực khí cũng không có, nhuyễn nằm úp sấp tê liệt ngồi ở địa phương. Bọn họ hai cái biết mình là hoàn toàn xong đời, nhất là Hạ Kiệt, hắn bản thân nếu không muốn xong đời, còn liên lụy đến hắn lão tử, nếu là sớm biết rằng sẽ có kết quả như vậy, cho hắn 100 lá gan. Hắn cũng sẽ không đem đầu óc động đến Diêu Tô Mạn trên người a. Chương 173, người biết công phu. Diệp Thần Phong cùng Châu Trạch Đống hình bóng tiệm hành tiệm viễn, Sử Kha Tặc lưu lưu trong mắt không ngừng chuyển động, hắn có thể không giống Hạ Kiệt giống như Khang Vĩ Trung thất kinh, dù sao hắn nguyên vốn cũng không phải là một cái có thân phận người. Hiện tại hắn tại đang nghĩ nên như thế nào cùng Diệp Thần Phong đáp lên quan hệ. Cùng Diệp Thần Phong quan hệ cũng chẳng khác nào là cùng Châu Trạch Đống đáp lên quan hệ, cùng Châu Trạch Đống đáp lên quan hệ, không chẳng khác nào là cùng thị ủy thư ký đáp lên quan hệ sao. Đến khi đó, đừng nói là còn đổ trái, chỉ sợ là hắn này chủ nợ còn muốn trái lại phách ngựa của hắn thí ni. Nhất nghĩ đến có người đi theo làm tùy tùng chàng cảnh, Sử Kha tâm tình tự sảng khoái không gì sánh được. Hiện tại hắn cần phải làm là tranh thủ nhượng vợ trước Diêu Liên Dung cùng nữ nhi Diêu Tô Mạn tha thứ hắn. Như vậy hắn là có thể nương con gái của mình cùng Diệp Thần Phong bước đầu biết, nếu như Diệp Thần Phong thật làm con rể của hắn, như vậy hết thảy đều tốt làm. Cùng Châu Trạch Đống cùng nơi rời đi Diệp Thần Phong đương nhiên không biết đã có người tại tính toán hắn. Châu Trạch Đống bởi tuổi tác đã cao, khẳng định không thể có thể mình lái xe, còn hắn thị ủy thư ký bang Châu Lão Gia Tử xem xét một cái kỹ thuật điều khiển tương đối khá tài xế, chuyên môn mỗi ngày nhận Châu Lão Gia Tử đi làm. Xe hành xử hơn một giờ sau, liền chậm rãi lái vào thị ủy đại viện, thị ủy cửa đại viện còn đứng hai gã mang dùng súng võ cảnh đi. Dù sao thị ủy trong đại viện mặt ở đều đúng Thiên Hải cao cấp quan viên, gác chút nào thư giãn không được. Hôm nay xã hội thượng đối quan viên bất mãn bạo dân thật sự là nhiều lắm, nếu như không có vũ lực gác lời nói, sợ rằng thị ủy đại viện mỗi ngày đều sẽ có người tới nháo sự, ở tại thị ủy trong đại viện quan viên tính mệnh đều không có cách gì bảo đảm. Châu gia, lúc này, Kiều Di đang tại chủ phòng tự mình chuẩn bị cơm tối hôm nay ni. Kiều Di đúng Châu Trạch Đống con dâu, đúng thị ủy thư ký Châu Văn Hải lão bà. Châu gia bảo mẫu tên là Huệ Xuân Lan, là một gã 27-28 tuổi nữ nhân, nàng tới Châu gia đã có 3 năm.
Trong 3 năm này Kiều Di ngoại trừ ngày lễ ngày Tết sẽ đích thân làm mấy món ăn bên ngoài, bình thường trên cơ bản không có hạ chủ tập quán, đều đúng nàng tại liệu lý mỗi ngày bữa trưa cùng cơm tối. Vậy mà hôm nay Kiều Di lại đem nàng cái này bảo mẫu đuổi ra khỏi phòng bếp, liền giúp đỡ cũng không để cho nàng bang, điều này làm cho nàng bắt đầu suy đoán hôm nay tới Châu gia làm khách đúng đại nhân vật gì. Chẳng lẽ là tỉnh bên trong lãnh đạo? Huệ Xuân Lan trực tiếp bà thị lý diện quan viên cấp bỏ quên, bởi vì Châu Văn Hải làm thị ủy thư ký, đã là Thiên Hải một tay, nói được hiểu rõ một chút, tại Thiên Hải, hắn lớn nhất. Kiều Di chỉ là từ con gái của mình Châu Lâm Lâm trong miệng biết được. Hôm nay tới Châu gia làm khách đúng lão gia tử ân nhân cứu mạng. Lão gia tử tự mình phân phó Kiều Di muốn làm vài đạo sở trường thức ăn ngon tới chiêu đãi khách nhân. Châu lão gia tử lời nói tại Châu gia vẫn là vô cùng dùng được, vì vậy Kiều Di tự mình hạ chủ chuẩn bị cơm tối hôm nay. Châu Trạch Đống nhiệt tình bà Diệp Thần Phong nghênh vào Châu gia phòng khách, bảo mẫu Huệ Xuân Lan gặp Châu lão gia tử lại có thể đối một người trẻ tuổi khuôn mặt tươi cười đón chào. Thiếu chút nữa một cái không có đứng vững suốt cái đại té ngã. Từ trước coi như là thị trưởng đảng quan viên đến Châu gia tới làm khách, Châu lão gia tử từ đầu tới đuôi đều đúng ôn hòa, lúc này đối một cái tiểu niên khinh nhiệt tình như vậy. Huệ Xuân Lan không kinh ngạc mới là lạ chứ. Cực kỳ Huệ Xuân Lan trong 3 năm này tại Châu gia đã gặp khổ quan viên nhiều đi, mình điều tiết năng lực cũng muốn so với người bình thường mạnh hơn nhiều, rất nhanh tựu từ trong khiếp sợ phản ứng lại, phao hai chén trà, đầu đến Châu lão gia tử cùng Diệp Thần Phong trước mặt, sau đó rất lễ phép lui xuống. Diệp lão đệ, người cũng không cần Châu viện trưởng gọi, cái này có vẻ nhiều xa lạ a. Ngồi xuống tới Châu Trạch Đống tựu kéo việc nhà. Vừa rồi tại trong bệnh viện sở dĩ đối Châu Trạch Đống đột nhiên cải biến xưng hô, cũng bởi vì Khang Vĩ Trung cái này vô lương thầy thuốc nguyên nhân. Cực kỳ cuối cùng Châu Trạch Đống xử lý coi như đúng nhường hắn thỏa mãn đi. Vì vậy liền nói rằng, Châu lão gia tử, ngươi cũng không nên gọi ta Diệp lão đệ, ngươi đã bảo ta Thần Phong đi. Ta còn không có già như vậy ni. Thần Phong, ngươi thật đúng là đừng nói, nếu như ngươi lớn hơn nữa trước 20-30 tuổi, ngươi cái này lão đệ ta là nhận định. Thì là nhượng ta nhận thức ngươi làm lão ca ta cũng nguyện ý a. Y thuật của ngươi thật đúng nhượng lão đầu ta mở rộng tầm mắt. Châu Trạch Đống kinh thán không thôi, nhất nghĩ đến Diệp Thần Phong chỉ dùng vài cây ngân căn, tại ngắn ngủi cá biệt tiếng đồng hồ trong, tướng tế bào ung thư khoét tán bệnh nhân trị hết, hắn nhất trái tim tự kinh hoàng không ngừng, cái này đúng một vị y học cuồng nhiệt giả đối y thuật truy cầu. Ra ra, các ngươi đang nói chuyện gì ni? Một đạo êm tai thanh âm thanh thúy truyền vào phòng khách. Đón Diệp Thần Phong cảm giác được trong lỗ mũi truyền lại vào được một luồng xử nữ thơm, bên người tự ngồi xuống một vị ăn mặc quần áo ở nhà tiểu mỹ nhân. Mái tóc đen nhánh rối tung ở đầu vai, một đôi mắt to dường như có thể nói, khóe môi nhếch lên một chút ôn nhu mỉm cười. Diệp Thần Phong nhìn bên cạnh đột nhiên ngồi xuống vị mỹ nữ này, dường như cảm thấy có chút quen mắt, tại trong đầu tỉ mỉ suy nghĩ một lát sau, hỏi, người điều không phải vừa rồi tại trong bệnh viện vị kia hộ sĩ sao? Châu Linh Linh vươn tay, nói rằng, người tốt, ta là Châu Lâm Lâm, đúng Thiên Hải Đại học Y khoa lão sư, ngày hôm nay vừa vặn bớt thời giờ đến Thiên Hải Bệnh viện Nhân dân bang bên trong hộ sĩ tốt nhất khóa. Diệp Thần Phong cầm Châu Lâm Lâm ngọc thủ, trơn mịn non mềm, nắm tại bàn tay chính giữa cảm giác đặc biệt thoải mái, không kiềm hãm được nhu niết hai cái, Diệp Thần Phong mới quyến luyến không nỡ buông ra, ta là Diệp Thần Phong, hiện nay là một không việc làm. Lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Chúng ta Diệp Thần Phong đồng chí có thể điều không phải cái gì chính nhân quân tử, chỉ cần giữa nam nữ không đột phá cuối cùng một tầng điểm mấu chốt, chiêm chiêm đối phương tiện nghi còn đúng không gì đáng trách. Châu Lâm Lâm rõ ràng cảm nhận được, Diệp Thần Phong nhu niết bàn tay của mình, trong lòng đắc ý thầm nghĩ, Diệp Thần Phong, người kiếp này đã định trước trốn không thoát bản mỹ nữ lòng bàn tay, nếu như ngươi là 72 biến tôn hầu tử, ta chính là Phật Như Lai. Thần Phong, Lâm Lâm đúng cháu gái của ta. Nàng đối phương diện y học cũng là đặc biệt cảm thấy hứng thú, sau đó ngươi cần phải nhiều hơn chỉ điểm một chút nàng a. Châu Trạch Đống hàm vừa cười vừa nói. Châu lão gia tử vừa nói xong, Châu Lâm Lâm tựu không khách khí hỏi, ta sau đó có thể gọi ngươi Thần Phong sao? Ngươi đã bảo ta Lâm Lâm đi. Thần Phong, ngươi vừa rồi tại trong bệnh viện trị hết bệnh ung thư chữa bệnh thủ pháp có thể truyền bá ra sao? Diệp Thần Phong bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi đã trực tiếp gọi Thần Phong. Còn hỏi ta có thể hay không? Cái này không phải hỏi điểm thí thoại mà. Ta thủ pháp chỉ sợ là phổ thông người không học được, ta có thể trị hết tốt bệnh ung thư,
không riêng gì Kim Kim, chủ yếu nhất là dựa vào khí công trợ giúp bệnh nhân khu trừ trong cơ thể tế bào ung thư. Diệp Thần Phong thuận miệng mù bài đạo. Châu Lâm Lâm cùng Châu Trạch Đống khuôn mặt thượng đồng thời lộ ra một vòng vẻ thất vọng, nếu như Diệp Thần Phong chỉ hết bệnh ung thư thủ pháp có thể truyền bá ra lời nói, như vậy đối với toàn thế giới bệnh ung thư bệnh nhân đều đúng một cái giáo lý phúc âm a. Châu Lâm Lâm cùng Châu Trạch Đống ngược lại nghĩ đến, vừa rồi Diệp Thần Phong bàn tay vẫn đặt tại Diêu Liên Dung bụng dưới thượng, với lại Diệp Thần Phong sắc mặt biến được càng ngày càng tái nhợt, cái này không phải là tại vận công sao. Trong lúc nhất thời nói với Diệp Thần Phong lời nói tin thất chữ bát phân. Thần Phong, người còn biết công phu sao? Châu Lâm Lâm tò mò hỏi. Thần Phong, vậy có phải hay không chỉ cần có khí công người, là có thể dùng khí công tới trị liệu bệnh ung thư? Châu Trạch Đống cũng liền bận nghi vấn hỏi, hắn quan tâm hơn đúng có thể hay không đủ tướng bộ này thủ pháp truyền bá ra ngoài. Hắn đến không hỏi một tiếng Diệp Thần Phong có nguyện ý hay không tướng bộ này thủ pháp giáo cho người khác. Ta là học qua nhất điểm công phu, còn có cũng không phải có khí công người là có thể trị hết bệnh ung thư, trừ phi bọn họ khí công luyện đến xuất thần nhập hóa tình cảnh, bằng không cũng là không tốt. Diệp Thần Phong miệng đầy chạy xe lửa nói rằng, điều này làm cho Châu lão gia tử cau mày, hắn đột nhiên nghĩ đến ai sẽ đem cái này loại thần kỳ thủ pháp vô tư truyền bá ra ngoài ni. Đổi lại là hắn nắm giữ loại thủ pháp này chỉ sợ cũng không hội làm như vậy đi. Diệp Thần Phong tựa hồ là nhìn thấu Châu Trạch Đống tìm cách, tuy rằng hắn không để ý người khác đối cái nhìn của hắn, thế nhưng những người hiểu lầm tóm lại trong lòng đều không phải đặc biệt thoải mái, tiện tay tại bàn trà thượng cầm lên một cái trống không thủy tinh chén trà, nắm tại trong lòng bàn tay cố sức sờ, nguyên bản hoàn hảo ly thủy tinh trong nháy mắt biến thành nhất đống bột phấn chiếu xuống bàn trà thượng. Nhượng Châu Trạch Đống cùng Châu Lâm Lâm hai người nhìn thiếu chút nữa trong mắt đều trừng ra ngoài, cổ họng trong không kiềm hãm được nuốt khởi nước bọt. Trong lúc nhất thời cũng không phải biết Diệp Thần Phong làm cử động này rốt cuộc là làm gì. Chương 174, người có bệnh. Diệp Thần Phong tùy ý vỗ tay một cái, nói rằng, Châu lão gia tử, nếu như lời ngươi nói khí công đại sư có thể làm được tay không tướng ly thủy tinh niết thành bụi phấn lời nói, có thể thật là có khả năng học được ta cái này loại trị hết bệnh ung thư phương pháp. Diệp Thần Phong đương nhiên biết hôm nay xã hội thượng khí công đại sư, không phải gạt người, chính là tam lưu mặt hàng. Muốn tay không tướng ly thủy tinh niết thành bụi phấn, căn bản là chuyện không thể nào. Thần Phong, người thật biết công phu, người vậy mà tay không đã đem một cái ly thủy tinh cấp niết thành bụi phấn. Nhanh nhường ta nhìn ngươi một chút thủ, Châu Lâm Lâm kích động trực tiếp cầm Diệp Thần Phong tay phải, tướng Diệp Thần Phong tay phải lật tới lật lui nhìn mấy lần, trên bàn tay lại có thể nhất bị thương vết cũng không có. Tay phải bàn tay bị Châu Lâm Lâm ngọc thủ đùa bỡn, Diệp Thần Phong lúng túng ho hai tiếng. Nói rằng, Lâm Lâm, ngươi có nhìn đủ chưa? Châu Lâm Lâm thấp giọng kinh gọi một tiếng, lúc này mới phát hiện bản thân vừa rồi thất thố, trên gương mặt hiện lên hai xóa sạch đỏ ửng. Cực kỳ, đôi mắt đẹp vẫn là thỉnh thoảng liếc về phía Diệp Thần Phong, trước mặt người đàn ông này cho nàng quá nhiều vui mừng. Đầu tiên là tại trong bệnh viện cá biệt tiếng đồng hồ nội, không lợi dụng chữa bệnh thiết bị trực tiếp chữa khỏi bệnh ung thư bệnh nhân, lại mà bây giờ lại tay không tướng ly thủy tinh niết thành bụi phấn. Nàng có thể đặc biệt rõ ràng bàn trà thượng ly thủy tinh cũng không phải thấp kém mặt hàng, tương phản cái này thủy tinh chén trà độ cứng muốn so với thị trường đại bộ phận thủy tinh chén trà đều muốn kiên cố, có thể tay không bả như vậy chất liệu gỗ ly thủy tinh niết thành bụi phấn, phải cần bao nhiêu lực lượng. Châu Lâm Lâm đúng càng phát bị Diệp Thần Phong biểu hiện ra đồ đặc hấp dẫn, nếu như có thể gả cho như vậy một cái y thuật vô địch, nhưng lại biết công phu nam nhân. Chắc là rất nhiều lòng của nữ nhân trong mắt mộng tưởng đi. Cùng dáng vẻ như vậy nam nhân tại cùng nơi hội đặc biệt có cảm giác an toàn. Xem ra là lão nhân ta đường đột, nếu như cái này loại thần kỳ thủ pháp có thể truyền bá ra lời nói, chỉ sợ cũng không hội như thế thần kỳ. Thần Phong, nếu ngươi có như vậy y thuật, như vậy ta còn là mong muốn ngươi có thể vì nước hoa y học giới nhiều làm chút chuyện a. Châu Trạch Đống thở dài nói rằng, hắn cái này hơn nửa đời người trên cơ bản đều đắm chìm trong y học bên trong. Vì nước hoa y học sự nghiệp làm cống hiến. Từ phương diện nào đó mà nói lão nhân này còn là thẳng vô tư kính dâng. Diệp Thần Phong có thể không có Châu Trạch Đống loại tinh thần này, nếu như vừa lúc bị hắn gặp phải bệnh nhân, với lại vừa vặn tâm tình của hắn không tệ. Nhìn đối phương cũng thuận mắt, có lẽ sẽ thuận lợi cứu nắm. Nếu như gặp phải một cái rất không vừa mắt người, Diệp Thần Phong không thân thủ tống hắn đi gặp Diêm Vương gia cũng đã không tệ. Còn muốn cứu trị đối phương. Căn bản là làm tiếp mộng,
Châu lão gia tử, ngươi lời này có thể nói không đúng. Ta Diệp Thần Phong có thể điều không phải cái gì bác sĩ, thời gian tới nước Hoa y học sự nghiệp hay là muốn dựa vào các ngươi. Diệp Thần Phong nhún vai trắng ra nói rằng. Thần Phong, ngươi cái này điều không phải. Diệp Thần Phong trực tiếp cắt đứt vẻ mặt cay đắng biểu tình Châu Trạch Đống, nói rằng, Châu lão gia tử, ngươi nghĩ rằng ta cứu người đúng dễ dàng như vậy sao? Đây đối với cơ thể của ta khỏe mạnh đúng có ảnh hưởng. Lẽ nào các ngươi vừa rồi không thấy được ta cứu chị Diêu Liên Dung thời gian sắc mặt trắng bệch sao? Nếu để cho ta vẫn không ngừng tại trong bệnh viện cứu người, sợ rằng không ra một tháng ta tự đi gặp Diêm Vương gia, lẽ nào vì cứu người khác, ta có thể không để ý ta tánh mạng của mình? Diệp Thần Phong đúng không muốn cùng Châu Trạch Đống trong vấn đề này tiếp tục nhiễu đi xuống. Vì vậy tự biên ra cái này lời nói dối, kỳ thực hắn mỗi lần trị liệu bệnh nhân chỉ là tiêu hao một ít linh hồn lực mà thôi. Không dùng được một ngày thời gian là có thể khôi phục. Muốn khởi Diệp Thần Phong vừa rồi đang cứu người thời gian, thật đúng sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, Châu Trạch Đống trái lại tin lời của đối phương. Trong tiểu thuyết võ hiệp thường nói nội lực đúng người luyện võ căn bản nơi, mà Diệp Thần Phong trong cơ thể tu luyện khí công mà hình thành khí tự giống vậy đúng cái này nội lực, trường kỳ sử dụng khí công nói không chừng thật đúng là hội giảm thiểu thọ mệnh ni. Châu Trạch Đống suy một ra ba năng lực vô cùng mạnh mẽ. Một hồi tựu ở trong lòng bang Diệp Thần Phong tìm ra một cái lý do. Ai Châu Trạch Đống bất đắc dĩ thở dài một hơi, đạo, nói như vậy ta cũng không thể đủ ép buộc, dù sao quan hệ này Thần Phong thân thể của ngươi khỏe mạnh a. Diệp Thần Phong khoát tay áo, kiên định nói rằng, nếu như sau này Châu lão gia tử cần sự trợ giúp của ta, ta Diệp Thần Phong tuyệt đối sẽ ra tay trợ giúp, về phần cái khác người bệnh, thứ cho ta là không thể ra sức. Cũng được, Thần Phong. Ta Châu Trạch Đống có thể tại sinh thời nhận thức ngươi vị này kỳ nhân, coi như là ta phúc khí a. Sau đó ngươi liền đem ở đây trở thành đúng nhà của mình đi. Có thời gian nhiều tới nơi này ngồi một chút, Châu Trạch Đống đã sớm đúng bả Diệp Thần Phong nhìn thành đúng người trong nhà, cháu rể của mình. Thần Phong, ngươi có thể dạy ta công phu sao? Châu Lâm Lâm trong con ngươi xinh đẹp lóe ra khát vọng thần thái. Diệp Thần Phong thuận miệng đáp ứng nói, chỉ cần ngươi nguyện ý học. Ta có thể giáo ngươi. Cái này thuần túy đúng Diệp Thần Phong phu diễn, lần sau tái kiến Châu Lâm Lâm còn không biết đúng lúc nào ni. Chẳng cấp cái này tỉnh không để cho mình đáng ghét mỹ nữ lưu một cái ấn tượng tốt ni. Thật vậy chăng, Thần Phong, ngươi có thể đáp ứng ta, sau đó cũng không cho phép đổi ý. Châu Lâm Lâm mừng rỡ nói rằng. Ba, ngươi ân nhân cứu mạng tới sao? Tại chủ phòng bận việc Hoàn Kiều Di đi vào phòng khách. Khi thấy Diệp Thần Phong thanh niên nhân này thời gian, không kiềm hãm được ngẩn người, lẽ nào đây là ba ân nhân cứu mạng? Châu Trạch Đống ngoại trừ đối cháu gái của mình nói qua Diệp Thần Phong là một thanh niên bên ngoài, tịnh không có nói cho con trai của mình Châu Văn Hải cùng con dâu Kiều Di, bọn họ chỉ biết là đến lần trước tại dạ tiệc từ thiện thượng có người cứu phụ thân của bọn họ, tại bọn họ cho rằng có thể có tốt hơn y thuật người, tối thiểu là cái trung niên nhân, thậm chí còn có thể là cái qua tuổi 50 lão bác sĩ ni. Châu Trạch Đống gật đầu, đặc biệt tự nhiên giới thiệu, Tiểu Di, vị này tự đúng ân nhân cứu mạng của ta Diệp Thần Phong, ngươi có thể nghìn vạn không nên bởi vì tuổi còn nhỏ nhìn hắn, hắn thế nhưng một vị thần y ni. Kiều Di vội vã phản ứng lại, nói rằng, vị tiên sinh này, người khỏe, ta là Kiều Di, không biết tiên sinh ngài tại bệnh viện nào thăng chức. Diệp Thần Phong hồi đáp, ta là Diệp Thần Phong, hiện nay là một không việc làm. Kiều Di thiếu chút nữa nhượng Diệp Thần Phong tự giới thiệu cấp sang tử, trước mặt người thanh niên này lại là cái không việc làm. Còn thế nào xưng là đúng thần y ni, chẳng lẽ đúng Châu Trạch Đống bị đối phương cấp lừa bịp. Tỉ mỉ nhất muốn cũng không thể a. Châu Trạch Đống giàu gì cũng là Thiên Hải Bệnh viện Nhân dân viện trưởng, hơn nửa đời người đều ở đây nghiên cứu y thuật, nếu như là phiến tử, có thể gạt được hắn sao? Kiều Di mỉm cười, hóa giải khuôn mặt thượng thần sắc khó xử. Lại hỏi, tiên sinh ngài là kia chỗ đại học y khoa tốt nghiệp. Ta cũng không phải học y, với lại đã sớm thôi học. Diệp Thần Phong nhún vai hồi đáp. Lúc này Kiều Di sắc mặt thật đúng khó coi, cực kỳ đúng vào lúc này ngoài cửa vang lên tiếng cửa mở, khẩn đón một đạo thanh âm của nam nhân truyền vào phòng khách. Ba, ngươi vừa rồi gọi điện thoại cho ta, nói có khách người muốn tới, rốt cuộc là ai a? Một cái chừng 40 tuổi, thân mặc tây trang màu đen trung niên nam nhân đi vào phòng khách. Người này chính là thị ủy thư ký Châu Văn Hải. Đương Châu Văn Hải nhìn đến Diệp Thần Phong thời gian, chân mày không khỏi nhíu lại, hỏi, làm sao sẽ ngươi?
Diệp Thần Phong cùng Châu Văn Hải đã sớm biết, trước đây Diệp Lão Gia Tử đối Châu Văn Hải có ơn chi ngộ, sau lại Diệp Thần Phong đi tới Thiên Hải sau đó, Diệp Lão Gia Tử nhượng Châu Văn Hải nhiều hơn chiếu cố cháu của hắn. Nhưng mà nhiều năm trước Diệp Thần Phong đi tới Thiên Hải sau, gây ra tai họa không ngừng, Châu Văn Hải nhìn tại Diệp Lão Gia Tử mặt mũi, không ngừng bang Diệp Thần Phong chùi đít, thậm chí 3 năm trước đây Diệp Thần Phong bị nắm tiến cảnh sát cục, cũng là hắn tự mình gọi điện thoại cho cảnh sát cục cục trưởng Chu Mậu Đức nộp tiền bảo lãnh. Đương nhiên ngày hôm nay còn là Diệp Thần Phong lần đầu tiên tới Châu Văn Hải trong nhà ni. Cho nên Châu Trạch Đống bọn họ mới không biết thân phận của Diệp Thần Phong, kỳ thực Diệp Thần Phong cũng đã sớm đoán được tới Châu gia sẽ gặp phải vị này người quen cũ. Châu Văn Hải nhíu chân mày từ đầu đến cuối không có rời rạc xuống, nguyên bản 3 năm trước đây Diệp Thần Phong ly khai Thiên Hải sau, hắn trong lòng đúng cuối cùng cũng thở dài một hơi, ai biết đạo ngày hôm nay hội tại nhà mình nhìn đến cái này người chuyên gây họa. Diệp Thần Phong nhìn giận không chỗ phát tiết Châu Văn Hải sắc mặt rõ ràng có chút tái nhợt, viền mắt hạ còn có hắc vành mắt, Diệp Thần Phong lạnh nhạt nói, ngươi có bệnh. Chương 175, châm đến bệnh trừ. Châu Văn Hải ngẩn nhất 2 giây, trên khuôn mặt bỗng nhiên dâng lên một vòng nộ hồng, nếu không Diệp Lão Gia Tử đối hắn có ơn chi ngộ, trong thân thể hắn thịnh nộ đã sớm bộc phát ra. Rất rõ ràng Châu Văn Hải bả Diệp Thần Phong câu này, người có bệnh, hiểu thành lời mắng người, hắn giàu gì cũng là Thiên Hải thị ủy thư ký đi. Nào có bị người chỉ vào mũi mạ, người có bệnh. Còn nữa mạ người của hắn còn là một cái ở kinh thành tiếng xấu lan xa ăn chơi trác táng. Châu Văn Hải lão bà Kiều Di đồng dạng là tức giận đến không khinh, nào có người vừa thấy mặt đã mắng chửi người. Huống chi mắng đúng chồng của nàng ni, nàng không nghĩ ra Châu Trạch Đống thế nào bảo một người như vậy mang về. Lại còn nói Diệp Thần Phong đúng thần y, nếu là người như thế đều đúng thần y lời nói, như vậy thần y thật không đáng giá. Diệp Thần Phong, đừng tưởng rằng thân phận của ngươi, ta tự biết sợ ngươi, còn xin ngươi lập tức ly khai, nhà của chúng ta không chào đón ngươi. Châu Văn Hải khí thế hung hăng đối Diệp Thần Phong quát dẹp đường. Diệp Thần Phong nhàn nhã tự tại bưng lên trước mặt bàn trà thượng chén trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng còn ấm áp nước chè xanh, lại một lần nữa lạnh nhạt nói, ngươi có bệnh. Lúc này Châu Văn Hải lại cũng không thể chịu đựng được, tức giận đến ngực hơi phập phồng, quát dẹp đường, Diệp Thần Phong, mời lập tức ly khai nhà của chúng ta. Đối, nhà của chúng ta không chào đón như ngươi vậy người. Kiều Di cũng lập tức phụ họa nói. Diệp Thần Phong không sao cả nhún vai, từ trên ghế salon đứng lên, nói rằng, Châu Bí Thư, nhìn ngươi cái bộ dáng này buổi tối nên ngủ được không tốt sao? Tối thiểu mất ngủ hơn 2 tuần lễ đi. Nghe vậy, Châu Văn Hải hơi sững sờ, Diệp Thần Phong nói không sai. Từ 2 cái tuần lễ trước hắn mà bắt đầu mất ngủ, thì là mỗi ngày buổi tối dùng thuốc ngủ cũng vô ích chỗ, vẫn là trằn trọc ngủ không được, đi 3-4 chuyến y viện, xứng bất đồng thuốc, vẫn là không gặp hiệu quả trị liệu. Cái này loại rác rưởi giấc ngủ chất lượng đều muốn hành hạ đến hắn thống khổ. Phải biết rằng thân là thị ủy thư ký, mỗi ngày phải bận rộn được sự tình nhiều không kể xiết, no đủ tinh thần mới là công tác trạng thái tốt nhất, nhưng mà gần nhất 2 cái này tuần lễ hắn mỗi ngày làm việc nhất điểm tinh thần cũng không có. Muốn không ngừng uống cà phê mới có thể nâng cao tinh thần, đang làm việc thượng còn ra nhiều lần đào ngũ thác ni. Giữa lúc Châu Văn Hải vẫn còn ngây người chính giữa thời gian, Diệp Thần Phong đã hướng phía môn đi ra ngoài. Tại nhanh muốn đi ra phòng khách thời gian, lại quay đầu lại nói rằng, Châu Bí Thư, hỏa khí không nên như thế tràn đầy, như vậy hội càng thêm ảnh hưởng ngươi giấc ngủ chất lượng. Châu Văn Hải còn không có phản ứng qua đây, Kiều Di còn lại là dẫn đầu phản ứng lại, nàng mỗi ngày đều cùng Châu Văn Hải ngủ ở đồng trên một cái giường, nàng đương nhiên có thể lý giải đến gần nhất lão công mình đau khổ, có thể trước mắt người thanh niên này lại có thể một lời lên đường phá lão công mình chứng bệnh. Với lại liền thời gian đều suy tính hết sức chính xác, đây quả thực là quá không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng Châu Văn Hải bị mất ngủ dần vặt sự tình, ngay cả Châu Trạch Đống cùng Châu Lâm Lâm cũng không biết. Cho nên trước mặt người thanh niên này không thể nào là từ bọn họ 2 cái trong miệng biết được Châu Văn Hải bệnh trạng. Kiều Di vội vã 3-2 bước đi tới Diệp Thần Phong trước mặt, nói rằng, còn xin ngươi dừng chân, làm sao ngươi biết Văn Hải bệnh. Ngươi là điều không phải có phương pháp pháp trị liệu tốt Văn Hải bệnh. Kiều Di thái độ rõ ràng cho thấy khá hơn nhiều. Lúc này, Châu Trạch Đống cùng Châu Lâm Lâm cũng phản ứng lại, vừa rồi bọn họ 2 cái cũng là bị Diệp Thần Phong câu kia ngươi có bệnh cấp nói xong ngây ngẩn cả người. Mà nhìn đến Châu Văn Hải cùng Kiều Di phản ứng sau,
bọn họ biết Diệp Thần Phong câu kia, người có bệnh, cũng không phải mắng chửi người ý tứ, mà là Châu Văn Hải thật sự có bệnh. Thần Phong, cơm tối còn không đi, người cái này đi vội vã làm gì, coi như làm là cho ta một cái mặt mũi đi. Châu Trạch Đống mở miệng nói rằng, hắn nhìn ra được con trai của mình cùng Diệp Thần Phong hình như là biết, với lại con trai của mình tựa hồ đối với Diệp Thần Phong tịnh không thế nào quan tâm. Gặp Châu Trạch Đống lên tiếng, Diệp Thần Phong cũng không có ly khai, còn nữa Châu Văn Hải nói như thế nào coi như là ra ra mình cái này nhất phái hệ quan viên, mà từ trước Diệp Thần Phong tựa hồ tại Thiên Hải thật cấp vị này thị ủy thư ký chọc không ít phiền phức, cái này cũng khó trách người khác hội không định gặp hắn. Văn Hải, Tiểu Di, hai người các ngươi nói nhanh lên rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Châu Trạch Đống gặp Diệp Thần Phong dừng lại cước bộ, liền vội vàng hỏi Châu Văn Hải cùng Kiều Di. Kiều Di tướng Châu Văn Hải trong khoảng thời gian này nghiêm trọng mất ngủ ăn bất luận cái gì dược vật cũng mặc kệ dùng sự tình nói cho Châu Trạch Đống. Châu Văn Hải nói rằng, ba, ngươi nhượng Diệp Thần Phong lưu hạ làm gì? Lẽ nào hắn chính là ngươi nói khách nhân sao? Mau để cho hắn ly khai đi. Xem ra từ trước Diệp Thần Phong hình tượng là ở Châu Văn Hải trong lòng thâm căn cố đế. Châu Trạch Đống không để ý đến con trai của mình, mà là vẻ mặt áy náy nhìn Diệp Thần Phong, nói rằng, Thần Phong, ta thay Văn Hải xin lỗi ngươi. Ngươi xem, Văn Hải mất ngủ, ngươi có thể hay không giúp hắn chỉ một chút. Mất ngủ bệnh trạng có thể lớn có thể nhỏ, nếu như điều không phải quá nghiêm trọng, dùng số ít thuốc ngủ hoặc những dược vật khác là có thể điều tiết qua đây. Cực kỳ nghe xong bản thân con dâu Kiều Di tự thuật sau, Châu Trạch Đống biết con trai mình chứng mất ngủ đã vô cùng nghiêm trọng. Hắn tuy rằng cũng là bác sĩ, thế nhưng có thể không có Diệp Thần Phong thần kỳ thủ đoạn. Hắn tin tưởng chỉ cần Diệp Thần Phong xuất thủ, con trai mình chứng mất ngủ khả năng lập tức tự hồi tốt. Ba, ngài nhượng Diệp Thần Phong tới trị liệu bệnh của ta. Ngài đùa gì thế, Châu Văn Hải không biết mình phụ thân là kia gân làm sai rồi. Lại có thể nhượng một cái ăn chơi trác táng tới trị liệu hắn nghiêm trọng chứng mất ngủ. Châu Trạch Đống thế nhưng đối Diệp Thần Phong y thuật đúng tán thán không ngớt, lúc này nhìn đến con trai của mình lại là cái này phó mõm. Tức thiếu chút nữa suốt cái chén, mắng, ngươi cái không trưởng ánh mắt hỗn đản, ngươi cho là mình bây giờ là thị ủy thư ký thì ngon. Thần Phong là ta mời tới khách nhân, nếu không phải là hắn nhỏ tuổi nhiều lắm, ta còn muốn nhận thức hắn làm huynh đệ ni. Ta xem ngươi là càng sống vượt qua trở lại. Phỏng chừng tại toàn bộ Thiên Hải cũng chỉ có Châu Trạch Đống có dũng khí như thế chỉ vào mũi mà thị ủy thư ký Châu Văn Hải, gặp Châu lão gia tử thật đúng tức giận, Châu Văn Hải đỏ lên khuôn mặt một câu nói cấp không dám phản bác. Ba, ngươi có thể nghìn vạn không nên coi thường Thần Phong, y thuật của hắn có thể cao minh lắm. Vừa rồi hắn tại trong bệnh viện chỉ dùng mấy cây ngân châm đã đem một vị màn cuối bệnh ung thư bệnh nhân chữa lành. Châu Lâm Lâm xen vào nói. Dùng mấy cây ngân châm tự trị hết tốt màn cuối bệnh ung thư bệnh nhân. Điều này làm cho Châu Văn Hải cùng Kiều Di cũng như đồng nghe nói thư thông thường, dù sao mắc màn cuối bệnh ung thư người, coi như là bị tuyên án tử hình, theo bọn họ hoàn toàn là nữ nhi mình tại nói bậy. Châu Văn Hải vừa định muốn răn dậy một phen, Châu Trạch Đống lại nói chuyện, hai người các ngươi không nên không tin Lâm Lâm nói, nếu không tại sao nói các ngươi kiến thức ngắn ni. Cái này trên thế giới nếu quả như thật hữu thần y tồn tại, như vậy Thần Phong chính là hoàn toàn xứng đáng cái kia thần y. 3. Châu Văn Hải cho rằng Châu Trạch Đống cùng Châu Lâm Lâm cũng không biết bị Diệp Thần Phong tên con em nhà giàu này dùng phương pháp gì cấp hoàn toàn lừa ở. Châu Trạch Đống khoát tay áo, ý bảo không muốn nghe hắn nhiều lời nữa, ngược lại mỉm cười nhìn về phía Diệp Thần Phong, nói rằng, Thần Phong, ngươi xem, ngươi có thể hay không đủ để cho bọn họ được thêm kiến thức. Tiết kiệm để cho bọn họ cho là ta lão nhân đúng bị ngươi lừa gạt. Đúng vậy, Thần Phong, người tự xuất thủ chỉ một chút ba của ta chứng mất ngủ đi. Châu Lâm Lâm phụ họa nói. Diệp Thần Phong gật đầu, tuy rằng Châu Văn Hải không thế nào đãi kiến hắn, thế nhưng trước hắn tại Thiên Hải đoạn thời gian đó, cái này Châu Văn Hải quả thực giúp hắn lau rất nhiều lần phần mông, dù sao giúp hắn trị liệu tốt cái này chứng mất ngủ cũng chỉ là chuyện một cái nhấc tay, vì vậy liền nói rằng, được rồi. Nếu Châu lão gia tử cùng Lâm Lâm đều nói như vậy, ta đã giúp hắn chữa cho tốt chứng mất ngủ. Châu Văn Hải nhất nghe Diệp Thần Phong lời này, chân mày mặt nhăn được càng thêm chặt, Diệp Thần Phong lời nói này bản thân hình như là cái gì cao nhân thông thường ni. Không phải là một cái bất học vô thuật ăn chơi trác táng sao? Diệp Thần Phong không để ý đến Châu Văn Hải ánh mắt, tiện tay rút ra một cây ngân châm, dùng cái bật lửa tiêu mất một tí độc, một chút linh hồn lực rót vào đến ngân châm bên trong,
khẩn đón trực tiếp tướng ngân châm hướng phía Châu Văn Hải bắn ra đi ra ngoài, chuẩn xác không có lầm đâm vào đối phương ngực một cái huyệt vị chính giữa. Châu Văn Hải liền phản ứng không kịp nữa, đưa ngân châm đâm vào bộ ngực hắn huyệt vị sau, hắn chỉ cảm thấy mí mắt đột nhiên biến được rất nặng, không tự chủ ngáp một cái, phù phù một tiếng, té lăn quay trên mặt đất, cứ như vậy tiến nhập trạng thái ngủ. Châu Văn Hải ly kỳ như vậy đang ngủ, nhượng ở đây Châu Trạch Đống, Châu Lâm Lâm cùng Kiều Di đúng khiếp sợ vạn phần, nhất là đệ nhất lần nhìn thấy Diệp Thần Phong thần kỳ thủ đoạn Kiều Di, nàng hiện tại cuối cùng là bắt đầu tin tưởng trước mặt người thanh niên này đúng một vị thần y. Chương 176, thái độ chuyển biến. Kiều Di cùng Châu Lâm Lâm tướng Châu Văn Hải phù đến trên ghế salon, nhìn ngủ say chính giữa Châu Văn Hải, miệng còn thỉnh thoảng tạp đi hai cái, khóe miệng vậy mà lộ vẻ một chút trong suốt dịch thể, cái này đâu còn đúng cái kia anh minh thần Võ Thị ủy thư ký a. Kiều Di nhìn không được niết hai cái Châu Văn Hải mũi, nàng cảm thấy giờ khắc này lão công mình ngủ tướng thật rất khả ái, nàng thật là muốn đem Châu Văn Hải kéo vào ngực mình ngủ. Thần Phong, người y thuật thần kỳ đúng một lần lại một lần nhượng ta mở rộng tầm mắt a. Hiện tại ta mới biết được cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân. Ta tại trước mặt ngươi quả thực chính là một con nhỏ bé không gì sánh được con kiến a. Châu Trạch Đống lời nói này đúng phát sâu trong nội tâm mình, hắn điều nghiên hơn nửa đời người y thuật, nguyên bản đối y thuật của mình cũng tràn đầy tự tin. Diệp Thần Phong xuất hiện cho hắn yết khai y thuật toàn bộ diện mạo mới, hắn lúc này mới phát hiện bản thân cái gọi là về điểm này y thuật, thật chỉ là một góc băng sơn mà thôi a. Diệp Thần Phong có chút khiêm tốn khoát tay áo, nói rằng, Châu lão gia tử, ngài cái này đúng khiêm nhường, dù sao lấy sau nước Hoa y thuật giới hay là muốn dựa vào các ngươi, y thuật của ta phổ thông người căn bản không học được. Bất quá, ta trái lại đối phương diện y học vẫn có rất nhiều giải thích của mình, đến lúc đó nếu như Châu lão gia tử có cần, ta có thể cấp bệnh viện các ngươi trong bác sĩ chỉ đạo chỉ đạo. Tuy nói Diệp Thần Phong trị liệu bệnh nhân thời gian, đại đa số đều đúng vận dụng đến linh hồn lực, nhưng là của hắn linh hồn giàu gì cũng là đến từ 500 năm sau thế giới. Trong tay hắn cũng nắm giữ 500 năm sau y thuật, hắn đảo là có thể bả rất nhiều tiên tiến y học nguyên lý truyền bá ra ngoài, coi như làm là vì nước Hoa y học sự nghiệp tận một phần lực, dù sao những này tiên tiến y học nguyên lý ở lại trong đầu của hắn cũng không có cái gì dùng. Châu Trạch Đống nghe được Diệp Thần Phong lời nói sau, cái này lão đầu bắt đầu không bình tĩnh, nếp uốn trên khuôn mặt tràn đầy đỏ lên, thân thể không kiềm hãm được chiến run lên, hỏi Thần Phong, ngươi lời này nhưng khi thật. Ngươi cũng không nên gạt ta cái này lão đầu tử a. Nếu như Diệp Thần Phong có thể đến hắn trong bệnh viện đi chỉ điểm một chút các thầy thuốc, như vậy hắn trong bệnh viện thầy thuốc y thuật nhất định sẽ đại phúc độ bay lên, nói thật đi ngay cả Châu Trạch Đống mình cũng muốn cùng Diệp Thần Phong học tập một chút y thuật ni. Ai bảo hắn là một cái y học cuồng nhiệt giả ni. Châu lão gia tử, ta đương nhiên không hội bắt ngươi làm trò cười. Bất quá, phải chờ ta lúc rảnh rỗi mới được, Diệp Thần Phong hồi đáp. Đúng đương nhiên, điều này cũng không có thể đủ làm trễ nãi, Thần Phong ngươi chuyện của mình a. Châu Trạch Đống mặt mày rạng rỡ nói rằng. Châu Lâm Lâm nghe Diệp Thần Phong cùng ra ra mình nói chuyện, khóe miệng của nàng không khỏi ý gian hiện lên một vòng độ cung, trong lòng thầm nghĩ, Thần Phong, người đời này tựu nhất định là ta Châu Lâm Lâm nam nhân, chờ chúng ta kết hôn rồi, ngươi có thể một đấu một dạy ta, y thuật của ngươi. Châu Lâm Lâm trong lòng nổi lên hoa si. Đôi mắt đẹp nhìn Diệp Thần Phong gương mặt đẹp trai thời gian, một trái tim tự phù 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 đập nhanh tốc độ. Đại sau nửa giờ, Châu Văn Hải từ ngủ say chính giữa thanh tỉnh qua đây, cả người hắn đột nhiên cảm giác thần thanh khí sảng, thân thể trong cảm giác mệt mỏi biến mất vô ảnh vô tung. Diệp Thần Phong đi lên trước tướng Châu Văn Hải ngực ngân châm rút xuống, Châu Văn Hải vừa định muốn phá miệng hô quát thời gian, chỉ nghe được đối phương hỏi, thế nào? Ngủ được thoải mái sao? Văn Hải, người vừa rồi đột nhiên tựu đang ngủ, người bây giờ cảm giác mình thân thể thế nào? Kiều Di liền vội vàng hỏi. Châu Văn Hải thân là thị ủy thư ký, cái đó đầu còn là rất tốt xử, rất nhanh thì tướng cả chuyện suy nghĩ minh bạch, nhìn trước mặt Diệp Thần Phong, hỏi, ngươi thật hội y thuật. Mới vừa rồi là ngươi nhượng ta ngủ. Thấy mình cái này vô liêm sỉ nhi tử y nguyên cầm thái độ hoài nghi, Châu Trạch Đống hận không thể đi tới cho hắn hai cái nhĩ hạt dưa. Diệp Thần Phong vừa rồi thế nhưng đáp ứng Châu Trạch Đống có thời gian đi hắn trong bệnh viện chỉ đạo thầy thuốc. Hắn rất sợ Diệp Thần Phong một cái mất hứng đổi ý, giận không chỗ phát tiết mắng, ngươi cái đổ hỗn hào, Thần Phong giúp ngươi chữa bệnh, ngươi lại có thể cho tới bây giờ còn hoài nghi hắn.
Châu Văn Hải ngày hôm nay liên tục bị cha của mình mạ, trong lòng buồn bực khó chịu, thế nhưng hắn có thể không làm được chống đối cha mình sự tình tới. Người sở dĩ hội liên tục mất ngủ, với lại dùng dược vật cũng bất kể dùng, nguyên nhân rất đơn giản, là người bình thường quá mức mệt nhọc đưa đến, đương nhiên cái này đều không phải nguyên nhân chủ yếu nhất. Nguyên nhân chủ yếu nhất là người ngực huyết mạch bế tắc ở, có thể dùng người cả ngày phiền muộn không ngớt, muốn ngủ thế nhưng từ đầu đến cuối không có cách gì tiến nhập trạng thái ngủ, trường kỳ dĩ vãng đi xuống người rất có thể hội suy kiệt mà chết. Bất quá, hiện tại người yên tâm đi, ta đã giúp người sơ thông ngực bị bế tắc gân mạch. Người bình thường chỉ phải chú ý nghỉ ngơi thì tốt rồi. Diệp Thần Phong hồn nhiên không thèm để ý tướng Châu Văn Hải bệnh tình nói một lần, có thể Châu Văn Hải cùng Kiều Di sẽ đối với Diệp Thần Phong thuyết pháp chỉ thái độ hoài nghi, dù sao bởi vì mất ngủ tự suy kiệt mà chết, thuyết pháp này vị tất quá mức nhất điểm đi. Thế nhưng Châu Trạch Đống cùng Châu Lâm Lâm còn lại là thâm tín không nghi ngờ, bọn họ hai cái tin tưởng Diệp Thần Phong không hội hồ ngôn loạn ngữ, thân thể trong không khỏi hù dọa ra một thân mồ hôi lạnh tới. Còn không vội vàng cảm tạ Thần Phong, lẽ nào ngươi bây giờ liền tri ân báo đáp cũng không biết sao? Thần Phong không riêng gì cứu mạng của ngươi, lần trước tại dạ tiệc từ thiện hắn cũng đã cứu ta mệnh, hắn có thể đúng nhà của chúng ta đại ân người a. Châu Trạch Đống đối Châu Văn Hải mắng. Châu Văn Hải quả thực cảm giác thân thể trong khinh tùng không ít, thế nhưng hắn không nghĩ ra Diệp Thần Phong tên con em nhà giàu này lúc nào sẽ y thuật. Không dám vi phạm Châu lão gia tử ý tứ. Miệng chính giữa vẫn là nói, Diệp Thần Phong, cảm ơn ngươi. Châu Văn Hải thái độ vẫn còn có chút lạnh giá, thế nhưng còn hơn vừa rồi muốn khá hơn nhiều. Tiểu Di, cơm tối chuẩn bị xong chưa? Ngày hôm nay Thần Phong thế nhưng tới nhà của chúng ta làm khách, chẳng lẽ muốn nhượng khách nhân của chúng ta đói bụng sao? Châu Trạch Đống đối Kiều Di nói rằng, món ăn đều nấu tốt, ta lập tức đi bưng ra. Kiều Di vội vã đi vào tại chủ phòng. Trên bàn cơm, Diệp Thần Phong hoàn toàn không coi mình là cái ngoại nhân, vậy mà từng muốn ăn, hắn nguyên tắc làm người đúng ký tới chi tắc an chi, nếu đã tới Châu nhà, như vậy cũng không thể đủ đói bụng về nhà đi. Châu Văn Hải càng phát cảm thấy ngực bị Diệp Thần Phong đâm nhất châm sau, tinh thần của mình trạng thái khôi phục được không có mất ngủ trước đây, hắn đều không phải một cái không phân rõ tốt người xấu, giơ ly rượu lên kính Diệp Thần Phong một chén rượu, lúc này hắn nói tương đối chân thành, Thần Phong, cảm ơn ngươi. Ta hoàn thật không có nghĩ đến ngươi còn hiểu y thuật ni. Điều không phải. Châu Văn Hải vội vàng thu lại miệng, hắn thiếu chút nữa hỏi, điều không phải nghe đồn chính giữa ngươi được kinh hoàng chứng sao? Thế nào kinh hoàng chứng không có? Trái lại hiểu y thuật. Diệp Thần Phong tùy ý giơ chén rượu lên, nói rằng, đây chỉ là một cái nhấc tay mà thôi, sau đó chỉ cần Châu thư ký không phải cho ta mặt lạnh nhìn, ta tự đủ hài lòng. Hừ, nghe vậy, Châu Trạch Đống hừ lạnh một tiếng. Không chút khách khí nói rằng, Thần Phong, điểm ấy ngươi hãy yên tâm, nếu như sau đó đổ hỗn chứng này còn dám cho ngươi sắc mặt nhìn, lão đầu tử ta tự mình cầm côn tử sao đoạn chân của hắn. Ba, ngài nói gì vậy? Ta chẳng lẽ là ân oán chẳng phân biệt được người sao? Châu Văn Hải biệt khuất nói rằng, điều không phải tự nhiên tốt nhất, nếu như ngươi muốn là như vậy người, lão đầu tử ta cũng sẽ không khách khí với ngươi, đến lúc đó đừng trách ta không tiếp thu ngươi đứa con trai này. Châu Trạch Đống bản gương mặt, nhất điểm cũng không giống như là đang nói đùa. Thần Phong, ta thay Văn Hải còn có ta ba mời ngươi một chén, vừa rồi ta nói với ngươi lời nói có chút quá phận, ta tại ở đây nói với ngươi cú xin lỗi. Kiều Di liền vội vàng đứng dậy hòa giải, đối Diệp Thần Phong mời một ly rượu. Diệp Thần Phong cũng không phải bụng dạ hẹp hòi người, giơ ly rượu lên cùng Kiều Di chén rượu trong tay nhẹ nhàng đụng một cái, sau đó liền uống một hơi cạn sạch. Nói đến uống rượu, Diệp Thần Phong còn là ai đến cũng không cự tuyệt, đối với có linh hồn lực hắn mà nói, uống rượu dường như uống nước sôi thông thường, thực sự không được có thể thông qua tay chỉ bài trừ bên ngoài cơ thể mà. Tự tượng ban đầu ở cường binh huấn luyện doanh cùng võ lão gia tử uống rượu giống nhau. Thần Phong, người mới vừa rồi còn đáp ứng muốn dạy ta công phu, người cũng đừng quên. Châu Lâm Lâm đôi má hồng phác phác thật là đẹp, nàng cũng uống một ít rượu, xem ra tử lượng của nàng thật đúng không được tốt lắm. Theo Châu Văn Hải cùng Kiều Di thái độ đối với Diệp Thần Phong thoáng cải biến, bữa cơm này trái lại ăn cái đó nhạc hòa thuận vui vẻ, nhất là Châu Trạch Đống cùng Châu Lâm Lâm một cái kình hướng tới Diệp Thần Phong trong chén đĩa rau. Điều này làm cho Châu Văn Hải nhìn đúng chua chát, nữ nhi lớn như vậy còn không có cho hắn kẹp món ăn ni. Chớ đừng nói chi là đúng bản thân lão đầu tử,
Châu lão gia tử lần trước cho hắn đĩa rau thời gian, hay là hắn khi còn bé ni đi. Mà lúc này hắn thương yêu nhất nữ nhi cùng tôn kính nhất lão tử lại có thể cấp Diệp Thần Phong đĩa rau. Châu Văn Hải trong lòng không ăn vị mới là lạ chứ. Chương 177, thần tiên như chính là nhân vật. Một bữa cơm tối sau khi ăn xong, Diệp Thần Phong liền chuẩn bị ly khai, nguyên bản Châu Lâm Lâm còn muốn mời hắn đi gian phòng của mình ngồi một chút, thế nhưng bị Diệp Thần Phong uyển chuyển cự tuyệt, Châu Lâm Lâm cũng chỉ có thể đủ lúc đó thôi. Bóng đêm nồng nặc, thỉnh thoảng gió lạnh thổi qua, có thể dùng lá cây gian phát sinh sàn sạt âm hưởng. Châu Trạch Đống, Châu Văn Hải, Kiều Di cùng Châu Lâm Lâm tướng Diệp Thần Phong đưa ra ngoài phòng, Châu Trạch Đống để cho mình tài xế tống Diệp Thần Phong trở lại. Tại thị ủy đại viện bên này thông thường rất khó đánh tới xe, Diệp Thần Phong cũng không có cự tuyệt, hắn cũng không phải một kẻ xảo trá giả mồm cãi láo người. Thần Phong, sau đó có thời gian thường tới nhà của chúng ta ngồi một chút, lão nhân ta bất cứ lúc nào đều hoan nghênh ngươi a. Châu Trạch Đống chân thành tha thiết đối Diệp Thần Phong phát ra mời. Gia Gia nói rất đúng, Thần Phong, ngươi còn đã đáp ứng muốn dạy ta công phu ni. Thì là ngươi không tới tìm ta, ta cũng sẽ đi tìm được ngươi rồi. Châu Lâm Lâm khẽ mỉm cười nói, vừa rồi tại trên bàn cơm nàng đã cùng Diệp Thần Phong trao đổi số điện thoại di động. Châu Văn Hải cùng Kiều Di còn lại là không có phát sinh mời, tuy rằng mới vừa rồi bị Diệp Thần Phong chát hoàn nhất châm sau, Châu Văn Hải thân thể tình trạng rất có chuyển biến tốt đẹp, thế nhưng Diệp Thần Phong dĩ vãng hình tượng đã ở trong lòng hắn mặt chát hạ cây, trong lúc nhất thời thì không cách nào đảo ngược. Mà Kiều Di Thủy Chung là đứng tại lão công mình bên này, nàng tin tưởng lão công làm như vậy nhất định là có đạo lý của hắn. Châu lão gia tử, ta có không nhất định hội tới cọ cơm ăn, đến lúc đó ngươi cũng không nên chê ta đúng chỉ gạo trùng thì tốt rồi. Diệp Thần Phong nói đùa nói rằng, kinh qua hôm nay ngắn ở chung, hắn và Châu Trạch Đống cùng với Châu Lâm Lâm quan hệ trái lại kéo vào không ít. Giữa lúc Diệp Thần Phong muốn xoay người lúc rời đi, hắn đột nhiên cảm thấy một luồng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Trong cơ thể lục cấp linh hồn lực không tự chủ vận chuyển, khẽ cau mày, thần kinh tức khắc căng thẳng. Bên tai thường thường truyền đến lá cây sàn xà thanh, nhìn Diệp Thần Phong đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, phía sau hắn Châu người nhà nghi ngờ, Châu Trạch Đống vừa định muốn mở miệng, trong không khí truyền đến năm thanh nhỏ nhẹ âm hưởng. Khẩn đón năm viên đạn nhanh chóng hướng phía Diệp Thần Phong bọn họ phóng tới, với lại năm viên đạn đều đúng nhắm ngay đầu của bọn họ, nếu như bị bắn trúng 100% không có sống tiếp khả năng. Châu Trạch Đống, Châu Văn Hải, Châu Lâm Lâm cùng Kiều Di nhìn bay bắn mà đến đạn. Sắc mặt kịch biến, tốc độ của viên đạn có bao nhiêu nhanh. Bọn họ căn bản không có cách gì né tránh, chỉ là ngây ngốc đứng tại chỗ. Đợi tử vong lại tới. Đây hết thảy thật đúng phát sinh quá đột nhiên. Đương nhiên Diệp Thần Phong sắc mặt bất biến, nếu như nhất khỏa nho nhỏ đạn là có thể giết chết lời của hắn, như vậy hắn thật có thể đi ngay đụng chết. Châu Trạch Đống, Châu Văn Hải đám người nhìn càng ngày càng gần đạn, sắc mặt biến được càng ngày càng tái nhợt, lẽ nào đêm nay chính là Châu gia người cuối cùng cả đêm sao? Coi như lửa nóng đạn muốn bắn thủng Châu người nhà đầu thời gian, năm viên đạn đột nhiên đình lưu tại giữa không trung, khẩn đón đạn thay đổi phương hướng, hướng phía cách đó không xa một gốc cây xanh đại thụ bay bắn mà đi. Mấy giây sau, từ trên cây to ngã xuống hai gã thân mặc màu đen y phục dạ hành nam nhân. Cái này hai nam nhân thủ chính giữa phân biệt cầm nắm súng ngắm. Khuôn mặt thượng hiện đầy thần sắc bất khả tư nghị, bọn họ hai cái thế nào cũng không nghĩ ra, bắn ra đạn làm sao sẽ đột nhiên thay đổi phương hướng. Xuyên qua thân thể của bọn họ nội. Vừa rồi tại Thiên Quân thời điểm nguy kịch, Diệp Thần Phong kịp thời tướng lục cấp linh hồn lực phóng ra ngoài, đương nhiên thay đổi phương hướng năm viên đạn tịnh không có bắn trúng hai gã hắc y nhân bộ vị yếu hại. Chỉ là để cho bọn họ mất đi năng lực hành động mà thôi. Bởi vì Diệp Thần Phong không muốn để cho bọn họ tự chết như vậy, hắn còn muốn biết là ai phái bọn họ tới nơi này. Ám sát thị ủy thư ký có thể điều không phải một cái tiểu tội danh, ai bảo chuyện đêm nay vừa lúc bị Diệp Thần Phong cấp gặp được ni. Hắn đơn giản sẽ thấy bang Châu người nhà nắm đi, như thế nào đi nữa nói Châu Văn Hải coi như là Diệp gia cái này nhất phái hệ quan viên. Diệp Thần Phong sau lưng Châu người nhà, một đám khuôn mặt thượng cũng tràn đầy không giải thích được. Vì sao đạn nếu không có bắn thủng đầu của bọn họ? Trái lại quay đầu bắn chúng trốn tại trên cây ám sát giả ni. Nhìn Diệp Thần Phong không chút do dự hướng phía hai gã hắc y nhân đi đến. Châu người nhà không kiềm hãm được đi theo. Nói đi, là ai phái các ngươi tới? Diệp Thần Phong trực tiếp lạnh giá hỏi.
Cái này hai gã hắc y tay súng bắn tỉa rõ ràng cho thấy có tư chất sát thủ, đối với Diệp Thần Phong vấn đề, khinh thường cười hai tiếng, sau đó hỏi, mới vừa rồi là ngươi nhượng đạn đột nhiên cải biến phương hướng. Tuy rằng cái này hai gã tay súng bắn tỉa cũng không muốn đi tin tưởng cái này trên thế giới có loại năng lực này người, thế nhưng sự tình tự phát sinh ở trước mắt của bọn họ, để cho bọn họ phải đi tin tưởng, lại mà bọn họ hai cái tại gây trước sớm đã đem châu ra tất cả mọi người nội tình tra nhất thanh nhị sở. Cho nên vừa rồi đạn thay đổi phương hướng quỷ dị biến hóa, chắc chắn sẽ không đúng châu người nhà gây nên, như vậy bỏ châu người nhà, cũng chỉ có trước mặt người thanh niên này. Diệp Thần Phong không có phủ nhận, vừa rồi những đạn thay đổi phương hướng đúng là ta gây nên, ta xem ra hai người các ngươi đúng sát thủ nhà nghề, bất quá ta y nguyên có biện pháp từ hai người các ngươi trong miệng biết ta muốn biết gì đó. Đứng sau lưng Diệp Thần Phong châu người nhà vừa nghe đến vừa rồi những đạn quỷ dị thay đổi phương hướng đúng Diệp Thần Phong sở tác sở vi, bọn họ một đám khuôn mặt thượng sôi nổi lộ ra vẻ khiếp sợ. Những bắn ra đạn thay đổi phương hướng, với lại bọn họ nhớ kỹ hình như vừa rồi Diệp Thần Phong động liên tục cũng không có nhúc nhích đi. Cái này đều không phải thần tiên thủ đoạn sao? Nếu như chuyện mới vừa rồi thật đúng Diệp Thần Phong làm, như vậy Diệp Thần Phong đều không phải thần tiên như tồn tại. Nghĩ đến đây châu người nhà không kiềm hãm được nuốt khởi nước bọt, nhất là châu Văn Hải, đây đối với nội tâm của hắn chấn động thật sự là quá lớn, coi như là Diệp Thần Phong lợi dụng ngân châm tướng thân thể hắn tình trạng biến khá hơn nhiều, thế nhưng Diệp Thần Phong ở trong lòng hắn vẫn là cái kia bất học vô thuật ăn chơi trác táng. Mà giờ khắc này tên con em nhà giàu này lại có thể thoáng cái biến thành thần tiên như chính là nhân vật. Châu Văn Hải không chấn động mới là lạ chứ. Muốn từ chúng ta trong miệng biết đồ đạc. Vậy ngươi hay là chờ kiếp sau đi. Hai gã tay súng bắn tỉa vừa dứt lời, Diệp Thần Phong bàn tay khẽ đảo, hai cây sáng như tuyết ngân châm đâm vào hai gã ngăn chặn thủ cổ họng thượng, các ngươi không phải là muốn cắn phá đầu lưỡi để hạ độc gói thuốc sao? Điều không phải ta nói các ngươi như vậy tự sát phương thức cũng quá lạc hậu nhất điểm đi. Diệp Thần Phong như thế nói là lời nói thật, 500 năm sau sát thủ nhiệm vụ sau khi thất bại, tự sát phương thức muốn so với hiện tại tân tiến hơn nhiều. Hai cây sáng như tuyết ngân châm đâm vào hai gã tay súng bắn tỉa cổ họng thượng sau, bọn họ hai cái không có cách gì hướng tới cổ họng trong nuốt nước miếng, thì là hướng tới cổ họng trong nuốt nước miếng, nước bọt cũng vô pháp theo cổ họng chảy vào dạ dày bên trong, đương nhiên bọn họ giảo phá độc dược trong bao dịch thể cũng vô pháp chảy vào dạ dày bên trong. Cái này hai gã tay súng bắn tỉa biết mình là gặp gỡ khó dây dưa nhân vật, bất quá bọn hắn tịnh không có kinh hoàng, chúng ta không có cách gì tự sát thì như thế nào. Bất kể ngươi dùng cái gì cực hình đều mơ tưởng từ chúng ta hàm răng vá trong biết một chữ. Nga, phải, Diệp Thần Phong không cho là đúng nhún vai, sau đó đứng ở hai gã tay súng bắn tỉa bên cạnh, trên tay phải tập trung linh hồn lực, tại hai gã tay súng bắn tỉa trước mắt nhẹ nhàng vung lên, khẩn đón hai gã tay súng bắn tỉa hai mắt biến được mê mang lên. Linh hồn lực tăng lên tới lục cấp, cái này thuật thôi miên cũng dùng thuận buồm xuôi gió lên. Nhớ kỹ lần trước dùng thuật thôi miên thời gian là ở Triệu Gia, tại Vạn Khải Xúc Sinh kia trên người dùng. Cái này thuật thôi miên thông thường chỉ có thể thôi miên ý chí bạc nhược hoặc bị nghiêm trọng thương thế người, trước mắt cái này hai gã tay súng bắn tỉa rõ ràng cho thấy ý chí siêu cường người, bất quá may mà trên người bọn họ chăn bắn ra bị thương, với lại Diệp Thần Phong linh hồn lực cũng đều không phải ngày xưa có thể so, thôi miên hai người kia tịnh không có vấn đề lớn lao gì, chỉ là linh hồn lực hội tiêu hao nhiều một chút mà thôi. Hai người các ngươi trước tiên nói một chút về ngày hôm nay mục đích tới nơi này là cái gì sao? Diệp Thần Phong thuận miệng hỏi. Chúng ta đêm nay mục đích tới nơi này là vì ám sát thị ủy thư ký. Hai gã tay súng bắn tỉa đặc biệt nghe lời cơ giới hóa hồi đáp. Một màn này lần thứ hai nhượng châu ra trong lòng của người ta mặt nổi lên cuồn cuộn ngất trời biển, thế nào mới vừa rồi còn tử cắn sẽ không nói ra một chữ sát thủ, trong lúc bất chợt biến được như thế nghe lời. Đương nhiên bọn họ chỉ cần hơi nhất muốn, tự biết chắc đúng Diệp Thần Phong dở trò quỷ, nếu như nói vừa bọn họ còn có chút không tin đúng Diệp Thần Phong nhượng đạn thay đổi phương hướng, như vậy hiện tại bọn họ không muốn tin tưởng cũng không thể được rồi, bởi vì Diệp Thần Phong lại một lần nữa cho thấy kinh người thủ đoạn. Chương 178, chiếm tiện nghi. Là ai dùng tiền cho các ngươi tới chấp hành nhiệm vụ lần này? Diệp Thần Phong kế tục hỏi. Tiền thông. Hai gã tay súng bắn tỉa vẫn là đàng hoàng hồi đáp. Bất quá đứng sau lưng Diệp Thần Phong Châu Văn Hải nghe được, tiền thông, hai chữ này thời gian thân thể trong giây lát chiến run một cái.
Tiền Thông giống như Châu Văn Hải cũng là Thiên Hải cao tầng quan, những năm gần đây vẫn đứng tại Châu Văn Hải đối lập nguyên bản đảng qua, bây giờ như quả không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Châu Văn Hải sẽ bị điều đến tỉnh Lý Mặt đi. Mà nếu như Châu Văn Hải xảy ra ngoài ý muốn mà bỏ mình như vậy, tỉnh bên trong cái kia ghế chống vị 100% hội bị Tiền Thông bổ túc thảo nào. Đoạn thời gian trước Tiền Thông một mực tỉnh Lý Mặt dùng tiền tìm quan hệ, nguyên lai hắn đã sớm tại dự mưu tìm sát thủ tướng Châu Văn Hải cấp ám sát. Ai ngờ đêm nay vừa lúc bị Diệp Thần Phong cấp gặp gỡ, tự hai cái này ngắm bắn tại Diệp Thần Phong trước mặt còn thật sự là thiếu nhìn đi. Châu Văn Hải một loạt biến hóa không kém chút nào rơi vào rồi Diệp Thần Phong mắt, từ Châu Văn Hải trên mặt biểu tình biến, hắn biết Châu Văn Hải nhất định là nhận thức Tiền Thông người này, như vậy chuyện về sau hắn cũng không cần thiết lại nhúng tay. Nếu như thân là thị ủy thư ký Châu Văn Hải ngay cả mình chút chuyện này đều giải quyết, chẳng phải chỉ có thể nói hắn quá vô năng. Diệp Thần Phong vỗ tay một cái nói rằng, người hay nhất lập tức thông chi cảnh sát, qua hai người kia còn có thể đang thúc giục ngủ dưới trạng thái duy trì liên tục nửa giờ tả như vậy, ta đi trước. Đảng Diệp, Châu Văn Hải trong khoảng thời gian ngắn không biết nên xưng hô Diệp Thần Phong tại sao. Nếu như bây giờ hắn còn coi Diệp Thần Phong là làm đúng một cái ăn chơi trác táng đến xem như vậy, hắn thật đúng trong đầu tiến đại tiện. Diệp Thần Phong ủng có thần tiên như thủ đoạn. Nếu như trực tiếp xưng hô kỳ danh chữ lời nói cảm giác có chút không tuân theo, mà xưng hô Diệp Thần Phong vì Thần Phong, Châu Văn Hải lại cùng đối phương cũng không thuộc vừa rồi, thậm chí còn cấp đối phương sắc mặt nhìn đi. Châu Trạch Đống cũng gặp phải giống như Châu Văn Hải hỏi, hiện tại hắn cũng cảm giác nếu như lại trực tiếp xưng hô Diệp Thần Phong vì Thần Phong có chút không thật thích hợp. Sáng sớm ngươi có thể hay không đi phòng ta trước bồi bồi, ta có chút sợ. Châu Lâm Lâm đi lên trước sắn ở Diệp Thần Phong cánh tay. Khuôn mặt thượng biểu hiện ra hoảng sợ thần, bất quá trong lòng nàng vừa vặn tương phản. Diệp Thần Phong thần tiên thủ đoạn nhượng Châu Lâm Lâm rung động không để cho, quyết định không thể đủ buông tha đêm nay cơ hội này. Tuy rằng nàng còn không chuẩn bị trực tiếp cùng Diệp Thần Phong tới cái sinh mễ nấu thành thục thế, nhưng nàng không để ý cùng Diệp Thần Phong lại kéo gần một ít quan hệ. Châu Lâm Lâm bộ ngực đầy đặn vừa vặn chìa vào Diệp Thần Phong cánh tay, cảm thụ được trên cánh tay một mảnh mềm mại. Diệp Thần Phong trong lòng bốc lên ra một luồng thoải mái, dù sao chúng ta Diệp Thần Phong đồng chí đúng một người nam nhân a, nếu như gặp phải chuyện như vậy còn không có cảm giác lời nói. Chương 179, thấp tư thái. Bộ ngực hai tòa cao ngất bị đột nhiên tập kích, Châu Lâm Lâm đầy đủ sửng sốt 3-4 giây, sau đó trên gương mặt tràn đầy đỏ bừng, trong miệng thở hổn hển, có thể dùng ngực kịch liệt phập phồng, khá cụ mỹ cảm. Đây coi như là ta đưa cho ngươi nhất chút dạy dỗ. Nếu là đổi thành người khác sẽ không chỉ chiếm điểm ấy tiện nghi, sau đó nhớ kỹ không nên mê hoặc nam nhân xa lạ, nói như thế nào chúng ta mới nhận thức không tới một ngày đi. Diệp Thần Phong tại Châu Lâm Lâm ngây người gian đã là đi tới cửa gian phòng, lưu hạ những lời này sau, lập tức tự đi ra khỏi phòng. Châu Lâm Lâm tức giận đến cắn chặt hàm răng, tùy tay cầm lên trên giường gối đầu, ném hướng đóng lại cửa phòng, khẽ kêu đạo, Diệp Thần Phong, đời này ngươi mơ tưởng muốn chạy trốn ra ta lòng bàn tay. Châu Lâm Lâm vừa phát tiết hoàn một lần, chỉ thấy cửa phòng lần thứ hai mở ra, Diệp Thần Phong khóe môi nhếch lên một vòng tà tà dáng tươi cười, đưa bàn tay đặt ở trên lỗ mũi nghe nghe, trêu đùa cái này mùi sữa thơm rất tốt văn. Không đợi Châu Lâm Lâm tức giận, lúc này Diệp Thần Phong đóng cửa phòng sau, trực tiếp hướng phía dưới lầu đi, hắn phát hiện thỉnh thoảng trêu đùa một chút đơn thuần nữ nhân còn là man có cảm giác thành tựu. Diệp Thần Phong, Châu Lâm Lâm cắn răng nghiến lợi nhớ kỹ tên Diệp Thần Phong. Từ trên giường đứng lên, chợt giẫm 3-4 đặt chân, vây quanh ở nàng thân thể mềm mại thượng khăn tắm hoạt rơi vào trên mặt đất, tức khắc hai chỉ tuyết trắng đại thỏ trên dưới đung đưa, bại lộ tại trong không khí. Đương nhiên cái này đủ để cho bất kỳ một cái nào nam nhân trào máu, hình ảnh đúng không người thưởng thức, nói thật ra Châu Lâm Lâm vóc người còn là nhất cấp ca tụng. Diệp Thần Phong từ trên lầu đi xuống sau, phát hiện chỉ có Châu Trạch Đống một người ngồi ở trong phòng khách, tại Châu Trạch Đống bên cạnh ngồi xuống. Hỏi, Châu lão gia tử, bọn họ người đâu? Châu Trạch Đống nghe được Diệp Thần Phong cái này thanh, Châu lão gia tử, trong lòng mạo hiểm đổ mồ hôi, nguyên bản hắn cho rằng Diệp Thần Phong chỉ là một vị thần y, mà vừa Diệp Thần Phong biểu hiện ra tất cả đã là vượt qua người thường có thể nhận chi phạm vi, nếu như Diệp Thần Phong thật đúng thần tiên như tồn tại, như vậy hắn thật không đảm đương nổi cái này thanh, Châu lão gia tử, a. Văn Hải cùng Tiểu Di đi cảnh sát cục phối hợp điều tra. Châu Trạch Đống bận không kịp thất hồi đáp, rất sợ trả lời chậm sẽ chọc cho được Diệp Thần Phong tức giận. Diệp Thần Phong thế nhưng đạn cũng không sợ nhân vật a. Nhìn đến Châu Trạch Đống trên trán toát mồ hôi lạnh,
khuôn mặt thượng một bộ thành hoàng thành khủng dáng dấp, Diệp Thần Phong trong lòng cũng đại khái đoán được một ít gì. Thuận miệng nói rằng, Châu lão gia tử, trước ngươi thế nào đối đãi ta, bây giờ còn là thế nào đối đãi ta. Bằng không ta sau đó cũng sẽ không tới Châu gia có cơm ăn. Diệp Thần Phong khuôn mặt thượng nhu hòa dáng tươi cười, thực tại nhượng Châu Trạch Đống an tâm không ít, cầm lên ấm trà cấp Diệp Thần Phong lần nữa rót một chén nước chè xanh, trong lòng sâu ít mấy hơi, mới có hơi ấp a ấp úng nói rằng Thần Phong, người uống trước điểm trà đi. Đặng Văn Hải cùng Tiểu Di trở về, bọn họ hai cái còn phải làm mặt cảm ơn ngươi ni. Một chiếc bảng số thị ủy hắc sắc xe có rèm che thượng, Châu Văn Hải cùng Kiều Di ngồi ở xe ngồi phía sau. Đêm nay ám sát sự kiện, có Diệp Thần Phong trợ giúp, trên cơ bản xem như là giải quyết rồi. Mà vị kia phía sau màn sai xử người tiền thông, cũng lập tức bị cảnh sát cấp khống chế lại. Bất quá, Châu Văn Hải cùng Kiều Di hai người biết, nếu như hôm nay không có Diệp Thần Phong xuất thủ, đừng nói là nắm phía sau màn sai xử người. Sợ rằng hiện tại Châu gia trên dưới toàn bộ đã đi gặp Diêm Vương gia. Muốn khởi lúc đó đạn hướng bọn họ đầu bay bắn mà đến một màn, Châu Văn Hải cùng Kiều Di hai người tự sợ không thôi. Văn Hải, người nói cái này trên thế giới thật sự có thần tiên sao? Còn có, người tốt, ZSJ8, giống như trước nhận thức Diệp Thần Phong. Kiều Di nghi ngờ hỏi. Cái này trên thế giới có không có thần tiên thật không dễ bàn, bất quá, ta đảo thật đúng nhận thức Diệp Thần Phong. Ngươi còn nhớ rõ ta mấy năm trước ta từng đề cập với ngươi vị kia kinh thành Diệp gia ăn chơi trác táng sao? Châu Văn Hải chân mày hơi nhíu chặt, cũng không biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Diệp Thần Phong, khó trách ta nghe như thế cái này quen thuộc ni, hắn chính là kinh thành Diệp gia vị kia ăn chơi trác táng. Kinh qua Châu Văn Hải như thế vừa đề tỉnh, Kiều Di lâm vào ngắn ngủi trong ký ức. Không thể có thể a, ngươi không đúng đối với ta nói kinh thành Diệp gia vị kia ăn chơi trác táng, đúng một cái không hơn không kém gây tai họa tinh sao? Ngoại trừ ở bên ngoài gặp rắc rối bên ngoài liền không đúng tí nào, vậy hắn làm sao sẽ đột nhiên biến được lợi hại như vậy? Có như vậy thần tiên thủ đoạn, Kiều Di kế tục nghi vấn hỏi. Đừng nói là Kiều Di, ngay cả Châu Văn Hải mình cũng không nghĩ ra a. Theo lý mà nói hắn thân là nước Hoa quan viên, từ nhỏ tự tiếp thu chính thống giáo dục, đúng không nên tin tưởng thần quỷ truyền thuyết, thế nhưng Diệp Thần Phong không nhúc nhích một tí, là có thể nhượng cấp tốc bắn ra đạn thay đổi phương hướng, với lại bàn tay tùy ý vung lên là có thể dễ dàng thôi miên nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ, cái này một loạt thủ đoạn đúng một người bình thường có thể làm được sao? Châu Văn Hải trầm mặc một lát sau, mới còn nói thêm, thì là Diệp Thần Phong đều không phải thần tiên như tồn tại. Hắn cũng đều không phải một người bình thường a. Tuy rằng ta không biết trên người của hắn xảy ra biến cố gì, thế nhưng đêm nay nếu như không có hắn, sợ là chúng ta người một nhà đều không thấy được sáng mai mặt trời. Văn Hải, chúng ta đây mới vừa rồi còn đối Diệp Thần Phong ôn hòa, ta xem hắn đối với chúng ta không hội có ấn tượng tốt gì. Kiều Di hơi lộ ra lo lắng nói rằng, bất kể hắn bây giờ đối với chúng ta là cái gì ấn tượng. Đợi đằng về đến nhà. Chúng ta muốn chân thành đối Diệp Thần Phong nói lời cảm tạ, tận lực phóng thấp tư thái đi. Diệp Thần Phong có như vậy thần kỳ thủ đoạn, tại chúng ta phổ thông trong mắt người đã coi là thượng đúng thần tiên. Lúc này Châu Văn Hải đối đã từng tên con em nhà giàu này đúng hoàn toàn đổi cái nhìn. Ân, Kiều Di lên tiếng, nàng cũng vô cùng đồng ý lão công mình thuyết pháp. Châu gia trong phòng khách. Diệp Thần Phong từ đầu đến cuối đều vẫn duy trì nguyên lai phó tư thái. Cũng không có bởi vì biểu hiện ra thần kỳ thủ đoạn mà cao ngạo lên, điều này làm cho Châu lão gia tử từ thật buông lỏng xuống, cùng Diệp Thần Phong câu được câu không tán gẫu. Tiếng cửa mở vang lên, Châu Văn Hải cùng Kiều Di đi vào phòng khách, hai người nhìn đến ngồi ở trên ghế salon uống trà Diệp Thần Phong sau, vội vã đi ra phía trước, nói rằng, Diệp tiên sinh, sự tình hôm nay nếu không có ngài tại, sợ là chúng ta Châu gia ta Châu Văn Hải tại ở đây chân thành tha thiết nói với ngài tiếng xin lỗi. Lại nói với ngài tiếng cảm ơn. Diệp Thần Phong thần sắc bất biến, chỉ là nhợt nhạt cười nói, Châu bá phụ, người kêu ta Thần Phong là được rồi, từ trước ta tại Thiên Hải thời gian cũng ít nhiều ngươi chiếu cố. Như vậy sao được ni? Diệp tiên sinh, ngài cái này đều không phải chiết sát chúng ta sao? Ngài có như vậy thần kỳ thủ đoạn, tại chúng ta phổ thông trong mắt người chính là thần tiên như tồn tại. Châu Văn Hải một mực cung kính nói rằng, nếu để cho Thiên Hải những quan viên khác nhìn đến thị ủy thư ký tại một gã tiểu niên khinh trước mặt cung kính không gì sánh được, sợ rằng cần phải muốn mở rộng tầm mắt không thể,
thế nhưng Châu Văn Hải lúc này khuôn mặt thượng đối Diệp Thần Phong kính trọng tịnh không có nửa điểm đúng dối trá, hoàn toàn đúng phát ra từ nội tâm chân tình cảm giác. Ba mẹ, các ngươi đang làm gì đó? Từ trên lầu đi xuống, Châu Lâm Lâm nhìn đến tất cung tất kính đứng tại Diệp Thần Phong trước mặt Châu Văn Hải cùng Kiều Di không khỏi hỏi. Lúc này, Châu Lâm Lâm đã đổi lại toàn thân bạch sắc váy liền áo, khi thấy Diệp Thần Phong thời gian, trên gương mặt không khỏi hơi đỏ lên, tức giận nói rằng, Diệp Thần Phong, ngươi thế nào còn không có ly khai? Lâm Lâm, ngươi như thế nào cùng Diệp Tiên Sinh nói ni? Diệp Tiên Sinh là của chúng ta ân nhân cứu mạng, nào có ngươi thẳng như vậy hô kỳ danh? Hoặc là cùng chúng ta cùng nơi gọi là Diệp Tiên Sinh, hoặc là trực tiếp xưng hô một tiếng thúc thúc. Châu Văn Hải nghiêm trang mắng. Nghe vậy, vừa uống một ngụm trà Diệp Thần Phong thiếu chút nữa tướng nước trà từ trong miệng phun ra ngoài, thấy thế nào hắn đều cùng Châu Lâm Lâm mấy tuổi không sai biệt lắm đại, lại có thể nhượng Châu Lâm Lâm gọi mình là thúc thúc. Điều này làm cho Diệp Thần Phong trong lòng cười khổ không thôi. Châu bá phụ, các ngươi đều trực tiếp gọi Thần Phong là được rồi. Bằng không sau đó ta cũng không dám tới nhà các ngươi. Diệp Thần Phong đặt chén trà xuống nói rằng. Châu Văn Hải bây giờ là đặc biệt hoan nghênh Diệp Thần Phong có thể thường đến nhà mình làm khách. Đối Châu Lâm Lâm nói rằng, ngươi xem người ta Diệp Tiên Sinh bao nhiêu lễ độ mạo. Ngươi ở đây nhìn ngươi. Ngươi tốt, ZSJ8, ngạt cũng là vi nhân sư biểu, thế nào tự không hiểu được cảm ơn ni. Diệp Tiên Sinh có thể là chúng ta người một nhà ân nhân cứu mạng a. Đúng vậy. Lâm Lâm, nhanh hướng Diệp Tiên Sinh lời nói cảm tạ. Kiều Di cũng liền bận mở miệng. Châu Lâm Lâm làm thịt há miệng, đi tới Diệp Thần Phong trước mặt, không biết vì sao. Nhìn đến Châu Lâm Lâm kinh ngạc dáng dấp, Diệp Thần Phong ý định muốn trêu đùa một chút đối phương, vì vậy lại đem vừa rồi sờ qua Châu Lâm Lâm bộ ngực bàn tay, ra vẻ đặt ở mũi hạ nghe nghe, khuôn mặt thượng lộ ra một vòng rất hưởng thụ thần tình. Đây hết thảy đều bị Châu Lâm Lâm nhìn tại trong mắt. Trong lòng cắn răng thầm nghĩ, Diệp Thần Phong, ngày hôm nay ta Châu Lâm Lâm nhịn ngươi, ngươi chờ cho ta, đời này ta Châu Lâm Lâm tuyệt đối muốn cho ngươi đối với ta khăng khăng một mực, ngoan ngoãn phục tùng. Chương 180, làm cho đau lòng người. Tại thừa nhận rồi Châu Lâm Lâm sau khi nói cảm ơn, Diệp Thần Phong liền ra đi Châu gia, đương nhiên Châu lão gia tử như cũ đúng nhượng bản thân tài xế tống Diệp Thần Phong về nhà. Châu gia trong phòng khách rơi vào ngắn ngủi trầm mặc. Chân thực đúng đêm nay chuyện đã xảy ra quá đột nhiên, những người lòng vẫn còn sợ hãi ám sát, cùng với Diệp Thần Phong bày ra giường như thần tiên như thủ đoạn, toàn bộ khác ở Châu người nhà trong đầu, chỉ sợ bọn họ đời này đều không có cách gì quên đêm nay chuyện đã xảy ra. Ta vốn còn muốn tác hợp Thần Phong cùng Lâm Lâm tại Đang Ni. Hôm nay xem ra thật đúng khó khăn a. Thần Phong lại là thần tiên vậy nhân vật, Châu Trạch Đống Ai Thanh thở dài nói rằng. Châu Văn Hải thần sắc trong nháy mắt thay đổi. Nói rằng, ba, thì là Diệp Tiên Sinh đều không phải thần tiên như chính là nhân vật, Lâm Lâm cũng không có thể cùng hắn đang, ngài cũng không cần loạn điểm nguyên ương quá mức. Châu Văn Hải đúng thật tâm thật ý xưng hô Diệp Thần Phong vì, Diệp Tiên Sinh, không chỉ là Diệp Thần Phong có thần tiên như thủ đoạn, là trọng yếu hơn đúng Diệp Thần Phong cứu cả nhà bọn họ người tính mệnh, Châu Văn Hải đúng một cái hiểu được tri ân báo đáp người. Văn Hải, ngươi lời này là có ý gì? Đối. Vừa rồi nhìn ngươi thái độ đối với Thần Phong, dường như ngươi và hắn từ trước tựu cái nhìn. Châu lão gia tử nghi vấn hỏi. Châu Văn Hải gật đầu, nói rằng, ba, Diệp Tiên Sinh đúng kinh thành Diệp gia dòng chính, ngài cũng không cần mù dính vào đi ra, trước không nói Diệp gia tại nước Hoa bao lớn năng lượng, chỉ cần đúng Diệp Tiên Sinh thần tiên như tồn tại, nhà của chúng ta Lâm Lâm cũng không xứng với hắn a. Huống chi hắn đã từng có vị hôn thê. Một bên Châu Lâm Lâm thần sắc biến được trắng bệch không gì sánh được, kinh thành Diệp gia. Vị hôn thê, một đám từ ngữ truyền vào trong lỗ tai của nàng, hàm răng cắn chặt môi. Căm giận thầm nghĩ, Diệp Thần Phong đúng kinh thành người Diệp gia thì thế nào dạng? Hắn có vị hôn thê thì thế nào dạng? Huống hồ bọn họ còn chưa có kết hôn ni, thì là kết hôn rồi cũng có thể ly hôn, đời này ta Châu Lâm Lâm tự nhận thức chuẩn Diệp Thần Phong người đàn ông này. Châu Trạch Đống. Châu Văn Hải cùng Kiều Di đương nhiên không biết Châu Lâm Lâm tâm phía ngoài ý nghĩ, Châu Trạch Đống mở miệng đạo, Lâm Lâm, xem ra ngươi và Thần Phong thật đúng là không thích hợp, hôm nào ra ra tại lần nữa giúp ngươi xem xét một cái nam nhân tốt đi. Nói lời nói dối Châu Trạch Đống thật đúng là muốn Diệp Thần Phong làm bản thân tôn nữ tế ni. Thế nhưng chỉ cần kinh thành Diệp ra con vật khổng lồ này thì không phải là bọn họ Châu ra có thể trèo cao được khởi,
huống chi Diệp Thần Phong bản thân thì không phải là một người bình thường. Diệp Thần Phong trở lại biệt thự lúc, đã từng là buổi sáng hơn 11 giờ. Đường Hân cùng Hàn Sơ Tuyết chắc là ngủ. Thư Thư thích phục tắm một cái, đương Diệp Thần Phong đi lên lầu lúc, phát hiện Hàn Sơ Tuyết cửa phòng không có mở ra. Vì vậy liền không tự chủ đi tới. Trong phòng, chỉ thấy Hàn Sơ Tuyết đứng ở cửa sổ mở rộng. Buổi tối gió mát nhấp nhô nàng trên trán tóc đen, tuyết bạch sắc ánh trăng ánh nâng nàng lành lạnh khuôn mặt, giống như một gã không ăn nhân thế lửa khói tiên tử. Lúc này, Hàn Sơ Tuyết trong con ngươi xinh đẹp hàm chứa nồng đậm cừu hận, hai điều mày liễu lặng yên nhăn lại, trên khuôn mặt nói là không thanh không nói rõ biểu tình, hai con ngươi vẫn không nháy một cái nhìn chăm chú vào ngoài cửa sổ. Diệp Thần Phong trái tim chợt chiến run một cái, nhìn Trương Thành Thạo không thể tại thành thạo khuôn mặt, hắn tổng hội bất chi bất giác coi Hàn Sơ Tuyết là làm là hắn đời trước bạn gái Lạc Tuyết Kỳ. Hàn Sơ Tuyết trên mặt thần sắc, nhượng Diệp Thần Phong không nỡ. Giờ khắc này hắn thầm nghĩ muốn đem Hàn Sơ Tuyết kéo thật tốt không nỡ một phen, có thể chuẩn xác mà nói đúng bả Lạc Tuyết Kỳ lâu vào trong ngực. Đi vào gian phòng, từng bước hướng phía Hàn Sơ Tuyết đi tới, bởi Hàn Sơ Tuyết quá mức nhập thần, cùng với Diệp Thần Phong cước bộ mềm mại. Hàn Sơ Tuyết tịnh không có phát hiện trong phòng của nàng đi ra ngoài một người. Diệp Thần Phong đi tới Hàn Sơ Tuyết phía sau, không chút nào do dự vươn song trưởng tướng Hàn Sơ Tuyết kéo vào trong lòng. Lòng tham ngửi Hàn Sơ Tuyết mái tóc thượng mùi thơm, đau lòng nói rằng, yên tâm, ta trước mặt nhất định hội chiếu cố thật tốt ngươi, không hội lại để cho ngươi lọt vào bất kỳ tổn thương gì. Hàn Sơ Tuyết thân thể mềm mại cứng đờ, khẩn đón Diệp Thần Phong âm hưởng truyền vào trong lỗ tai của nàng, nàng quay đầu lại không có ở Diệp Thần Phong khuôn mặt thượng khán đến nhận chức sao dị thường thần thái, có chỉ là không nỡ. Không biết vì sao, Hàn Sơ Tuyết tâm bên ngoài chảy vào một đạo dòng nước ấm. Giờ khắc này bị Diệp Thần Phong cử động này cấp mê hoặc, trong lòng tim đập đỏ mặt thầm nghĩ, hắn muốn làm gì? Lẽ nào hắn đã sớm thích ta sao? Bằng không hắn thế nào hội? Cảm thụ được trong ngực mềm mại, Diệp Thần Phong đột nhiên thanh tỉnh đã qua, âm thầm nói một tiếng, không tốt, ta lại coi Hàn Sơ Tuyết là làm đúng Tuyết Kỳ, bất quá ôm Hàn Sơ Tuyết thân thể thật thẳng thư thích. Đang do dự có muốn hay không buông ra lúc, non nửa thân tiểu Diệp Thần Phong không tự chủ ngẩng đầu lên. Cứ như vậy ngạnh sinh sinh chìa vào Hàn Sơ Tuyết thượng. Có thể vừa rồi Diệp Thần Phong coi Hàn Sơ Tuyết là làm đúng Lạc Tuyết Kỳ lúc, nội tâm tình cảm đúng không chứa bất luận cái gì tạp chất. Thế nhưng giờ khắc này Diệp Thần Phong thanh tỉnh đã qua, trong lòng ôm một cái đẹp đến không thể tả tiểu mỹ nhân, hắn tâm bên ngoài lại không có một chút những ý nghĩ khác lời nói, như vậy hắn tự thật không phải là nam nhân. Lý tưởng chứng minh chúng ta Diệp Thần Phong đồng chí vẫn là vô cùng nam nhân. Cái này nhất điểm từ ngẩng đầu đứng thẳng tiểu Diệp Thần Phong thượng có thể nhìn ra được. Hàn Sơ Tuyết cảm giác lọt vào bản thân thượng bị một cây vật cương cứng chĩa vào, tuy rằng nàng còn là không có một người hưởng qua chuyện nam nữ nữ nhân, nhưng đúng có ít thứ nàng vẫn hiểu. Trong khoảng thời gian ngắn, Hàn Sơ Tuyết hai gò má biến được hồng đồng đồng, không lại vì Diệp Thần Phong chỗ mê muội, tránh thoát Diệp Thần Phong ôm ấp, mắng tử lưu manh, tử biến thái, ta đã sớm đoán được ngươi là một cái xác bại hoại. Đang khi nói chuyện, Hàn Sơ Tuyết nâng tay phải lên bàn tay hướng phía Diệp Thần Phong trên má huy đi, Diệp Thần Phong dễ dàng bắt được Hàn Sơ Tuyết thủ đoạn, vì trang hoàng xấu hổ, tùy ý nhún vai, nói rằng, người mới vừa biểu tình đích xác làm cho đau lòng người, ta cũng vậy không tự chủ được ôm lấy ngươi, muốn cấp cho một mình ngươi ấm áp ôm ấp, tịnh không có bất luận cái gì có sắc thành phần ở bên ngoài. Hàn Sơ Tuyết đánh cũng đánh không lại Diệp Thần Phong, chỉ có thể hung hăng chừng hai mắt. Nàng tin tưởng Diệp Thần Phong lời nói mới là lạ chứ. Giả thiết không có bất luận cái gì có sắc thành phần ở bên ngoài, như vậy tiểu Diệp Thần Phong tại sao phải ngẩng đầu đứng thẳng? Đương nhiên cái này nhất điểm Hàn Sơ Tuyết đúng hỏi không ra miệng. Hôm nay nàng tự thế nhưng nhiên bả Diệp Thần Phong vừa cuối cùng khuôn mặt thượng hiển lộ không nỡ biểu tình cũng phân loại vì, cái chồng, bên ngoài đi, nàng cho rằng Diệp Thần Phong làm như vậy chính là vì chiếm nàng tiện nghi. Tử biến thái, tử lưu manh. Ngươi cả ngày đi sớm về trễ, ngươi có muốn hay không tốn chút công phu bồi bồi Hân Nhi? Hân Nhi hẳn không phải là muội muội của ngươi đi. Khởi điểm Hàn Sơ Tuyết tại nhìn thấy Đường Hân lúc, còn tưởng rằng Đường Hân đúng Diệp Thần Phong muội muội ni. Nhưng ở hai ngày này cùng Đường Hân ở chung đi tới, nàng chính tai từ Đường Hân trong miệng biết được, nàng là Diệp Thần Phong tiểu nữ nhân. Đường Hân vốn cũng không phải là muội muội của ta a. Diệp Thần Phong tự nhiên trả lời thuyết phục đạo. Hừ tương đương Hàn Sơ Tuyết hừ lạnh một tiếng,
nói rằng, ngươi liền như thế tiểu nữ sinh đều không buông tha, ngươi đều không phải biến thái lưu manh vậy là cái gì? Chuyên môn lừa tiểu nữ sinh hỗn đản. Hàn Sơ Tuyết trong đầu lại không khỏi nhớ lại ban đầu ở tách ra Tây Viên Trấn lúc, bị Diệp Thần Phong tại Tây Viên Trấn đã cứu hai lần thiếu nữ Tô Nguyệt Như còn tự động đưa lên môi thơm ni. Càng muốn, Hàn Sơ Tuyết trong lòng mặt tiền của cửa hàng thì càng lửa giận bốc, bản thân nàng cũng không biết tại sao phải như vậy. Nàng phát hiện bổn nhân ở Diệp Thần Phong trước mặt luôn luôn khống chế không hảo ý tình. Thần Phong ca ca, ngươi ở đây Sơ Tuyết phòng của tỷ tỷ trong làm gì? Cửa đột nhiên truyền đến Đường Hân hốt hoảng âm hưởng. Chỉ thấy mặc một cái đa dạng áo ngủ Đường Hân mắt buồn ngủ mông lung đứng tại cửa gian phòng, nút áo ngực có vài chỗ không có khâu tốt, hiển lộ tảng lớn tuyết trắng. Thần Phong ca ca, ngươi là không phải là cùng Sơ Tuyết tỷ tỷ muốn làm trên giường vận động. Ngươi không phải nói Sơ Tuyết tỷ tỷ không là của ngươi nữ oan ra sao? Gặp Diệp Thần Phong cùng Hàn Sơ Tuyết không nói lời nào, Đường Hân lại một lần nữa nhe răng. Diệp Thần Phong đúng một trận mồ hôi lạnh, Đường Hân tiểu nha đầu này ở trước mặt của hắn đúng càng ngày càng mở ra, hắn thật sợ có lúc phân một cái nhìn không được liền đem nha đầu kia cấp ăn. Tốt, Hân Nhi, ngươi sớm một chút đi ngủ đi. Diệp Thần Phong cũng không muốn tại cái đề tài này thượng dây dưa, vội vàng hướng phía ngoài cửa phòng đi đến. Hàn Sơ Tuyết ba hai bước đi tới Đường Hân trước mặt, kéo Đường Hân thủ, nói rằng, Hân Nhi, trước mặt ngươi và Sơ Tuyết tỷ tỷ ta đang ngủ đi. Nói chuyện lúc, Hàn Sơ Tuyết đầu cho Diệp Thần Phong một cái gây hấn ánh mắt, dường như đang nói Đường Hân một người ngủ một gian phòng gian rất phiêu lưu, đặc biệt có thể bị Diệp Thần Phong đầu này đại hôi lang cấp nửa đêm tập kích. Đối với lần này Diệp Thần Phong chỉ có thể cười chi, Đường Hân trước đã sớm đối với hắn yêu thương nhung nhớ, nếu là Diệp Thần Phong muốn Đường Hân, cũng ngoác ngoác ngón tay sự tình mà. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 9.